chuyện dài mùa xuân cho em tác giả quỳnh giao chuyển ngữ lưu quốc nhĩ chương một trời về khuya những cơn mưa cuối mùa vẫn thi nhau trút xuống, không khí trở nên khắc nghiệt đến khó chịu. Khi cô gái đặt chân vào phòng khám bệnh của anh thì đã khoảng 2 giờ kém năm. Ở đây, ban ngày thì phòng khám dày đặt những bệnh nhân cảm sổ mũi. Tới khuya, số người tới khám mới giảm bớt. 11 giờ khuya, người bệnh cuối cùng rời phòng khám 11 giờ rưỡi. Hai cô y tá nhã bội và chu châu ra về nhìn trước nhìn sau định tắt đèn lên lầu nghỉ nhưng rồi không hiểu tại sao lại ngồi xuống ghế dài của bệnh nhân chờ khám nhìn qua khung cửa sổ nhìn một cách đờ đẫn có lẽ cái không khí uồn ào ban ngày đã làm cho buổi tối trở nên vắng lặng lạ thường anh vẫn nhìn qua khung cửa những hạt mưa lặng lẽ lặng lẽ rơi lòng bình yên chi lạ suốt một ngày trời chỉ có giờ phút này tấm biển phòng mạch bác sĩ lý mộ đường chuyên khoa nhi và nội vẫn sáng rực dưới đêm mưa anh nhớ tới niềm kiêu hãnh của mẹ này anh bác sĩ trẻ mới ngoài ba mươi mà đã có phong mạch riêng rồi nha và nỗi sung sướng của cha ông bác sĩ trẻ chăm chỉ này á ngoài sách vở và bệnh nhân ra tôi thấy ông cái gì cũng không biết hết á lời của cô y tá chu châu bác sĩ gàng ơi Tôi thấy ông là hiện thân của hiện đại Và cổ lỗ sĩ đấy Ta có yêu chu Châu tí nào chưa? Đường ngồi trong bóng tối tự hỏi Có lẽ có Không phải chỉ tí nào Mà gần như hơi nhiều nhiều đấy Bác sĩ yêu y tá Chuyện cũng bình thường trên đời Cô gái nhỏ nhắn chu Châu bảo mình Ông vừa hiện đại vừa cổ lỗ Nàng thông minh giỏi giang là hiểu ta Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng Mộ đường vẫn ngồi yên Không để ý đến tiếng chân bước nhẹ. Chỉ đến lúc có bóng người hiện ngoài khung kính Cửa bật mở Anh mới giật mình Một cô gái mặc áo dạ hội trắng Xuất hiện trước cửa Gió lạnh lùa vào phòng Chiếc áo lộ một phần ngực trần xinh xắn Lạnh lẽo Chiếc áo dài Dài phết cả gót sũng nước mưa cô gái có mái tóc rối ngắn kiểu tám đang lấp lánh những giọt mưa gương mặt trẻ ngơ ngác pha lẫn hờn dỗi mắt đen long lanh bác sĩ đường ngồi thẳng lưng dậy ngỡ ngàng anh mừng tượng như cô gái xuất hiện từ sau một bức màn trên tay là những sợi tơ dệt bằng sợi mưa nàng tiên lạc lối ư giữa khuya mười hai giờ ảo tưởng hay mộng đường lắc đầu tự đánh thức mình nhưng tranh rành sẵn đúc một tòa thiên nhiên vẫn đứng đó nụ cười trên môi mắt sáng những hạt mưa còn bám níu trên chiếc mũi nhỏ cô gái trẻ và rất mùa xuân xin lỗi cô gái cất tiếng bác sĩ đường còn làm việc không ạ đường đứng bật dậy lúng túng dạ còn con vậy thì tốt quá cô gái thở phào như trút được gánh lo, cánh cửa khép lại. Mưa và gió lạnh bị nhốt ngoài cửa. Tôi cứ sợ không gặp bác sĩ. Ai bệnh đấy? Đường đứng lên định đi lấy túi khám bệnh. Đầu liên tưởng đến những hình ảnh tàn cuộc của một buổi dạ hội đã xả láng. Kẻ thì say, đánh lộn, đứng tim, bất thình lình. Cô chờ tí để tôi đi lấy đồ nghề nha. Khói bác sĩ ạ. À? Cô gái có nụ cười thật tươi. Bệnh nhân đang đứng trước mặt bác sĩ đây ạ. À? Ơ, à, đường ngạc nhiên, đôi mắt long lanh, môi mỏng đỏ, nét khỏe mạnh bình thường. Bình ở đâu chứ? Cô gái cười cười. <cười> bác sĩ đừng có nhìn bề ngoài mà lầm. Nếu không ra tay cứu ngay, tôi chết mất. Sao? Giữa đêm khuya khoắt có một người con gái vô công rỗi nghề đi vào phòng mạch quậy thầy thuốc. Thế cô sắp chết đến nơi rồi à? Vâng, cô gái cười thật tươi. Tất cả là thế này đây. Đầu hôm lúc 7 giờ tôi đã chọn chiếc khăn đẹp nhất này đi dạ hội. Thế mà các tôi lại thất hẹn đấy. 8 giờ trở về cô bạn gái ngủ cùng phòng vẫn chưa về. Thế là 9 giờ tôi viết di chúc. 10 giờ tôi tự cắt ngắn mái tóc dài 11 giờ tôi uống thêm 100 viên thuốc ngủ. Nhưng đến 12 giờ thì tôi bắt đầu thấy hối hận. Tôi không muốn thấy mình chết quá sớm. Thế là tôi ra khỏi phòng trọ và chạy ngay đến phòng mạch của bác sĩ. Thấy đèn vẫn còn sáng nên tôi xông vào ngay. Đường trố mắt. Vậy à, những điều cô nói đều là thật cả chứ? Cô gái có đôi mắt đen to chớp chớp thoáng buồn. Đó là những viên thuốc có tên là sẽ ngủ ngon thế mà không hiểu tại sao tôi đã uống trăm viên mà chẳng thấy buồn ngủ tí nào hay là thuốc giả như vậy sẽ chẳng có gì xảy ra có điều tôi không dám chơi trò mạo hiểm tôi muốn tẩy một trăm viên thuốc vừa uống ra khỏi cơ thể vì vậy giọng cô gái dồn dập hơn vì vậy bác sĩ việc cần làm hiện nay là bác sĩ không phải là ngồi thừ ra đó mà hãy nhanh chóng rửa ruột cho tôi tôi sợ là cô gái nói nhanh tôi sợ là đó có lẽ không phải là thuốc giả vừa nói xong cô ta nhũn người ngã xuống ngay đường nhanh chóng đưa tay ra cô gái rơi trọn vào lòng một khuôn mặt thanh tú hồn nhiên nhưng đường tin rằng cô ta không nói dối cô ấy nói thật tiếp theo là một chuỗi công việc vất vả đường mang cô gái vào phòng khám đặt lên giường vạch mi mắt xem vỗ nhẹ má cô gái vẫn bất động đầu ngoẻo một bên gối mái tóc cắt ngắn đúng là vừa mới cắt vậy là phải rửa ruột ngay rửa ngay rửa ruột là một việc làm vất vả lại không có y tá phụ chút đường đưa ống cao su vào miệng cô gái thọc tầng dài dài sự đau đớn làm cô gái vật vã vùng vẫy khiến đường phải vừa bơm thuốc vừa giữ tay cô gái thật chặt. Nằm yên nào, đường nói như ra lệnh, nếu cô muốn sống cô phải nằm yên giùm tôi. Cô gái mở to mắt, cô muốn nói nhưng chiếc ống cao su cản trong miệng, nỗi đau đớn hối hận vang lương trên mắt, những giọt mồ hôi trên trán. Đường biết cô gái đau lắm, nhưng biết làm sao hơn vừa rút ống cao su ra, cô gái bật người lại suýt rơi xuống đất. Đường vội quay qua giữ lấy, cô gái mở to miệng muốn ói. Phải lấy ngay bô, nhưng không kịp rồi, lình láng, cả một nền. Tại sao ta không chuẩn bị sẵn, hồ đồ thật đấy. Mở phòng mạch đã hơn năm, kinh nghiệm khó thưa, thế mà hôm nay lúng túng, lạ thật. Đường đi lấy thau bô để cô gái tiếp tục trút hết phần còn lại. Cuối cùng mệt lã, cô gái nằm thẳng, thều thào. Nước, xin lỗi, cho miếng nước. Đường vội vã mang đến bên môi cô gái. Sao, cô thấy êm chưa? Còn muốn ói nữa không? Cô gái mở to mắt, nhìn đường lặng lẽ. Đường chuẩn bị huyết thanh, vừa nhìn thấy bình nước, cô ta là toán lên. Thôi hết rồi, tôi cảm thấy khỏe lắm rồi, không cần phải tiêm đâu. Cô chỉ tổ quấy rầy thôi. Đường bực dọc, chàng cảm thấy khó chịu bất ngờ. Cái cô bé lắm chuyện này, chỉ vì một buổi lỡ hẹn với bạn trai á, mà dám đem cả sinh mạng của mình ra đùa. Nếu thuốc có hiệu lực nhanh hơn nửa tiếng, có lẽ cô ta đã mê man trong phòng riêng, chẳng ai hay. Hoặc chỉ hiệu lực nhanh 10 phút thôi, thì cô ta cũng đã quỳ trên đường, bị xe đụng, tan xương không chừng mày mà đến kịp phòng khám của mình mày đó chứ Nằm yên đi Đừng có lộn xộn nữa Chai huyết thanh này á, dùng để rửa ruột Những chất độc còn thừa lại trong người cô Đừng có ngủ nha Đường vỗ nhẹ lên má cô gái Đôi mắt đen lấy lại mở ra Tôi, tôi mệt quá Tôi đã thức trắng 24 tiếng đồng hồ rồi Đường vừa cột dây cao su vào bắp tay cô gái tìm tính mạch vừa hỏi Tại sao vậy? Vì hắn Sao? Việc chuẩn bị tiêm huyết thanh vào tính mạch hoàn tất Đường nhẹ người Bây giờ tôi nghe tim cô nhé Đường lấy ống nghe đặt lên ngực cô gái Cái lạnh của kim loại chạm vào da thịt làm cô gái sùng mình Lạnh quá Tim cô gái đập nhanh đều đặn trái tim khỏe mạnh của tuổi trẻ đường yên tâm lấy ống nghe ra nhìn quanh phòng khám tùng lum quá chàng đứng dậy dọn dẹp khi tất cả gọn gàng đâu vào đấy đường mới rửa tay bằng cồn quay sang bệnh nhân cô gái nằm yên có vẻ ngủ say nhưng khi đến gần đường mới phát hiện là cô ta đang mở to mắt theo dõi việc đường làm xin lỗi cô nói rất cả Tôi đã làm phiền bác sĩ nhiều quá. Chuông đồng hồ gõ hai tiếng. Đã hai giờ sáng. Đường chăm chú nhìn. Bây giờ chàng mới thực sự nhìn rõ. Phấn tròn trên mặt đã được gối chăn chui sạch. Dưới mắt chàng bây giờ là khuôn mặt rất trẻ. Mắt đen nháy, mi cong dài, mũi ngắn, môi mỏng, lôi cuốn khi cười. Vâng, cô ta đang cười, lạ thật một cô gái có ý định là đã tự sát thế mà từ khi đặt chân đến phòng khám đến giờ ngoài những giờ phút đau lớn rửa ruột ra đừng thấy lúc nào cô ta cũng cười thôi được <cười> đường ho nhẹ một tiếng ho tại sao ho nhỉ có một cái gì khó chịu trong cổ hay vì nụ cười của cô gái làm lúng túng đường kéo ghế ngồi cạnh giường khám Cổ thật, phòng khám nhỏ quá nên không có chỗ cho bệnh nhân nằm lâu, chuyện đi đâu đây? Nghĩ đến đấy, Đường mới phát hiện ra điều quan trọng nhất mà mình đã quên. Chàng đứng dậy, lấy phiếu khám bệnh ra, điếc sang cô gái, cô ta lại đang cười. Cho biết quý dành. Cô gái ngẩn ngơ. Hử? Ừ? Tôi muốn biết tên cô là gì? Đường lặp lại cô gái đáp rất khẽ sợ người thứ ba nghe thấy thế sở sao thế gì đường nghe không rõ từ thế sở từ thế sở đường ghi vào cô gái này có cái tên có vẻ con trai quá thế bao nhiêu tuổi tuổi à cô gái có vẻ do dự tuổi ừ, thật đấy đường nhấn mạnh cô ta có vẻ biết dấu tuổi rồi 27 Cô gái cười nhẹ À mà không 28 Không thể như vậy được Đường nhìn thẳng Nụ cười Không có vẻ dối trá Một thoáng buồn ở khóa mắt Đường chăm chú quan sát Chợt nhiên Chàng nhớ tới câu nói Khi vừa bước vào phòng khám của cô gái Đừng lầm cái bề ngoài của tôi nhé Hay là ta bị lầm dáng dấp quá trẻ Không thể 28 được nhưng ở thời buổi hiện đại này ta không thể đánh giá tuổi tác của một người qua cái bề ngoài của họ đường ghi vào sổ hỏi thêm còn quê quán hồ nam hồ nam à gái hồ nam rất đa tình đường nghĩ địa chỉ địa chỉ à cô gái là do dự mắt chớp chớp ngáp dài mệt quá tôi hỏi địa chỉ Cô phải cho tôi biết địa chỉ chứ Địa chỉ à Đường Nam Kinh Đông Lộ À mà không phải Đường Trung Hiếu Đông Lộ Đừng phịa nhé Cô gái lại ngáp Không đâu Tôi mới dọn nhà đấy Thôi được Thế số nhà à, 1049 Trên 7 trên 1 Khu phố 5 Đường Trung Hiếu thề số điện thoại điện thoại à cô gái nhắm mắt lại vang này tôi mệt quá để tôi ngủ một chút đi cho tôi biết số điện thoại trước đã cô gái quay người sang một bên không thể được tại sao vì vì nếu hắn biết tôi tự tử chưa chết á hắn sẽ đến đây xé xác tôi à thì sa đang sống chung với bạn trai đường ngỡ ngàng Không, không thể được Cô gái còn quá trẻ Quá trẻ dáng ngoài không phải là đã lắm nổi phong trần Đồng hồ gõ ba tiếng Đường chật mình Cô gái đã ngủ ngon Đường nhìn phiếu bệnh Nhớ sực xa chàng lay nhanh cô gái Nào, dậy đi, dậy đi Cô phải cho tôi biết số điện thoại Để tôi gọi người nhà cô Đưa cô về chứ Từ thế sở, Cô gái vừa nghe đến tên, ngồi bật dậy, mắt mở to hoảng hốt. "Đâu? Đâu, hắn ở đâu?" Đường Ngạc Nhiên, "Hắn nào, ở đây chỉ có tôi với cô thôi." "Nhưng mà, nhưng mà..." mắt cô sụp xuống. "Nhưng mà tôi nghe như có ai nhắc tới tên hắn á." Đường đặt tay lên vai cô gái, Tình huyết thanh đang lắc mạnh. "Nằm yên nào." Cô nói cô vừa nghe thấy gì? Thế sở, cô gái có vẻ căng thẳng, cô run run nói. Thế sở, anh anh đến rồi à, ở đâu? Anh đừng có giận, đừng giận nha. Đường chợt hiểu ra, anh nhìn vào phiếu bệnh. Thì ra, thế sở không phải là tên cô. Thế, thế sở không có ở đây à? Vậy thì tôi buồn ngủ quá. Đừng, đừng ngủ Nãy giờ tất cả những tư liệu mà tôi ghi ở đây Đều không phải của cô Mà là bạn trai cô phải không Vâng ạ à. Thế thì cô là ai Tôi à Sự mệt mỏi như đang thấm dần Phần thuốc ngủ còn thừa trong cơ thể Đang phát huy tác dụng Tôi buồn ngủ quá Cô gái tiếp tục ngủ Đường nhìn vào phiếu bệnh Một cảm giác mơ hồ len vào tim mưa vẫn bay ngoài trời một buổi tối lạ lùng như trường kỳ chàng quay sang cô gái cô gái không thể 28 tuổi được cao lắm là 20 tuổi giấc ngủ ngọt ngào huyết thanh vẫn chảy đều phải canh chừng bằng không cạn không hay không khí lọt vào cơ thể sẽ nguy đường thở dài lấy tấm chăn bông phủ lên cơ thể cô gái lúc phủ chăn chàng mới phát hiện đôi giày cao gót của cô gái bị nước mưa làm ướt sũng chàng cởi giày hộ lau khô rồi ngồi xuống cạnh vừa ngồi xuống bao nhiêu cảm giác mệt mỏi của một ngày làm việc tràn ngập từng hệ cơ khuôn mặt cô gái bình yên trong giấc ngủ ta phải làm công tác chăm sóc đặc biệt của một y tá nhưng cô ta tên là gì là ai Chương 2 Mộ đường tỉnh giấc khi chuông đồng hồ gõ 6 tiếng Khởi đầu là một chút ngỡ ngàng Không hiểu sao mình lại ngồi trên ghế phòng khám Nhưng rồi nhớ ra huyết anh đã sắp cản Hư hỏng thật Đừng tự trách Chàng đứng dậy và chuẩn bị thay bình khác Tiếng động làm cô gái tỉnh dậy Chiếc giường cửa phòng khám Nằm không thoải mái Phần lưng trần lành lạnh Cô gái ưỡn mình nhìn xung quanh Đường nhìn lên huyết thanh vừa thay, kinh nghiệm cho biết là cô gái cần vào phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh ở phía sau đấy, để tôi phụ cầm chai huyết thanh cho cô vào sữa nha. Cô gái liếc nhanh về phía đường, chậm rãi ngồi dậy, loạn choạng như muốn ngã, đường phải chạy đến phụ. Cô gái cúi xuống tim giày, đường mang lại, một tay anh đỡ lấy chai huyết thanh, một tay đỡ lấy cô gái. Đi mấy bước, cô gái dừng lại mặt đỏ cay lúng túng ông ông không có y tá xin lỗi đường nói phòng khám của chúng tôi rất nhỏ không để bệnh nhân ở lại đêm mỗi khi gặp bệnh nhân nặng á thì chúng tôi đều làm phiếu chuyển sang bệnh viện riêng y tá của chúng tôi á đến 11 giờ đêm là tan tầm rồi đây là lần đầu tiên tôi gặp ca đột xuất mong cô thông cảm nha. Dạ xin lỗi Cô gái cười thẹn thùng Tụi bà y quá Thôi để tôi một mình tự lo liệu lấy Đừng ngờ vực Được không đây Chàng như bị lây cái ngượng ngùng Cô phải cẩn thận Qua chừng mũi kim bị sốt ra đấy Vâng Cô gái cười tươi Dùng tay mặt không bị tiêm Giữ lấy bình huyết thanh Còn tay trái thì vén cao váy Ôi trời Chiếc áo dài lướt thước được thượng của tất cả đi vào phòng vệ sinh. Đường lo lắng nhìn theo, chàng chú ý tiếng động phát ra, tiếng chai lọ khua, tiếng nước chảy. Chàng không hiểu làm thế nào mà cô gái một tay vừa cầm bình huyết thanh, vừa rửa ráy được. Giữa lúc đang phân vân thì đường nghe rỗn tiếng vỡ của chai lọ. Đường xông ngay vào phòng, cô gái đứng trước kính ngẩn ra như đứa trẻ phạm tội bình huyết thanh đã vỡ tan. Thấy đường vô, cô ta hấp tấp lắp bắp. Tôi, tôi... Đường bước vội đến, chàng rút nhanh kim tim ra khỏi tay cô gái, ném cả bộ trường dịch vào sọt rác. Cô gái giữ tay thanh minh. Tôi chỉ định rửa mặt thì... Cô nhìn vào kính, đột nhiên thét lên. Trời đất! Sao tôi xấu quá vậy? Tóc của tôi, tôi làm sao thế này? sao lại cắt tóc ngắn một cách xấu xí như vậy chứ? Cô gái vốc nước lên, rửa sạch những lớp phấn thừa trên mặt. Bác sĩ thấy tôi có giống quỷ dạ xoa không? Quỷ dạ xoa, một quỷ dạ xoa tuyệt vời. Đêm hôm khuya khoắt, mặc áo dài trắng mùa sương, theo gió theo mưa gõ cửa nhà người. Đường thở ra một cảm giác lạ lùng lân lân. Đàn bà một động vật kỳ quái bởi mấy tiếng trước đó dám đem cả cuộc sống ra bông đùa với tử thần thế mà chỉ mấy tiếng sau nó sợ mình trở thành kẻ xấu xí này cô gái đừng kêu lên cô có thể tránh ra để tôi dọn dẹp không nào chẳng khéo cô lại bị mảnh chai cắt tôi lại phải kim thêm ngày bác sĩ ngoại khoa băng bó thì khổ dạ 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 mặt cô gái đỏ cất nét mặt sau khi rửa sạch phấn son trông thanh tú lạ trông chẳng tí bệnh hoạn gì cả bác sĩ để đó tôi dọn cho chổi và thùng rác đâu bác sĩ thôi cô làm ơn bước ra cho tôi nhờ phòng vệ sinh này nhỏ lắm không đủ chỗ cho hai người đó là chưa nói cái bãi phết gót của cô bất tiện quá nếu cô muốn phụ làm ơn lên giường nằm giùm tôi đi cô gái cúi xuống nhặt những mảnh chai vỡ nhưng tôi tôi làm việc này được mà đường ngồi xuống giữ tay cô gái ra lệnh ra ngay tôi không thích thấy bệnh nhân phụ tôi dọn dẹp cô gái ngẩng đầu lên nhìn đường lặng lẽ đứt dậy bước ra đường bắt đầu quét các mảnh chai vỡ những mảnh chai nhỏ rải rác hầu như khắp nơi quét mãi mà hình như chưa sạch bên ngoài khung cửa sổ những tia nắng đầu tiên đã in trên nền trời dọn dẹp không khéo tí nữa bệnh nhân nhỏ tuổi vào bị đứt tay đứt chân thì khổ đang lúc lui cui nhặt những mảnh vỡ trên khung cửa thì tiếng cô gái vọng vào bác sĩ ra đi để tôi làm cho đường quay lại nhìn ra xa cô gái đã thay áo chiếc áo dạ hội đã được thay bằng chiếc áo y tá có lẽ lấy trong hộp tủ giày không thay có lẽ không có giày khác vừa chân dáng chấp chẳng khác gì y tá thứ thiệt tí nào chẳng đứng dậy bước ra khỏi phòng vệ sinh cô gái đi vào thành thạo nhặt lấy một miếng xà phòng chà lên khung cửa lavabo bồn tắm nền gạch tất cả những mảnh thủy tinh vỡ đều ngoan ngoãn dính chặt vào xà phòng một phương pháp giản dị như vậy mà mình lại không biết khổ thật cô gái làm xong ngẩng lên nhìn đường. Nhà cha mẹ tôi ở Cao Hùng. Năm 15 tuổi, tôi đến thành phố ở ký túc xá học cấp 3. Vì vậy, cái gì cũng biết làm hết. á Giống tôi đấy, đường nói. Nhà tôi thì ở Đài Trung. Năm 18 tuổi, cũng đến thành phố ở ký túc xá học đại học. Cô gái mở to mắt nhìn đường, từ thời là sinh viên ở ký túc xá đến lúc mở phòng khám, có lẽ bác sĩ đã trả một giá đắt cho cuộc đời mình. Giữa khi bao thanh niên, nam nữ lao vào việc hưởng thụ thú vui tuổi trẻ, thì bác sĩ đã vui đầu vào trong phòng giải phẫu, đối diện với những xác chết không vẹn toàn à. Vâng. Một chút cảm giác tuổi thân tràn ngập trong tim. Chưa có ai khơi dậy cho chàng những câu nói cảm thông đó. Những tháng ngày vất vả cô đơn giữa phòng giải phẫu, phòng nghiên cứu, vật lộn với vi trùng xác chết. Chưa ai hiểu được nỗi khổ tâm của chàng. Bỏ mặt tất cả, nhiều lúc đường nghĩ như vậy. Muốn làm bác sĩ phải nhẫn nại biết chân nào. Cô gái tiếp tục. Bệnh nhân lúc nào cũng là những con người khó tính, khó thương nhất. Kẻ nhằn nhó, xanh xao yếu đuối tiếng rền rĩ kế lễ nhiều bệnh nhân nhiều lúc còn đánh mất cả tự ái cô gái hoàn thất công việc ném miếng xà phòng vào sọt rác con người bị đánh mất tự ái thì bi đát biết là cỡ nào cô quay sang nhìn đường không còn là cô gái nhỏ nhắn dại dột mà là một người trưởng thành hiểu biết thông minh đường ngẩn ra đây là cô gái, cô gái dại dột đêm qua đã ngã dựa vào chàng. Tại sao cô ta biết nhiều quá vậy? Tại sao? Chàng buộc miệng. Nói thật đi, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 24, tôi mới tốt nghiệp đại học năm ngoái. 24 à? Đường nghi ngờ. Anh không tin à, bộ tôi già lắm hay sao? Không già lắm. đừng trầm giọng khoảng trên dưới 32. Sao? Tôi già đến như vậy à? Đúng, cô có sự suy nghĩ già dặn khoảng người 32 tuổi, nhưng hành động nông nổi của tuổi 13, riêng dáng dấp và khuôn mặt thì khoảng 19. Cô gái ngẫm nghĩ rồi cười to. <cười> Bác sĩ vui lắm, nhưng mà chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện hay hơn nha. Đứng ở phòng vệ sinh thật là bất tiện, đây là lần đầu tiên tôi hành động nông nổi. Tôi không thích làm chuyện lãng mạn như vậy. Nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng gây nên những chuyện rối rắm như thế. Thôi được rồi, cô về phòng đi. Tôi tiếp tục tiêm huyết thanh cho cô. Đường cùng cô gái rời khỏi phòng vệ sinh. Chàng lấy một mình huyết thanh và dây truyền. Cô gái vội vã. Thôi đừng, tôi hiểu sức tôi, Bây giờ khỏe lắm rồi Khỏe như trâu đấy Một trăm viên thuốc đã bị trục hết rồi Hỏi tiêm gì nữa cả Không được Cô phải tiêm đủ hai bình mới loại hết những độc tố còn lại Cô muốn bị dị ứng à Dị ứng sao Vâng Nếu cô không thích nằm thì ngồi tiêm cũng được Đường chẳng hỏi thêm Ấn cô gái ngồi xuống ghế Đi chuẩn bị dụng cụ thêm Cô gái vang nài thật tình á tôi thấy tôi khỏe rồi mà bây giờ không còn nhức đầu không có choáng váng nữa đường yên lặng lấy dây cao su cột lên bắp tay tìm tĩnh mạch cắm tim vào điều chỉnh lượng nước cất chảy vào ống thôi bây giờ cô thử ngủ lại xem lời nói của đường chưa dứt thì chuông đồng hồ gọt bảy tiếng cô gái nhảy dựng lên mấy giờ rồi Bảy giờ sáng, đường đáp, chàng thở ra. Hay một đêm dài đã trôi qua, bước đến cạnh tường, bật tắt đèn. Vậy không xong rồi. Cô gái hét, đường ngớ ra, chắc cô ta bị sốc. Sao, sao đấy? Từ di chúc của tôi. Cô gái có vẻ hốt hoảng. Từ di chúc của tôi để trên bàn ấy. Không thể được, không để cho hắn thấy được. Cô nắm tay, đấm đấm lên đầu đường bối rối. Có cách nào lấy lại được không? Hình như cô có cô gái trọ công phòng mà. Vâng, cô gái như nhớ ra. Điện thoại, có điện thoại không? Cho mượn một chút. Đường nhắc điện thoại ở bàn kế bên lên. Cho tôi biết số điện thoại, tôi sẽ gọi hộ cho. Cô gái nói nhanh con số, đường quay sang, giao máy cho cô gái. Tiếng chuông bên đầu kia reo vang, đã có người tiếp máy Cô gái lúng túng À Thái tôi đây Có tiếng thét bên kia đầu dây Cô gái đưa ống nghe ra xa một ti Mắt tròn áo não Hiện tôi đang ở phòng mạch Của bác sĩ Lý Mộ Đường Đối diện nhà chúng ta đấy Gác ống nghe xuống Cô gái buồn bực Hết rồi Sao vậy Anh ta đã biết Anh nào thì thế sở, cô gái miễn cưỡng trả lời tựa đầu vào ghế mắt nhắm lại ngay từ tối hôm qua a thái đã phát hiện ra di chúc lại không tìm thấy tôi nó hoảng hốt gọi điện ngay cho thế sở và anh ấy đã đến nhà ngay hiện anh ấy là người điên sắp sửa sang đầy ngay đấy khổ thật đường vỗ vai cô gái an ủi nhưng hôm nay đầu đã là ngày tận cùng của thế giới Ngày tận cùng rồi đấy ông những giọt nước mắt lăn tròn trên má lần đầu tiên từ lúc đặt chân vào bệnh viện cô ta mới khóc cô gái thuốc thích đừng sợ đừng sợ đừng an ủi bây giờ cô đã qua khỏi nguy hiểm rồi phải không cô đã khỏe rồi cơ mà khỏe đâu mà khỏe đừng không hiểu sao vậy cô bị choáng à tôi lợm giọng lợn giọng à, không thể được. Thuốc sữa ruột á, đã hết tác dụng, cô chỉ bị rối loạn tâm lý thì có. Bình tĩnh đi, làm gì mà như vậy? Đường cho dứt lời thì bùm, cánh cửa phòng khám mở tung, một bóng người như cơn lốc lùa vào. Theo hắn là cô gái khác, vừa chạy vừa hét. Thế sở, thế sở, đợi tôi với. Đường đứng chắn ngay cạnh. Làm gì vậy? làm gì mà ồn ào vậy anh thanh niên thắng gấp lại dáng cao và khỏe tóc đen mắt đen mũi cao có lẽ là một diễn viên điện ảnh hèn gì cô gái chẳng mê mệt bằng nhi đâu giọng hắn gấp rút và giận dữ bằng nhi Cô ấy đang cần nghỉ ngơi lời đường chơi dứt thì gã thanh niên đã đẩy chàng qua một bên bằng nhi cô gái ngẩn lên đầm đìa nước mắt thấy sở chồn tới tóm lấy ngực cô gái mắt hắn đỏ gai bằng nhi cô muốn chết à sao không chết cho rồi đồ điên bạch trợn hắn đẩy cô gái ngã xuống ghế rủng, bình huyết thanh rơi xuống vỡ tan đường hét lớn ngừng lại ở đây á là bệnh viện nhé thế sợ rút phăng kim tiêm ra khỏi tay băng nhi hắn nâng cầm cô gái lên mặt đối diện đôi mắt hắn đỏ ngầu giận dữ đột nhiên hắn đưa tay lên chắc một tắt tay nảy lửa khiến băng nhi ngã chuối xuống một đường điên tiết chàng cố gắng đẩy thế sở qua bên ông này làm gì kỳ cục vậy chuyện gì á thủng thẳng nói chứ thế sở gạt đường với hắn hình như phòng khám này không có bác sĩ hắn nắm chặt băng nhi Sao? Cô làm gì? Làm gì? Tội cô đáng chết. Tại sao cô sợ mái tóc đẹp của cô chứ? Rồi còn uống thuốc ngủ nữa. Tại sao? Cô muốn chết. Sao không chết phức đi cho rồi? Sao cô ác vậy? Hả? Nào, muốn chết á, thì cùng chết vậy. Nào, nào. Hắn nhảy thoát lên, lùng sục khắp phòng. Cuối cùng, hắn tìm được chiếc kéo trong hộp bàn, nhét vào tay băng nhi. Nào, giết tôi đi đâm thẳng tim tôi đi cô giết dần giết mòn tôi cô cứ làm tim tôi rỉ máu giết tôi đi giết tôi đi nước mắt nhạt nhòa băng nhi buông rơi kéo xuống đất hai tay ôm mặt thế sở hãy tha thứ cho em xin lỗi anh từ rày về sau á em hứa là em sẽ không dám làm như thế này nữa cương giận dữ như bị xì hơi hắn ngồi sụp xuống ngã đầu vào lòng băng nhi hai tay mân mê mép váy áo cô gái em muốn gì băng nhi em muốn anh phải làm gì tại sao em cứ giày vò anh tại sao vậy những giọt nước mắt lăn dài băng nhi thúc thiết nâng đầu thế sở lên mắt đối mặt Những ánh mắt đa tình giận hờn như tan biến băng nhi à em gầy quá khỉ thật đương nghĩ chỉ một đêm mà ốm được à? Chưa kể là vô huyết thanh suốt đêm đấy. Bằng gì nở nụ cười qua nước mắt. Thế sở, anh không giận em chứ? Anh tha thứ cho em nhé Không. Thế sở cắn nhẹ môi. Không bao giờ anh tha thứ cho hành động rồ dại này của em. Bằng gì ngập ngừng. Em đã nói á, là em không dám nữa mà. Hai người chăm chú nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau đường ngẩn ra như một vở kịch khi chợt tỉnh ra anh mới thấy cả một đống mảnh chai cần dọn dẹp đường quay lại định lấy chổi thì chạm phải một cô gái đây là một cô gái gầy đùi thon áo sơ mi trắng quần jeans nụ cười rất ngọt xin lỗi bác sĩ tôi là a thái bạn bè thường gọi là thái quậy nhưng thực ra Tôi khoái vui vẻ và tìm hiểu nghệ thuật trong quan hệ, nhất là mô đen mới về tình yêu. Cô gái nhìn về thế sở và băng nhì tiếp. Bác sĩ đừng có để ý lo lắng quá. vở kịch này có lửa, có nụ cười nứt mắt, có yêu có ghét, nhưng nó nổ ra hoài à. Đời là vậy. Có người sống rất bình lặng êm ả, ngược lại có người sống ao ao, vội vã. Họ thuộc loại người sau đấy. Ngay cả những chuyện không có gì đến với họ, nó cũng trở thành có lửa có khói. Không trách được phải không bác sĩ? Đường ngẩn ra lạ lùng, một A Thái, một Băng Nhi rồi Thế Sở, tất cả như từ một thế giới khác. Hơn 30 tuổi đầu, đường như chưa hề gặp qua, họ lạ là lùng làm sao Thôi, để tôi đi lấy chổi. Đừng nói, nhưng A Thái cản lại, cười nói Để tôi, để tôi, cái này dùng chổi không được Phải dùng xà phòng, tôi rành lắm Bác sĩ khỏi dẫn đường, tôi sẽ tìm ra phòng vệ sinh mà Đường đứng yên, chàng như bị choáng ngợp Mới có một đêm mà cuộc sống chàng như bị đảo lộn cả Đồng hồ gõ 8 tiếng, 8 giờ rồi Thế này á thì hai cô y tá trực ngày Ngụy Lan và Điền Tốt Mẫn sắp đến giờ làm nghĩ tới y tá, bất giác, đường nghĩ tới chu châu, một chu châu bình thường. Một cô gái an phận như bao cô gái khác, cuộc sống thầm lặng, đường buông người xuống ghế, nhìn ra khung cửa, mưa vẫn lác đác rơi, chàng ngẩn ra. Chương 3. Một ngày lại đến. Đường nghĩ cuộc sống cứ mãi như dòng trôi, thật là đáng chán. Một ngày từ 8 giờ sáng, bệnh, tiếng ho, ống nghe, đo huyết áp, tiêm thuốc, ra toa, một mạch đến 11 giờ khuya. Đời sống cứ như những bánh xe lăn trên những vết răng quen thuộc, trôi qua lặp đi lặp lại. Chú Châu nói: Hình như bác sĩ đang có nỗi niềm riêng phải không? Có thật như vậy không? Đường lặng lẽ ngắm châu, khuôn mặt bầu bĩnh, mi nhạt, mái tóc ngắn, ngang tai gọn gã, như chiếc áo blues trắng tinh khiết, đơn điệu. Làm gì có nỗi niềm riêng chứ? Vậy thì có lẽ bác sĩ đang phiền muộn điều gì? Chu Châu vừa điền phiếu bệnh lý vừa nói. Cuối tuần này á, bác sĩ về đài trung không? Hằng tuần vào thứ bảy và chủ nhật, phòng khám nghỉ việc, đường thường lái xe về đài trung thăm cha mẹ. Cha chàng là một công chức tỉnh nhỏ, mẹ nội trợ, em gái mộ hoa có chồng là một giáo viên, em trai mộ nghiêu là giảng viên trường đại học. Cả nhà coi như là công nhân viên cả, mỗi lần về đường vẫn nghe quanh quẩn bao nhiêu chuyện điều mẹ chàng quan tâm nhất là mãi đến giờ sao đường chưa lập gia đình. Chưa biết. Tại sao chưa biết? Có lẽ vì đường không muốn về để nghe bao nhiêu câu hỏi lặp lại. Nhưng nếu ở lại thành phố này thì sao? Bất giác đường nhìn lên lầu. Phong trọ của chàng ở lầu ba, chàng đã bướng hai tầng ở cao ốc này. Tầng một dùng làm phòng khám bệnh, còn tầng ba dùng làm chỗ ở phòng dùng cho kẻ độc thân chỉ có sách vở và sự cô độc vậy thì thế này nhé đi trúc nam với chúng tôi đi chu châu đề nghị đường ngập ngừng trúc nam à nhà cô ở đấy phải không vâng bác sĩ đã biết từ lâu rồi mà à tôi nhớ ra rồi không phải bác sĩ nhớ ra mà bác sĩ có để ý đến điều tôi nói đâu đường liếc nhanh về phía chu châu con gái thời nay hay trực tính gia đình tôi ở trúc nam là một gia đình nông dân điển hình bình thường không có gì nổi bật nhưng rất quê rất thôn giả nhà tôi có chiếc ao cá lớn cá rất nhiều có còn nặng tới năm số ký lận ngồi trên hồ câu là cả một sự thú vị ấy đường nhìn qua khung cửa sổ, anh nghĩ đến cái mùa mưa năm nay, sao cứ kéo dài mãi, thỉnh thoảng lại đổ ào xuống, lại còn chở thêm cái lạnh lẽo cô đơn. Trời lạnh thế này, á dầm mưa câu cá mà thú vị à, không sợ cảm à. Chú Châu trừng mắt. Anh phải có cái đầu thi sĩ một chút chứ, không lẽ làm bác sĩ để rồi thành người máy à. Vậy chứ anh đừng lo, dự báo thời tiết cho hay, thứ bãi này á sẽ không mưa thời tiết thích hợp nhất cho dịch cuộc đi chơi xa khoái sợ phải dầm mưa câu cá à đường liên tưởng đến hình ảnh chiếc ao cá khung cảnh thôn quê ánh nắng mặt trời rồi chuyện đi câu cá tất cả không đến nỗi nào ít ra cũng tránh được những hình ảnh trùng lập được rồi để tôi chuẩn bị tại sao phải chuẩn bị chứ phải chuẩn bị cần câu chứ nếu bác sĩ không muốn thì coi như cuộc đi hủy bỏ đừng ngạc nhiên tại sao vậy nhiều lúc trông bác sĩ như cánh bướm đổi màu thấy sự a già đó người ta dễ bực mình lắm ào cá nhà tôi dù sao cũng tồn tại mà mấy năm rồi lúc nào bác sĩ muốn thì đến chơi đừng vì lời nói của tôi mà nghĩ rằng đó là một sự ép buộc vả lại chu châu ngập ngừng với nụ cười má lúng của cô bé tinh nghịch cũng không phải là tôi đang cưa bác sĩ mà nhà bội đứng một bên tiếp lời thế em lạ chứ ao cá của cô tồn tại trên mười mấy năm nay tại sao cô không mời tôi lời rủ ngụy lan và điện tố mẫn chứ nếu chúng ta không câu được cá vẫn có cá ăn chứ chu châu cười thoải mái <cười> được chúng ta cùng đi nào bác sĩ này chúng ta thành lập đoàn du lịch ngoài trời của phòng mạch bác sĩ đường đi bác sĩ dẫn đầu nha tôi sẽ nhờ mẹ tôi sửa lại kho thóc để tất cả chúng ta đều ngủ trên nệm có nhà bội hứng thú tuyệt quá nhưng mà chu châu này có thật á là cô mời chúng tôi hay là chỉ nói suông thôi mời thật mà Nhã buộc quay lại Thế còn bác sĩ Anh tính sao Nếu mọi người muốn Thì tôi xin thao vậy Vậy thì tôi điện thoại ngay cho cô Lan và cô Mẫn Có điều là Nếu tất cả đi Mà vào giờ cuối Bác sĩ bận việc là mất vui nha Có thật là bác sĩ đi chứ Châu cười nhạt Bác sĩ chưa muốn đi đâu, chẳng qua là vì chúng ta lôi cuốn nên miễn cưỡng thôi. <laughs> Đừng cười lớn, chàng nhìn thẳng Chu Châu, cô bé thật thông minh. Câu cá bên hồ, kế hoạch hay đó chứ. Trước mắt chàng hiện ra hình ảnh thôn quê với những cánh đồng ao cá và những tia nắng cuối cùng của mặt trời sắp lặn. Tiếng chuông cửa sao vang, lại bệnh nhân tới khám. Đường bất giác nhìn đồng hồ đã 12 giờ 10 phút, Vừa nghỉ rồi. Nếu không có chuyện tính toán đi câu cá thì chu châu và nhã bội đã về. Như vậy là rắc rối cho bệnh nhân. Có tiếng chu châu vọng từ nơi phát thả vào. Cô họ Phan à, Phan Lê Huy. À không phải, cô từng đến phòng mạch à. À, Phan Như Băng à, cô cần gặp bác sĩ Đương à. Vâng, bác sĩ Đương vẫn còn. Nhưng sao tôi không tìm thấy phiếu bệnh của cô? Lần trước cô đến đây vào ngày mấy, tháng mấy? Thứ hai à? Thứ hai tuần trước? Sao? Cô không có bệnh à? Cô đến không phải để khám bệnh mà chỉ để gặp bác sĩ Đương à? Ờ, à, ờ. À. Đương ngồi thẳng lưng lắng nghe. Chu châu đã đẩy cửa, nói lớn vào. Bác sĩ Đương ơi, có khách. Có một cô họ phàng cần gặp bác sĩ họ phàn đường ngẩn ngơ chàng không nhớ mình có quen cô gái nào họ phàn cả đường đứng dậy bước ra mắt chợt sáng người con gái ấy đúng rồi cô gái nửa đêm mang mảnh tơ mưa bất chợt đến đang đứng lồ lộ giữa phòng khách tối nay không là chiếc áo dạ hội mà là chiếc áo sơ mi màu xanh lam chiếc quần cùng màu như pho tượng đá quý màu lam vẫn những hạt mưa lấp lánh trên tóc. Cô gái lại dầm mưa, một điều chắc chắn là cô không thích dùng ô. Chắc không dùng thuốc ngủ nên có vẻ tươi tỉnh, mắt sáng mày cong, dư vị của mùa xuân tràn ngập căn phòng chật hẹp. Ồ, đừng không biết phải xưng hô với cô gái như thế nào. Cô gái cười thật tươi. <cười> Bác sĩ quên tôi rồi sao? Tôi là băng nhi nên này. Bằng nhi à Đường lặp lại Làm sao quên được Chẳng buộc miệng Hôm nay á Trông cô có vẻ khỏe đấy Nụ cười cô gái thật tươi Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm Có điều hiện nay á Tôi đang bị dị chứng Sao Đường hơi căng thẳng Tôi đã nói rồi Cô cần phải tiếp hết chai nước biển mới được Bây giờ á Còn thấy choáng à Dạ không phải vì chứng ở đây không liên quan gì đến dịch truyền cả Mà là Thứ nhất là mỗi lần đi ngang qua cửa phòng mạch của bác sĩ Là tôi muốn ghé vào tán gẫu Thứ hai là từ cửa sổ phòng ngủ của tôi Nhìn là là đúng ngay tấm biển Phòng khám bệnh của bác sĩ Lý Mộ Đường Tôi cảm thấy tên của bác sĩ quá thân thuộc Vì dù sao chúng ta cũng đã cùng chiến đấu với thần chết Ngoài ra à, Quên rồi, có lẽ mãi đến bây giờ bác sĩ vẫn chưa biết nhà tôi ở cao ốc đối diện với đây. Tôi đoán cô ở đối diện nhưng tầng mấy thì không biết. Ở lầu tư. Bác sĩ nhớ nha, phòng số 34 lầu tư đối diện với phòng mạch của bác sĩ. Thứ ba là... Còn gì nữa? Dị chứng thứ ba là không hiểu sao tôi cứ cảm thấy như mắc cỡ, xấu hổ, ái náy mãi thứ tư là tổ tiên đã khiến tôi khó xử tại sao lại có tổ tiên trong ấy nữa vâng vì hồi xưa đã có ông nào đó nói đã thi ân thì đừng nhớ đã thọ ân thì đừng quên vì vậy mỗi lần nghĩ tới là tôi cảm thấy còn thiếu nợ bác sĩ đừng cười. cười ồ cô đừng có nghĩ như vậy cô không nợ nần gì tôi hết á Băng Nhi đưa tay lên vuốt tóc theo thói quen, nhưng chợt nhớ ra là tóc đã bị cắt ngắn, mắt thoáng buồn. Sự thật á, vẫn là sự thật, không nghĩ không được. Tóc tôi cắt ngắn, trông có xấu lắm không? Hẳn là xấu xí lắm phải không? Đừng thật thà. Thủ thật, á, tôi chưa trông thấy mái tóc dài của cô. Nhưng nhìn mái tóc ngắn thế này, tôi thấy cô trẻ, sáng sủa và dễ thương cô gái phì cười. cười ông là một bác sĩ thú vị thôi được bỏ chuyện mái tóc qua một bên đi đêm nay đến đây là tôi muốn bác sĩ tiếp tục điều trị cho tôi đường ngơ ngác sao còn điều trị gì nữa tôi cùng thế sở và a thái đã bàn với nhau và chúng tôi đi đến quyết định là mời bác sĩ tối thứ bảy này đến nhà chúng tôi ăn lẩu thế sở nói cái vui lớn nhất của con người là giữa đêm đông lạnh lẽo hai bà chi kỷ ngồi quay quần bên nhau ăn lẩu được không bác sĩ chúng tôi biết là phòng mạch thứ bảy nghỉ khoảng bảy giờ tôi mong bác sĩ đến để cùng nghiên cứu bệnh của tôi thứ bảy à <laughs> có tiếng ho khàn của chu châu từ phòng ngoài vọng vào tiếp theo là tiếng ho của nhã bội Vâng, thứ bảy, ngày thường tôi với A Thái đều phải làm việc. Thế sở cũng chỉ ở không được bữa thứ bảy và ngày chủ nhật. Thế này nhé, nếu thứ bảy, à, thứ bảy mà bác sĩ quên á, thì chúng tôi sẽ đến nhắc lần nữa. Thôi nhé, không làm việc bác sĩ nữa đâu. Bye bye. Cô gái khoát tay quay lưng, đẩy cửa kính, bước ra ngoài. Gió lạnh ùa vào phòng màn đêm và mưa mù nuốt chửng cô gái đường ngẩn ngơ mãi đến khi chu châu sách ví bước ra đụng vào người chàng mới giật mình xin tạm biệt đoàn du lịch ngoài trời của bác sĩ lý mộ đường một nụ cười ẩn ý của chu châu cô gái mở cửa và biến mất trong màn mưa nhã bội tiếp theo nháy mắt với chàng không có gì phải ngại Cô ta an ủi, dù sao thì cái ao cá ở nhà châu châu đã có sẵn trên 10 năm. Bác sĩ muốn bao giờ đến nó cũng được, riêng với bệnh nhân đang bị dị chứng thì khó lắm. Nếu bác sĩ không trị hết, qua chừng bị đưa ra tòa đấy. Trị bệnh phải ưu tiên hơn câu cá chứ. Nói xong, cô ta cũng biến mất ngoài cửa. Nguy thật, tất cả đều hiểu lầm ta rồi, đừng nghĩ. Đừng bà rắc rối quá Rồi mai đây cô Lan cô Mẫn sẽ biết Và họ lại về chuyện Rõ khổ Ở phòng khám này giữa bác sĩ và các cô y tá Không có bức tường ngăn cách Vì vậy coi như đường lãnh đủ Riêng với cô gái tên Băng Nhi Cái dị chứng lớn nhất của cô ta Phải là cái anh chàng thế sở Đường uế oái Ngồi xuống Lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi ngoài trời Bất giác Chàng cảm thấy kẻ thực sự đang bị dĩ chứng là chàng chứ chẳng phải là ai Chương 4. Dự báo thời tiết đã dự báo sai, thứ bảy trời lại đột nhiên đổ xuống những hạt mưa tí tách. Đúng 6 giờ rưỡi tối, Băng Nhi đẩy cửa vào. Sợ bác sĩ quên cuộc hẹn hôm nay nên chúng tôi đến đó. Đường nhìn Băng Nhi đột nhiên muốn huýt sáo, Băng Nhi hôm nay trang điểm rất kỹ, áo hồng đào, quần hồng đào, thắt lưng trắng, áo khoác trắng, một sự phối hợp giữa trắng với hồng đẹp đường nghĩ một cô gái đẹp lại biết cách trang điểm bất giác đường mỉm cười băng nhi nói anh giống tôi đấy tôi thường hay cười một mình như vậy đường theo băng nhi sang cao ốc đại đế lên lầu tư vào phòng cách nhà a thái và băng nhi vừa đặt chân lên ngưỡng cửa chàng đã bị cuốn hút chưa thấy có căn phòng nào thiết kế lạ lùng thế này tường màu hồng đào thảm rèn cửa, ghế tất cả đều một màu hồng đào cả băng nhi nữa đường nhìn lên ồ chỉ có trần nhà là màu trắng mời vào mời vào a à thái ra nắm tay đường kéo về phía salon trang phục của a thái ngược hẳn băng nhi áo trắng váy hồng áo khoác ngoài cũng hồng cách trang trí ăn mặc của gia chủ tạo cho chàng cảm giác như đặt chân vào ngôi nhà ảo tưởng. A à Thái giải thích. Nguyên là thế này, có một bữa chúng tôi mướn video về xem, một cuốn phim của Nhật, trong đó có một cô gái điên. Cô ta dùng sơn, sơn toàn bộ đồ đạc của mình là màu hồng cả. Từ ngôi nhà, áo quần này, chăn niệm xe đạp, ngay cả chú mèo. Băng nhì xem xong thích quá, thế là hôm sau Băng Nhi nghỉ ở nhà, chỉ có tôi đi làm. Đến khi tàn sở trở về thì tôi thấy băng nhi và thế sở biến ngôi nhà thành màu y hệt trong phim. À thái, rót tách trà mời đường. Nhưng bác sĩ đừng có hiểu lầm nhé, không phải mọi người trong nhà này đều điên cả. Chỉ có mình gói điên thôi, ấy, còn tôi ấy thì không. Băng nhi nở một nụ cười lôi cuốn. <cười> bác sĩ biết chúng tôi làm ở đâu không? Đừng lắc đầu, băng nhi tiếp. Chúng tôi làm việc ở công ty điện toán ngày 8 tiếng. Trên thế giới này không có công việc nào khô khan như công việc này. Vì vậy, nếu việc làm của ta khô thì đời sống của ta nên mát một chút. Ảo tưởng hay không ảo tưởng đều rất đáng yêu vì nó không làm cho đời sống ta đơn điệu. Nhiều người không dám áp dụng vào đời sống vì họ sợ người ta cho là điên. Nhưng nếu sống mà thỉnh thoảng không điên thì có ngày sẽ điên nặng mất. Ngài cũng có lý, có mùi thơm từ bếp thoảng ra, đường hít lấy một hơi. Nhìn quanh, chỉ còn thiếu gã điên thế sở, băng nhi nhìn đồng hồ. Chỉ còn bắn thế sở, anh ấy nói bảy giờ ra sẽ có mặt, còn thiếu 10 phút nữa. Thế sở làm ở đài truyền hình đấy, anh ấy làm đủ thứ, biên tập nè, phó đạo diễn nè, phụ tá quay phim nè, gần đây giám đốc để mắt xanh tới muốn anh ấy đóng phim luôn nhưng tôi thì không chịu vì vậy hiện nay ảnh vẫn cầm máy quay bác sĩ biết nghề đóng phim là nghề gì không trên thế giới này không có cái nghề nào tồi tệ đáng thương hơn là cái nghề đó cả vì lúc nào ta cũng phải đóng vai của người khác không đóng được vai trò của chính mình nên tôi đã nói với thế sở nếu anh ấy đóng phim thì Tôi sẽ đoạn giao. Đừng gật cù. Cô gái nói năng triết lý, nghe thú vị thật. Bà Thái kéo bức bình phong sang bên, phía sau là phòng ăn. Một chiếc bàn vuông và bốn cây ghế. Tường quét vôi trắng, hai bức tranh khói sóng, mù sương, thật đơn giản. Màu trắng của phòng ăn đối chọi với màu hồng đào ở phòng khách, tạo thành một nét hài hòa. <laughs> anh đừng có tưởng là có sự thiết kế cố ý ở phòng ăn. A à Thái cười nói, đây là một sự danh vật. Nếu tôi về trễ một chút á, thì không chỉ cái phòng này mà cả nồi niêu son chảo, đũa muỗng đều cũng đều biến thành màu hồng hết. Bằng nhì cãi lại, anh đừng có tin A à Thái. A à Thái ưa nổ lắm đấy. Còn tôi á, dù sao á cũng có mức độ. Đường bán màn nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài trời vẫn mưa với bầu trời xám xịt thế này thì quét màu hồng vẫn đẹp hơn ăn nhi nhìn đồng hồ lẩm bẩm bảy giờ đúng đường lắng tai nghe không có tiếng chuông cửa reo a thái khệ nệ rinh cái lẩu bốc khoái từ nhà bếp lên mùi thơm phức ban nãy phát xuất từ đây đường vội đứng dậy phụ giúp chàng đặt cái lẩu lên bàn hỏi còn phải phụ gì nữa không a à thái không khách sáo con chứ dọn chén đũa nữa chén đũa trong mấy rửa chén đi. đường tìm thấy chén đũa so bốn đôi đũa để lên bàn a à thái bưng ra mấy đĩa thịt lát mỏng cá lóc bún khoái linh nghi ngút nước trong lẩu sôi và dày của đường muốn sôi theo nhớ bữa cơm đơn giản mà buổi trưa chu châu thường gọi cho chàng ăn quá nhạt nhẽo bây giờ mùi thức ăn làm đường đói băng nhi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài bất động a à thái hỏi đường tôi quên hỏi là anh có ăn được thịt bò thịt dê không ăn được hết vậy thì tuyệt a à thái nhìn đường cười nói tiếp tôi đã chuẩn bị cả thịt bò thịt dê và thịt heo súp nấu bằng xương bò anh thấy thơm không thơm khỏi chê đợi chút xíu nữa thế sợ đến á, chúng ta sẽ bắt đầu dùng. A Thái ngẩng lên, nhìn về phía Băng Nhi. Này Băng Nhi, sao mi chẳng lại phụ ta? Băng Nhi vẫn đứng yên, nhìn ra khung cửa sổ, như không hề nghe thấy tiếng gọi của A Thái. A Thái nhìn đồng hồ. Hay là chúng ta ra phòng khách ngồi đợi đi, Bảy giờ lăm rồi, anh chàng điên này mà đến trễ 5 phút nữa là ghi to đấy đường nuốt ực nước bọt họ quay lại phòng khách ngồi đợi đường rót một tách trà hớt một hớt trà cũng đã nguội bảy giờ hai mươi phút cả gian phòng trở nên yên lặng lạ lùng hai cô gái a thái và băng nhi ồn ào cũng lặng yên chỉ có mùi thức ăn thơm ngát tràn ngập căn phòng đường tiếp tục hớt trà chàng không biết nói gì để phá tan bầu không khí yên lặng bảy giờ hai mươi lăm phút rồi 7 giờ rưỡi. Băng di đột ngột quay lại. Bác sĩ ơi, bác sĩ có đói chưa? Đường vội vã nói. Chưa, chưa, tôi chưa đói. Băng di cực cù nghiêm chỉnh. Anh đừng khách sáo như vậy, tôi biết là anh đang đói. Đường nhìn thẳng. Vậy thì tôi xin nhìn nhận là tôi đang đói. Nhưng chờ thêm 10 hay 20 phút nữa cũng chẳng nhằm gì. Băng Nhi nói: Không nhầm với anh nhưng với tôi thì không được. A à Thái tiếp: Tôi không đợi nữa, chúng ta dùng cơm vậy. Cũng ngay lúc đó chuông cửa reo vang. A à Thái vội vã chạy ra mở, bóng dáng cao lớn của thế sở hiện ra. Hắn bước nhanh vào phòng, trên tay là những cánh hồng màu hồng đào. Hắn đưa hoa đến trước mặt Băng Nhi giả lã. Em biết không? anh đi mỏi cả chân. Cả thành phố này á chẳng có lấy một cánh hoa hồng màu hồng đào, chỉ có màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Nhưng anh á thì chỉ muốn tìm được màu em ưa thích. Em có biết á là anh đã quay mấy vòng trên phố không? Một tiếng rưỡi đồng hồ đó. Băng Nhi liếc về phía thế sở, nụ cười thoáng hiện trên môi. Cô đưa tay nhận lấy bó hoa, giọng nhỏ nhẹ. Thế sở à, Sao anh chiều em có vậy? Anh đã chiều em quá sức tưởng tượng." Thế sợ đưa tay vuốt mái tóc ngắn của Băng Nhi rồi choàng tay qua vai cô. "Chiều em, đó là lẽ sống của đời anh mà." "Ồ, Đường Bất Giác lặp lại câu nói trong đầu. "Chiều em, đó là lẽ sống của đời anh, ta phải ghi nhớ câu này, nhỡ mai sau mà có viết tiểu thuyết dùng nó nhất định sẽ ăn khách." Băng Nhi cầm tay thế sở bước vào. Thôi vào ăn, xem này, tay anh lạnh cống thế này nè, để em làm một chén canh nóng cho anh nha. A à, Thái khẽ ho một tiếng. <laughs> Băng Nhi này, nhà chúng ta đang có khách đấy nha. Băng Nhi quay lại nhìn đường cười. <cười> Chẳng sao đâu bác sĩ ơi, ăn lẩu phải tự tay mình ra tay mới mới ngon. Vả lại á, đến nhà tôi thì không nên khách sáo phải không bác sĩ thế sở như sực nhớ ra sự có mặt của đường anh chàng đưa tay siết chặt lấy tay đường ồ oh, bác sĩ cảm ơn bác sĩ hôm trước đã cứu lấy mạng sống của băng nhi cô ấy lúc nào cũng làm cái trò ú tim nói mãi không được lần sau nếu cô ấy làm chuyện dại dột như vậy tôi sẽ siết cổ cô ấy đấy À thái cang thôi được rồi chuyện đã quá đừng nhắc lại nữa bây giờ ai cũng đói cả chúng ta vào dùng cơm đi băng nhi múc một tô canh nóng lúi húi không biết làm gì đường liếc nhanh chàng ngỡ ngàng khi phát hiện băng nhi đang xé tơi những cánh hoa hồng màu hồng đào thả vào chán canh băng nhi bưng chán canh đến trước mặt thế sở em làm cho anh một tô lời ngon mật ngọt có cái những sợi bún chuyện dài láo toét mời anh dùng ngay cho mặt thế sợ đổi sắc anh ta trừng mắt giận dữ cô cho rằng tôi láo toét với cô à băng nhi vẫn cười lắc đầu nói tôi không nghĩ mà tôi biết là anh nói phét những bông hồng này á bán đầy ở cửa hàng hoa trước đầu hãng một trăm đồng một tá sáng này tôi đã nhìn thấy băng nhi đẩy một cái thế sợ ngã xuống ghế Nàng giả bộ nuông chiều, mang tô canh đến, đưa tận tay thế sở ngọt ngào. Này, em biết anh cứng em, em không thể trả ơn, vậy anh hãy uống hết tô canh này đi. A à, Thái có vẻ không chịu được, bước tới lớn tiếng. Băng Nhi và thế sở, hai người đừng có quay nữa, mấy người không đói, nhưng chúng tôi thì đói rồi. Băng Nhi không quay đầu lại. Tôi đã nói rồi ăn lẩu phải tự phục vụ phụ lấy mới ngon các bạn đói thì các bạn cứ ăn trước đi băng nhi nhìn chằm chằm về phía thế sở thế sở anh không muốn dùng à tô canh này đích thân em làm cho anh có cá màu hồng mà em yêu nhất trong ấy nè mà mắt thế sở hằng tia lửa đỏ băng nhi vậy thì để anh cho em biết tại sao anh tới trễ lý do thật là đơn giản suốt cả con lộ Nam Kinh đông lộ này á bị kẹt xe. Anh đã bị kẹt hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng anh biết là anh nói với em như vậy á em sẽ chẳng tin. Bằng nhi cắt ngang. Đúng, đó không phải là lý do chính đáng. Vì nếu anh thực sự quan trọng bữa tiệc hôm nay á thì anh phải đi sớm một hai tiếng đồng hồ. Thế sợ là lớn. Em thật là vô lý quá à. Băng Nhi bình thản Vâng, lúc nào anh cũng nói dối mà anh thừa biết rằng em là chúa ghét nói dối nhưng anh nói thật mà nói dối nói thật nói dối thế này thì tình hình có vẻ nghiêm trọng a à thái kéo tay đường thôi mặc họ bác sĩ chúng ta đi dùng cơm đi họ cãi nhau thế này á chẳng biết đến bao giờ mới xong đường đứng lên nhưng chàng không thể bước đi giữa khung cảnh căng thẳng này không làm sao dứt được chàng lúng túng quên cả việc căng ngăn thế sợ đột ngột lớn tiếng thôi được cô muốn quậy cho lớn chuyện phải không vậy thì tôi cho cô biết đấy tôi đã hẹn đi chơi với bạn gái đấy cô thỏa mãn chưa tôi đi uống cà phê rồi quên giờ về đủ chưa với ai thế cô muốn biết tên à địa chỉ của người ta nữa à cô ta tên là làm Bạch Hát. Cái gì mà làm Bạch Hát? Thì tôi đã nói với cô rồi. Cô muốn tôi bịa chuyện á, thì tôi bịa cả tên. Tôi hỏi cô ta tên gì? Tôi đã nói á, không có cô nào cả, thì làm gì mà có tên? băng Nhi không buông tha. Vậy á, thì để tôi nói cho anh nghe nhé. Cô ta tên Lục Phong, năm nay 19 tuổi, là một diễn viên mới được tuyển chọn của đài truyền hình Thế sở kinh ngạc Trừng trừng nhìn băng nhi Cô theo dõi tôi hả Cô điều tra tôi phải không Đúng Vậy thì Thế sở thở ra à, Hôm nay á, tôi không đến với cô ấy Tôi đã quyết định đến đây với em Em phải biết rằng Dù có rất nhiều bạn gái Nhưng tôi chỉ thật sự có mình em thôi Đúng như vậy không Em không tin tôi à? Không tin. Thế sở ngẫm nghĩ một chút. Thôi được, trên đời này á có biết bao nhiêu thằng chết vì thua. Thêm một thằng tôi nữa thì chẳng ăn nhầm gì. À, thái la lên. Hết rồi, hết rồi. Một buổi tối cuối tuần đẹp đẽ lại bị hai người quậy hư hết. Xùi xẻo thật. Cứ gặp phải lũ điên. Băng Nhi yên lặng nhìn thấy sở uống hết tô canh chỉ chừa lại hai cánh hoa trong tô hắn quay lại nhìn băng nhi Thề còn những cánh hoa này ăn được không băng nhi mở trừng trừng đôi mắt cô run run môi định nói gì nhưng chẳng nói ra lời băng nhi đột ngột òa lên khóc thế sở đặt nhanh tô canh lên bàn quay lại ôm choàng lấy băng nhi anh xin thề xin thề là giữa anh và lục phong á chỉ là chuyện đùa Băng Nhi vui đầu vào ngực thế sổ, thuốc thích khóc. Ai bảo anh uống tô canh đó làm gì? Rủi bị trúng độc có thì làm sao? Thế sở ôm chặt Băng Nhi vào lòng, hôn lên mái tóc ngắn của nàng. Không sao đâu em, nếu uống tô canh, chứa cánh hoa hồng này mà anh chết thật thì quả là vô cùng lãng mạn. Em không thích chuyện tình lãng mạn sao? Nếu mà anh chết thật thì em nên khi chú dùm lên mộ bia của anh một câu thế sở người đã bị thuốc chết bởi những cánh hoa hồng sau đó em nên gửi tư liệu này đến tạp chí nào mới nhất để đăng ký kỷ lục vì anh nghĩ anh là người đầu tiên đã được chết bằng phương pháp này băng nhi nấc lên không được không được anh đừng chết ngay hãy đợi em đi làm thêm một tô canh hoa hồng khác em sẽ cùng uống với anh đường chữ tay băng nhi. bây giờ tôi mới biết lý do cô mời tôi đến. thì ra trong cuộc sống của quý vị lúc nào cũng cần có bác sĩ. ở đằng tôi có nhiều thứ thuốc rửa ruột. có điều thời gian tôi học ở trường đại học y khoa tôi đã biết quá nhiều cách giải độc nhưng chưa đọc qua cách giải độc của những bệnh nhân bị trúng độc hoa hồng. nhưng mà tôi nghĩ sự trúng độc này chắc không đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu dù sao tôi cũng cần phải về lấy thuốc rửa ruột các bạn chịu khó chờ một chút nha a thái bối rối giữ đường bác sĩ bác sĩ chưa dùng cơm mà đường hít một hơi dài nếu khiếu giác của tôi không nhầm lẫn thì món lẩu của cô đã thành lẩu khác rồi xem kìa khoái đang bốc lên đấy ôi chết tôi rồi a thái kêu lên rồi vội vàng chạy vào phòng ăn chữa lửa trong phòng khách cuộc chiến đã tàn hai mái đầu xanh đang tựa vào nhau tạo thành một bức tranh sống chết có nhau đường bất giác lắc đầu ái tình ái tình là gì đời là thế ư chàng cảm thấy như mình đang lạc lõng với cuộc sống Năm. bốn hôm sau băng nhi ghé phòng khám bệnh của bác sĩ đường trời thật khuya mưa vẫn kéo dài không dứt vẫn chỉ có một mình đường ngồi trong phòng làm việc băng nhi đẩy cửa bước vào nàng mặc chiếc áo dài màu tro cổ phiên màu hồng đào giống như áo ngủ nhưng thiết kế tỉ mỉ hơn khuôn mặt băng nhi không phấn không son trông đặc biệt thanh tú Cô gái rất tự nhiên đến salon ngồi xuống, khép hai chân lên nhau, hai tay khoanh lại trên đầu gối. Nhìn qua thấy đèn phòng bác sĩ còn sáng, không dằn được nên tôi qua đây ngồi tán gẫu với bác sĩ cho vui. Đường cười nhà, ngoan nghênh, chàng bước tới chỗ cái bình pha cà phê tự động, bấm nút, rót cho băng nhi một ly cà phê nóng. Chiếc bình cà phê này được mua theo lời đề nghị của Chu Châu một phần vì nhu cầu đông đảo của bệnh nhân, một phần vì nhu cầu của các cô y tá. Cà phê ngon quá. Bằng Nhi khen. Đường cười vui vẻ. <cười> Tiếc là không có sẵn một cái lẩu để mời cô. Bằng Nhi đỏ mặt, tựa cầm lên gối. Thôi đừng nhắc nữa, lần nào cũng gây phiền cho anh. Đường nghĩ tới chuyện xảy ra hôm trước. Thật ra thì chàng cũng không thấy phiền nhiều Vừa về tới phòng mạch Thì chàng nhận được điện thoại của A Thái Cho biết thế sở Đã nôn hết cái món canh hoa hồng rồi Vì vậy chàng khỏi mắc công làm gì nữa Có điều món lẩu thì thua Theo A Thái Thì ngay cái lẩu đừng thức ăn cũng cháy lũng Đường ngồi ngắm băng nhi lắng lặng cười Anh cười cái gì vậy? Rất ít khi thấy cô chàng đang tìm chữ thích hợp để diễn tả thì băng nhi tiếp lời ngồi yên thế này ơ à? vâng phải nói là ngoan ngoãn ô oh, băng nhi nhìn xuống mép váy thở dài sao thế băng nhi nhìn xuống yên lặng một lúc ngước lên nhìn đường thật ra thì trước kia tôi cũng sống yên phận lắm trầm lặng nhiều lúc khiến người khác có cảm giác như không có sự hiện diện của mình trên cõi đời này. Đến lúc gặp thế sở mới biến thành khùng khùng điên điên thế này đấy. Đường thật thà, tôi thấy cô không có gì là khùng điên cả. Vậy thì nhận xét của anh về tôi ra sao? Đường cười, thôi cho rằng cô là cô gái có cá tính mạnh mẽ, cô dám yêu, dám giận, dám làm, dám chịu. Cô nhiệt tình như một hỏa lò Đúng ra thì không nên gọi cô là băng nhi Mà phải gọi cô là diễm hỏa Diễm là diễm phúc Hỏa là lửa Tình yêu mà bốc lửa Thì còn gì sung sướng băng Băng nhi cười to <cười> Đừng có nổ ông à Tôi không nổ Lần đầu tiên tôi mới được quen một cô gái giống như cô Trước khi gặp cô Tôi cứ nghĩ là mỗi cô gái gần như chỉ là một con sông nhỏ lặng lờ uống khúc. Không có sóng gió. Cô phải biết rằng, mặc dù là một bác sĩ, hằng ngày tiếp xúc với nhiều loại người, nhưng cuộc sống của tôi rất bình dị. Hôm trước, A Thái nói rất đúng. Cuộc sống rất phức tạp, có người sống yên ả, thầm lặng, nhưng cũng có người ồn ồn ào ào. Tôi thuộc loại người thứ nhất. Sống như thế có vui không? Trước kia thì rất là thoải mái. Bao giờ? Trước khi cô xuất hiện, băng nhì giật mình. Ừ, tại sao lại có liên hệ với tôi nữa? Có chứ, Đường cười nói. Cô phải biết rằng nếu ta không biết trên đời này có kem, thì chỉ cần một ly đá lạnh là đủ. Hay nếu cô không biết trên đời này có sự thèm muốn loại áo vải xích bóng hết, thì ta chỉ cần mặc áo vải ca tê là đủ. Con người vì biết quá nhiều nên sự thèm muốn mới nảy sinh. Cô thấy đó, các thổ dân châu Phi á, họ ăn lông ở lỗ vẫn sống vui vẻ, săn được một con thú nào á là họ nổi trống lên cả hát suốt ngày đêm. Niềm vui của họ có được là nhờ chẳng biết gì hết." Măng Nhi chăm chú nghe và nói: "Tôi chưa hiểu rõ điều anh muốn nói." Được rồi, vậy thì tôi nói toạt ra nhé. Trước ngày xuất hiện của cô á, thì tôi đã nghĩ rằng tình cảm trai gái là một chuyện bình thường. Quen biết, yêu nhau, lấy nhau, rồi sinh con đã cái. Tất cả tuần tự theo nhu cầu của tự nhiên. Riêng về chuyện yêu nhau theo kiểu long trời đất lỡ, chết đi sống lại là chỉ có trong tiểu thuyết, chứ thực tế ở đời này không bao giờ có. Ồ... Oh. Nhưng sau khi có sự xuất hiện của cô á, thì tôi như mở mắt ra. Tôi mới giác ngộ được rằng thực tế trên đời này á, vẫn có những mối tình sôi nổi bốc lửa. Từ đó quan điểm tôi cũng đã đổi khác. Băng Nhi cười, đôi mắt mở to. <laughs> Thôi tôi hiểu rồi, có nghĩa là anh đã đánh mất đi sự mãn nguyện lúc đầu chứ gì? Vâng. Nhưng mà... Băng Nhi ngập ngừng, cuộc sống của tôi không có gì đáng nói. Bộ anh tưởng là tôi sống hạnh phúc lắm à? Không, tôi biết là cô sống rất mệt mỏi, đau khổ, nhưng nó rất sôi nổi, cháy bỏng. Băng Nhi giật mình, nhìn thẳng vào đường. Bác sĩ dễ sợ thật đấy. Tại sao? Bác sĩ chuyên môn về nội và nhi khoa, nhưng với tôi thì bác sĩ chuyên về tâm lý hơn. Tôi cũng có nghiên cứu về tâm lý, nhưng chỉ sau khi có sự xuất hiện của cô thôi. Tôi nghiên cứu cô, nói đúng ra thì tôi tự phân tích chính mình. Vâng, tôi biết là cuộc sống của cô không đáng ngưỡng mộ lắm, nhưng những tình cảm mãnh liệt kia cũng đủ làm tôi bàng hoàng. Đường nhìn thẳng băng nhi, làm sao cô phải khổ tâm như vậy, chỉ vì một người đàn ông chứ. Băng Nhi ngần ngừ một chút rồi nói Nhưng anh phải thấy là anh ấy rất đáng để cho tôi phải khổ chứ Đáng hay không đáng là hoàn toàn do sự chủ động của ta Cô thấy việc đó đáng thì nó sẽ trở thành đúng Hình như trong giọng nói của cô có chút nghi ngờ phải không? Thế à? Vâng Tôi mong là đột nhiên băng như nói anh không cố tình quấy rầy tình cảm của tôi chứ đường ngồi thẳng lưng tại sao tôi phải quấy rầy tình cảm của cô điều đó có ích lợi gì cho tôi chứ cái đó còn phải hỏi tiềm thức của anh đường ngạc nhiên tại sao lại phải hỏi tiềm thức băng nhi cười lớn <cười> theo cách phân tích của anh thì mỗi người đều có tiềm thức riêng khi chúng ta biết trên đời này không có kem thì rất yên tâm uống đá lạnh Nhưng khi ta phát hiện ra là có can, Mà ta không được ăn Thì ta cũng muốn người khác không được ăn như ta Băng Nhi ngồi thẳng lưng vươn vai Nhưng nếu anh có cái tâm trạng như vậy á, Thì cũng là điều tự nhiên thôi Đời là vậy Anh đừng khó chịu hoặc giận dữ Vì cảm giác đó Đến lượt đường giận mình Tôi giận dữ à Tôi khó chịu à Vấn vâng. Đường nhìn thẳng vào cô gái Rồi đột nhiên cả hai cười to Anh Nhi nhảy xuống ghế Thưa khuya rồi, anh đi nghỉ đi Cô bước ra cửa Đến cửa còn quay đầu lại Anh biết không Được tán dốc với anh là lý thú lắm đó Vì ngoài nghề thuốc ra Anh là một người đàn ông Có chiều sâu, đáng yêu nữa Anh Nhi mở cửa nói thêm một câu Tạm biệt nhé và biến mất ngoài cửa. Đường đưa tay lên như muốn chặn lại. Cuộc nói chuyện vừa rồi tràn ngập không khí lãng mạn. chẳng muốn kéo dài, kéo dài thêm. Nhưng cô gái đã đi rồi. Bất chợt, đến rồi cũng bất chợt biến đi. Lần kế tiếp, Băng Nhi cũng đến thật khuya. Có điều lần này, Băng Nhi không đến một mình, mà cùng đi còn có A Thái và Thế Sở. Ba người có vẻ hỉ hả. Vừa bước vào cửa, băng nhi đã chạy ngay đến nắm tay đường sao ông mê việc thế lúc nào đi ngang qua phòng khám là cũng thấy ông khám bệnh khám bệnh trước kia tôi ái mộ nghề thuốc lắm bây giờ mới thấy làm bác sĩ cực khổ quá thôi đóng cửa đi chúng ta cùng đi ăn tối nha. thấy sợ cũng nhiệt tình nụ cười rỗn rãng anh ta vỗ mạnh vai đường nói lớn tiếng vâng Chúng tôi còn nợ món lẩu, hôm trước lỗi ở tôi cả. Thế sữa đưa tay lên, cốc đầu mình một cái tiếp. Hôm nay tôi được phạt mời khách, đi nào. Bác sĩ muốn dùng món gì? Tôi không biết ăn thịt rắn. Nếu muốn ăn rắn, tôi xin đứng ngoài cửa tiệm đợi quý vị. Trời đất gì, cái hàng này đều không sợ cả. Nhưng không biết sao, thấy rắn là nổi da gà. A à, Thái cười hì hì <cười> Không biết khu quà vặt Đường Hoa Tây Có món gì hoa hồng chân, Hoa hồng nướng Hoa hồng chiên không Thế sợ kêu lên Này này A à, Thái Cái quân tử không nên moi chỗ yếu của người nha A à, Thái ôm bụng Tôi nào có phải là quân tử đâu Tôi là hạng người Mà khổng tử ghét nhất đấy Bằng nhì hỏi Khổng tử ghét hạng người nào A à Thái đọc Dung nữ tử tiểu nhân vi năng dưỡng giả Nghĩa là chỉ có đàn bà con gái cùng cả tiểu nhân là khó dùng Cả phòng tràn ngập tiếng cười Không khí vui vẻ đẩy xa bóng tối Băng nhi nắm tay đường Đi nào chúng ta cùng đi Dẹp hết bông gòn ốc oxy già Chúng ta hưởng thụ cuộc sống một chút chứ nếu không á, anh tuy ngày nào cứu người Nhưng rồi sẽ không hiểu mình sống để làm gì Thế là đường đóng cửa phòng mạch lại Tất cả kéo về phía đường hoa tây Lâu quá không đến đây Thật khuya mà con đường vẫn sáng cho ăn ánh đèn Cửa hiệu tiếp nối cửa hiệu Ăn có, mặc có Hàng tiêu dùng giải trí Gì cũng có Băng Nhi đề nghị đầu tiên Chúng ta ăn khô mực nướng đi Họ ăn khô mực, Băng Nhi đề nghị tiếp. Ăn cá nướng nhé. Xong cá nướng. Đầu đỏ buộc lọc đi. Tuy là mùa mưa, đường hoa Tây vẫn có món đầu đỏ nước đá. Ăn xong một món, các vị đàn ông lại tranh nhau trả tiền. Thế sở lúc nào cũng thắng, bàn tay to lớn của anh ta đè chặt lên tay đường, thành thật. Không được, không được, anh phải biết là tôi ân hận biết chừng nào khi phá cuộc vui lần trước của các bạn. Tối nay tất cả phí tổn phải là của tôi. Bằng nhì cũng cười nói. <cười> bác sĩ thường này hay để cho anh ấy. Dù sao thì ăn vặt thế này tốn cũng ít. Lần sau đến được bác sĩ chúng tôi sẽ chọn nhà hàng hẳn hoi. Thế sợ tiếp lời. Tôi cũng định như vậy. Bằng nhì em thông minh quá. Ruột gan trong bụng tôi em biết hết biết hết. Thành thử tôi không thể giấu một điều gì với em cả. Băng Nhi liếc về phía thế sở. Ông này từ bữa dùng món lời ngon mật ngọt tới nay biết cách nói chuyện quá. Mọi người cười ồ lên. Suốt tối hôm ấy là một buổi tối đáng yêu, ấm cúng, ngọt ngào và đẹp. Sau khi ăn xong, món đá đậu ra thì gió đêm lồng lộng đừng quên hẳn vai trò bác sĩ của mình chàng không biết dạ dày của mọi người còn có thể chứa được nữa không anh đề nghị chúng ta đi uống một chút rượu đi thế sở la lớn ô đúng tủ tôi rồi đi ngay tối nay không say á không về nhà đường hỏi còn hai cô này có thể uống rượu được không bằng nhì đáp ai không biết uống rượu là chó con đấy à thái cười, <cười> tử lượng của cô không bằng con chó con mà cũng ham khoác lác tử lượng tuy không có nhưng dám uống thì cũng không đến nỗi nào thế sở quay sang kêu thôi đừng dốc nữa lần trước ai đã uống say rồi khóc kêu mẹ ôm sông đấy băng nhi trợn trừng mắt đừng có xuyên tạc bác sĩ đường đừng có nghe lời kẻ muốn phá hoại danh dự người chúng ta đi tìm một cái quán nào đi. Tất cả đi đến một quán rượu, kêu một chai ngũ gia bì rót đầy ly thứ nhất, rồi ly thứ hai rót đầy. Bác sĩ Đường nhìn ba người một chập, rồi bắt đầu nói. Các bạn có biết không, cái mà người ta nói sống như đang sống là các bạn đấy. Từ khi biết quý vị, cuộc đời tôi như mở một cánh cửa rồng. Những sự hỉ nộ ái ố trên đời đều mang sự mãnh liệt sự hưởng ứng cuộc đời thật kỳ diệu thế giới phong phú quá thì ra tất cả các bạn đều rất đáng yêu vậy thì cạn ly nào băng nhì nói lớn rồi ực thêm một ly ngay từ ly đầu tiên cô bé có vẻ say thế sở tiếp theo cạn ly thứ hai thứ ba rồi ly thứ tư tối hôm đó bốn người đã uống cạn một chai rượu rượu đã khuấy động không khí, đưa khoảng cách giữa người với người lại gần nhau hơn. Đường chỉ nhớ rằng mình hôm đó bỗng nhiên nói quá nhiều, cười cũng nhiều, còn băng nhì hết ly này đến ly khác một cách thào phóng như một đứa con trai. Chỉ mấy ly là cô quay sang A Thái thách. Nào, chúng ta oán tu tuy nào, ai thua phải uống. Thế là cuộc đua bắt đầu. Đường chưa hề thấy cảnh hai cô gái đua nhau uống rượu chàng mở mắt, ngạc nhiên nhìn hai khuôn mặt đỏ ửng. Uống, uống, uống. Kéo này, kéo này. Búa này, bao này. Đường không nhịn được cười to, Thế Sở nâng ly lên. Bác sĩ. Gọi tôi là Lý Mộ Đường, anh xem kìa, tôi có tên mà. Thế Sở nghe theo. "Vâng, Lý Mộ Đường, anh xem kìa, giữa hai cô gái, anh nói thật nhé, Hà thái đẹp." hay là băng nhi đẹp nói thật cả hai đều giống nhau thế sở lắc đầu không giống hai người ở chung nên ý thích có thể giống nhau nhưng về phương diện cá tính thì họ không giống nhau băng nhi sôi nổi a thái thì dễ tính dịu dàng băng nhi nổi bật còn a thái thì dễ gần gũi băng nhi giống như lửa còn a thái giống như nước thế sở rót thêm một chung rượu tiếp nếu anh sống với họ một thời gian á anh thấy là họ rất đáng yêu nếu tôi có thể bằng một mũi tên bắn trúng đôi chim á thì tuyệt đường nói anh đã sai rồi thế sở lắc đầu không tôi chưa sai với tôi á tư tưởng của xã hội cũ đều đáng bôi bác chỉ có chế độ đa thê là tuyệt Nhất là sau khi xem xong bức tranh Chính Mỹ Nữ của Đường Bá Hổ. Băng Nhi lại thua, cô rót đầy một ly rượu, quay sang, nâng cao, đổ lên đầu thế sở hét lớn. Đệ nhất Mỹ Nương, xin chút rượu chàng. À Thái bắt chước theo, cũng rót đầy một ly rượu, đổ từ đầu thế sở xuống, lớn tiếng. Đệ nhất Mỹ Nương, xin chút rượu chàng. Tăng Nhi rót tiếp ly rượu thứ ba, thế sợ biết là gặp phải chuyện chẳng lành. Hai tay ôm lấy đầu chịu thua, những giọt rượu chảy từ đầu xuống thấm ướt cả mặt và áo. Anh bước qua, tay mặt, ấn băng nhi, tay trái ấn A à Thái. Mấy cô có biết thì sĩ Ly Bạch không? Tôi thích nhất là hai câu thờ sào đài của Ly Bạch. Cựu hoài giật hưng, tráng tư phi, dục thương, thanh thiên lão nhật nguyệt thì sĩ này có giả tầm rất lớn ông ta muốn lên trời tay trái ôm lấy mặt trời tay phải giữ lấy mặt trăng thế sở tôi khoái nhất ông ta ở đó bây giờ thì mặt trăng và mặt trời đều ở hai bên tôi <laughs> thế sở cười lớn lắc mạnh đều khiến những giọt rượu bay lên người a thái và băng nhi các cô có bao giờ nghe nói là mặt trăng và mặt trời cũng bị mưa không nè? Băng Nhi và A Thái nhìn nhau cười to, đường thở phào. Nói thật, lúc đầu chàng hơi lo, chàng tưởng chừng như ngoài nổ của cuộc chiến lại bắt đầu. Chàng chỉ sợ là buổi uống sự vui vẻ này lại bị đổ vỡ, nhưng hình như nguy cơ đã bay đi. sung sướng, đường nâng cao ly rượu lớn. Nào, mời tất cả cạn ly nào. càng ly! Kết quả tất cả đều say, say một cách khủng khiếp. Đường không nhớ nổi tối hôm ấy chàng đã làm thế nào để trở về được phần mạch. Hình ảnh cuối cùng mà chàng nhớ được là bốn người đã tựa vào nhau loạn choạng trên phố. Riêng băng nhi vừa đi vừa hát, điệp khúc lặp lại mãi bốn câu. Và thế này em đã cùng anh đi đến góc trời dẫm nát vạn núi cao cùng anh ta đi xây nhà và cứ thế em cùng anh đi khắp chân trời dẫm nát đi ngày với tháng để tóc đen thành đầu tóc bạc chương sáu và như vậy ở đời thường khi tình cảm con người chỉ bắt đầu bằng một chữ tình cờ gặp nhau quen nhau rồi trở thành tri kỷ sau mùa mưa thì băng nhi a à thái mụ đường và thế sở đều trở thành bạn kháng khít mưa qua khô đến sự qua lại thường xuyên hơn đường thường qua nhà ảo tưởng ngồi cũng như đám băng nhi cũng thỉnh thoảng ghé qua phòng mạch Mùa khô đã đến Những cuộc đi chơi xa ngoài trời Có nhiều lúc đường nghĩ Đây là một cuộc kết hợp tương xứng Thế sở với băng nhi Còn A Thái với chàng Nếu có một sự kết hợp tiếp theo Cũng là chuyện tự nhiên Nhưng thật ra chẳng hiểu sao Dù cả hai không gì ngăn cách Nhưng mỗi lần ngồi bên nhau chuyện vãn Là đề tài lúc nào cũng vần quanh Thế sở với băng nhi A Thái kể tỉ mỉ cho đường nghe chuyện cô ta với băng nhi ra sao rồi chuyện tình giữa băng nhi với thế sở như thế nào tôi với băng nhi là bạn cùng lớp ở đại học khăng khít nhau ngay từ đầu nhà cô ấy ở cao hùng còn tôi thì ở đài nam chúng tôi là chung phòng trong ký túc xá tốt nghiệp xong chúng tôi cùng được tuyển dụng vào xí nghiệp lắp ráp điện tử làm việc thế là hợp nhau mướn phòng trọ tình cảm bạn bè còn khăng khít hơn là chị em ruột thịt nữa đó a à thái đưa tay lên vuốt tóc đó là thói quen mái tóc dài và đen nhánh từ lúc băng nhi từ cắt ngắn tóc cô ấy có vẻ ganh tị với mái tóc dài của bạn thường rịt lấy tóc a à thái réo a à thái bạn bè có phúc đồng hưởng có họa cùng chia tại sao tôi cắt ngắn rồi mà cô chưa chịu cắt Mặt Băng Nhi đòi hỏi A à Thái vẫn tiếc sẻ mái tóc dài của mình Băng Nhi là cô gái rất nhiệt tình Dễ cười, dễ khóc, dễ quậy Cô ấy lại đẹp Thời còn là sinh viên Biết bao bạn trai đeo đuổi Lạ một điều là cô ấy chẳng để ý đến một ai Riêng tôi thì A à Thái cười thật thà Tôi có đến hại bạn trai Nhưng rồi cũng không đến đâu cả Anh biết không mấy học sinh viên họ chưa trưởng thành hơi trẻ con thành thử kết bạn một thời gian mới thấy họ là còn hôi sữa lúc tôi có bạn trai băng nhi thường cười tôi cho tôi là cả nghi không ngờ vừa ra trường trong một buổi già dạ hội băng nhi đã đụng ngay thế sở và tuyên bố với tôi là đã bắt đầu yêu và từ đó quay cuồng trong biển tình yêu điên cuồng yêu vội Thế sở thì anh biết rồi đó Đẹp trai, gạo lớn này Ăn nói lịch thiệp Hiền, dễ thương, đáng yêu lắm Có điều là hơi đau hoa Nhưng mà đàn ông đẹp trai nào á Lại không bay bướm Nhất là có tài nữa Chưa kể là cái môi trường của đài truyền hình Lúc nào cũng tràn ngập chuyện phong lưu Rồi tin đồn Trong lúc băng nhi yêu á Thì lại yêu bằng tất cả trái tim Không phân tích thiệt hơn vì vậy mối tình của họ lúc nào cũng khiến cho người khác đứng tim Không biết rồi kết cục chuyện tình sẽ ra sao nữa đây Đúng là mối tình giữa băng nhi và thế sở làm mọi người đứng tim Một buổi hoàng hôn tháng 7 trời rất nóng Phòng khám bệnh thì bệnh nhân Chu Châu và Nhã Bội bị quay mệt nhừ Giữa lúc đó A Thái xông vào nói lớn Anh Đường đến ngay, hai người lại nổ to chuyện nữa kìa đường giật mình kinh nghiệm cho chàng thấy khi a thái đích thân đến cầu cứu thì tình hình phải nghiêm trọng lắm chàng dặn dò chu châu đừng phát thẻ nữa nha người nào xem bệnh rồi á thì cô phát thuốc những người có thẻ rồi mà chưa khám thì cô hẹn mai cô mời họ mai đến đi và đường theo a thái phóng sang cao ốc đại đế mới đặt chân đến cửa cảnh tượng đã khiến chàng bàng hoàng cả gian phòng là một bãi chiến trường bình hoa đồng hồ treo đèn bàn kính soi bàn ghế sách vỡ đổ ứ tung trên nền nhà ngay bức bình phong cũng gãy sức nhiều mảnh hiện giờ thì hình như cuộc chiến đã tàn gian phòng yên lặng một cách dễ sợ đường nhìn kỹ mới thấy thế sở ngồi giữa đống sách báo bất động không biết còn sống hay chết còn băng nhi ở đâu chả thấy A thái hét lớn vậy là nguy rồi chắc là họ chết cả rồi a thái chạy tới nắm vai thế sở lắc lắc thế sở thế sở anh làm sao thế còn sống chứ thế sở ngồi thẳng lưng dậy vết sưng đỏ trên trán vết cào trên mặt áo sách tả tơi không có vết thương nặng nào khác anh đẩy a thái ra mệt mỏi tôi sống sờ sờ ra đây chứ có chết đâu mà rủa thế còn băng nhi băng nhi hả thế sợ có vẻ giận dữ cô ta đút trong phòng khóa cửa lại tôi làm sao biết chắc có lẽ là đang cắt mạch máu tự tử không chân đấy có tiếng băng nhi từ phòng vọng ra tôi không cắt mạch máu đâu tôi sẽ tự thiêu cho mà xem đường nghe không rõ gì cô ấy nói gì cô ấy sẽ tự thiêu đường xanh mặt lúc ấy đột nhiên a à thái la lớn không xong rồi anh đường ơi băng nhi nó làm thật đấy thế sở sao bê bối vậy hãy nhìn vào khe cửa xem nó đang làm thật đấy đường nhìn về phía cửa phòng chàng xanh mặt từ khe cửa bên dưới từ lỗ khóa khói đang xông ra đường dùng vai tông mạnh lên gọi to băng nhi Đừng giỡn nha, mở cửa ra mau. A Thái cũng dòng cửa rầm rầm. Bằng nhi, mi đừng có ngu xuẩn như vậy. Nếu mi thiêu mà chết thì không nói gì, mà ngược lại giống như quỷ giả xoa thì sao? <cười> <cười> Chắc chắn là tôi sẽ chết. Bằng nhi vừa ho vừa cả quyết. Các bạn cứ yên tâm, tôi đã quyết định tự thiêu, thì không những chết thôi mà thành tro, phải tan biến tất cả khói trong phòng xông ra nhiều hơn tiếng ho sặc sụa của băng nhi càng lớn tình hình có vẻ nguy ngập đường hối thế sở gọi cứu hỏa ngay thế sở nhìn về phía khe cửa tay vuốt mũi khói xông vào làm chàng chảy nước mắt tình hình quả thật nghiêm trọng nhưng chàng vẫn cứng cô ấy muốn chết á thì cứ để cho cô ấy chết a à, thái thất thanh thế sở không có án mạng anh không yên tâm phải không còn chân chừ gì nữa mà không đến giúp chúng tôi phá cửa thế sở vẫn đứng bất động mặt đỏ gai trừng trừng nhìn về phía khoái đường lấn quính thét lớn qua khe cửa bằng nhì, cô đừng có điên như vậy trên đời này á không có cái chết nào đau đớn bằng cái chết tự thiêu đâu chết thiêu á trông dễ sợ lắm đèn đúa cong quèo ghê lắm cô đừng có khùng điên hãy mở cửa ra mau <laughs> tôi đã quyết định chết thật đau đớn <laughs> tôi muốn thành cho bụi <laughs> tôi vẫn không quên mối hận này nó sẽ biến thành khói mây tôi vẫn không quên bây giờ đã cháy đến chân rồi tốt lắm tốt lắm thế sợ có vẻ không nhẫn nại được nữa thét to bằng nhi em điên rồi hả em điên thật rồi hả Thế sở xông đến dáng cao lớn đầy sức lực của chàng đẩy mạnh vào cửa vừa đẩy chàng vừa la em điên rồi điên thật rồi chết thiều đau đớn lắm em biết không em đúng là đồ điên đồ khùng đồ ngu mở cửa ra mau nào bùm cánh cửa bị sức đẩy của ba người mở bật ra nhưng cánh bên trong phòng lại làm tất cả ngỡ ngàng thì ra băng nhi đang ngồi tỉnh bơ trên thảm đang bỏ những chiếc quạt bàn đến hướng về phía cửa. Trông thấy thế sở đẩy cửa vào, cô ta có vẻ hễ hả. Nào, thế sở, anh bảo là anh muốn tôi chết, nhưng thật ra anh đâu đành lòng để tôi chết đâu. Thế sở tức đến độ, muốn thở khói ra lỗ mũi, mắt trần trừng, mặt đanh lại. Cô, cô, cô thật là... Băng gì nghiêng nghiêng đầu, cười tỉnh bơ để tôi cháy thành tro anh đau khổ lắm không anh sợ tôi chết phải không bởi vì anh không thể sống thiếu tôi phải không thế sở nghiến rằng em à, đúng là thứ vô liêm sĩ đột nhiên thế sở xông tới chụp lấy cánh tay của băng nhi đẩy vào lửa chết này chết này cô muốn thiêu á tôi cho cô thiêu này băng nhi cắn chặt môi yên lặng đường vội vã phóng tới kéo tay băng nhi ra những ngón tay trắng nõn nà của băng nhi đã bị bóng đỏ đường tức dần thử ra thế này đã đủ chưa quý vị đâu phải là trẻ con mà lại quậy nhau đến thành thương tật mới chịu chứ thế sở trừng mắt nhìn băng nhi nhấn mạnh từng chữ một xong rồi băng nhi tôi phải nói rõ cho cô biết chuyện của chúng ta coi như là chấm dứt từ nay về sau cô sống đời cô Tôi sống đời tôi Cô đừng đến tìm tôi nữa Cũng đừng có điện thoại cho tôi Tôi thề là sẽ không nhìn đến mặt cô nữa đâu Nói xong Thế sở quay lưng đi A Thái bận rộn Dập tắt lửa Rồi đi mở cửa sổ để khói thoát ra ngoài Thấy thế sở bỏ đi thật Cô vội chạy tới Chẳng lại cười hỏi Anh đi thật ư Chuyện cãi phả của quý vị là chuyện bình thường Có gì quan trọng vậy chứ làm ơn ở lại đây á, quý vị làm tùm lum thế này á thì phải ở lại dọn dẹp chưa đi đâu. Bằng Nhi ấm ức. Hay để cho anh ấy đi đi, người ta đang cần gặp Lục Phong đấy. Vâng, tôi đang cần gặp Lục Phong, cùng những chỉ có Lục Phong mà còn Giang Tiểu Huệ nè, Kha Mộng Lan, Tiêu Mỹ Cầm. Thế sở sổ ra một loạt, xong gần giọng. Người mà tôi không muốn gặp bây giờ là cô đấy Băng Nhi đứng bất động Mặt thất sắc Anh nói thật chứ Đương nhiên là nói thật Bạn gái thì tôi có thiếu gì Đâu phải chỉ có một mình cô Nói thật Từ lúc gặp cô tới giờ suối quẩy quá Cô nghe rõ này Băng Nhi Tôi đã chán cô lắm rồi Thế sợ Đường kêu lên A à Thái cũng hét lên Thế sở, trong khi bằng nhì rắn lại, anh bảo là anh đã chán tôi à? Vâng, thế sở lớn tiếng, tôi đã quá chán. Bằng nhì, cô biết cô thế nào không? Cô chỉ là một đứa trẻ mới lớn, không có lớn nổi. Lúc nào cô cũng sống đầy kịch tính. Bây giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, nói chuyện tình yêu với cô quá là mệt mỏi đi tôi muốn nói lời vĩnh biệt cô nói xong thế sở quay lưng định bước ra a thái ngăn lại khuôn mặt cười mở miệng định nói thì thế sở lên tiếng trước a thái cô không muốn thấy tôi rời khỏi đây à không anh đừng nên đi vậy thì a thái nếu đó là ý của cô thì tôi sẽ ở lại nhưng việc ở lại này không phải là băng nhi mà là cô như một quả bom nổ mặt a thái tái hẳn, cô lắp bắp. À, à, anh, anh định dẫn chơi hả? Thế sở trầm giọng. cô biết là tôi không thích nói đùa. a thái, em là người rất thông minh, em phải biết điều tôi nói là thật. mỗi lần tôi đến đây, phải chỉ là vì có băng nhi đâu. gian phòng đột nhiên rơi vào không khí im lặng đáng sợ. a thái mở tròn mắt kinh ngạc dáng dấp cao lớn của thế sở vẫn sừng sững đứng yên băng nhi như trời trồng riêng đường thì nhận thấy đây là lúc đột phá cái không khí chết cứng này nhưng không hiểu sao chàng vẫn không mở miệng được cuối cùng người mở miệng đầu tiên là băng nhi a à thái này băng nhi nhỏ nhẹ nói a à thái ngơ ngác quay đầu lại băng nhi nắm tay a à thái run giọng à thái mi vẫn là bạn thân nhất của ta ta muốn nói cho mi biết á bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời này á thì tình bạn của chúng ta vẫn là tình bạn à thái thở gấp những giọt nước đang muốn rơi băng nhi bạn đừng nên nghĩ là tôi không bằng nhi cắt ngang khuôn mặt nghiêm túc đừng có giải thích gì cả tôi hiểu tôi biết hết mà quay sang thế sở băng nhi im lặng một lúc rồi nói tiếp anh cứ ở lại tôi đi đây băng nhi bước tới nắm tay đường anh đường tôi có thể đến nhà anh tạm lánh nạn được không tôi không tự tin lắm nếu không gỡ được thế bí này á chắc tôi phải tự thiêu thật đấy đường như sực tỉnh ra được được chứ băng nhi chúng ta cùng đi nào a à thái nước mắt ràn rụa không được băng nhi My không thể bỏ đi được giữa tình thế này á mi đi rồi sao khi không á rồi đẩy tôi vào cuộc chiến của hai người tôi phải đi đi khỏi đây em mới đúng thế sở ngàn giọng được rồi không ai phải đi khỏi đây cả từ đầu đến cuối á chỉ có tôi á là người đúng ra phải đi thôi tạm biệt thế sở mở cửa và đi nhanh ra ngoài tất cả mọi người chẳng ai thèm giữ anh ta lại Gian phòng tràn ngập sự im lặng. Băng Nhi lặng lẽ bước tới salon, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống những mảnh pha lê vỡ. A Thái đi theo và ngồi xuống cạnh Băng Nhi, đặt tay lên vai Băng Nhi nói khẽ: "Anh ấy cố tình chọc tức mi, đừng tin những lời anh ấy nói." Băng Nhi ngẩng đầu lên nhìn A Thái, rồi đột nhiên òa khóc lớn, ôm chặt lấy A Thái, Băng Nhi nói: tôi không thể cùng một lúc bị mất cả tình yêu và tình bạn như vậy tôi sẽ chết a à thái tôi không thể mất bạn ta bảo đảm với mi là mi chẳng bao giờ mất ta a à thái vội vã nói cô cũng bắt đầu khóc chỉ thải những lời nói bậy bạ của anh chàng điên ấy thôi bằng nhì vẫn sướt mướt vấn đề ở chỗ không phải là những lời nói bậy bạ đó mà là tôi đã bị mất tất cả rồi. Băng Nhi vùi đầu vào lòng A Thái, đường nãy giờ vẫn đứng yên, chàng không hiểu mình đóng vai trò gì trong vở kịch này. Chàng chỉ biết là khi thấy hai cô gái ôm nhau khóc sức mướt, thì tim chàng cũng thoát lại, nước mắt như muốn dâng lên mì. Chương 7 Qua ngày sau, đường hầu như bận rộn suốt ngày. Mùa hè là mùa hoành hành của vi trùng. Dịch cúm giống như những cơn sóng biển, hết đợt này đến đợt khác kéo theo. Bệnh viêm ruột và sốt xuất huyết, đầy rẫy Từ sáng cho tới chiều, phòng khám hầu như đông nghẹt những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học. Tiếng khóc, tiếng kêu la lúc nào cũng làm cho đầu óc đường căng thẳng chàng đình gọi điện thoại cho băng nhi nhưng không làm cách nào gọi được mãi tới khi phòng khám sắp đóng cửa thì băng nhi tới băng nhi đẩy cửa bước vào nói anh cứ lo công việc của anh để mặt tôi tôi đợi được mà thế là băng nhi ngồi xuống ơ hờ chọn một tạp chí ngồi chăm chú đọc đường liếc nhanh thăm dò băng nhi hơi ốm hơi tiểu tụy một chút chu châu mang phiếu bệnh còn lại bước tới nói nhỏ vào tai đường bạn gái của bác sĩ hình như có điều gì buồn đấy trong khi nhã bội đứng cạnh đấy nói lạ thật sao cô ta không khi nào cười nhỉ hai cô gái có vẻ chăm chú theo dõi băng nhi rất kỹ trong khi băng nhi vẫn bình thản ngồi đọc báo hết trang này đến trang khác bệnh nhân ra về hết chu châu và nhã bội cũng ra về kép cửa lại đường cởi chiếc blues trắng ra ngồi xuống ghế mệt quá chàng bương vai băng nhi nhanh chóng đứng dậy bước tới máy bấm nút rót cà phê cho đường băng nhi dịu dàng nói mời anh quen anh đã lâu chỉ có đêm nay mới thấy rõ sự bận rộn của anh nghề của anh chẳng thú vị tí nào cả đường thở dài hay không thú vị không lãng mạn tôi đã bảo rồi cuộc sống của tôi từ xưa đến nay á chỉ là cuộc sống bình lặng tôi cũng chẳng thấy bình lặng bằng nhì lắc đầu nói anh phải chiến đấu từng giây từng phút chống lại bệnh tật phải gây niềm tin cho cả bản thân và thân bằng quyến thuộc của bệnh nhân công việc hàng ngày của anh á là công việc của một nhà khoa học với công việc của một vị thần như vậy mà anh bảo là bình thường à đường ngẩn ra nhìn băng nhi ồ băng nhi cô nói năng hoặc bác quá cô biết phân tích tư duy thông minh và phản ứng nhạy bén những người con gái như vậy tạo hóa chỉ tạo được một trong số hàng ngàn hàng vạn người chỉ một kỳ tích băng nhi tiếp anh mệt mỏi lắm phải không đúng ra thì tôi không nên quấy rầy trong giờ phút anh mệt mỏi như vậy nhưng mà anh đường Tôi đến đây đã thành thói quen rồi Băng Nhi cười nhẹ với chàng <laughs> Để tôi massage cho anh một tí Cho đỡ mệt nhé Băng Nhi ra sau lưng đường Hai tay ấn lên vai chàng Những ngón tay thon nhẹ nhàng xoa Gân cốt giãn ra Một cảm giác thoải mái Nhưng đường không nhẫn tâm Để băng Nhi xoa nhiều Chàng nắm lấy tay nàng Kéo tới ngồi đối diện Ngồi đây cũng khỏe hơn à Khỏe rồi Nhưng tôi thích ngồi đối diện với cô hơn Bàn tay băng nhi run nhẹ trong tay đường Khiến chàng sực nhớ vết bỏng Đêm qua của băng nhi chưa lành Đưa xem nào Không sao đâu Thì cứ đưa xem Cô đừng quên á Tôi là bác sĩ nha Băng Nhi chớp mắt Đúng ra tôi phải dự trù một phần chi phí cho anh Cô khỏi cần phải đóng bảo hiểm trước. Đường chăm chú nhìn bằng tay băng nhi. Vết bóng đã phồng túi nước, đỏ và bóng. Để tôi đi lấy thuốc. Đừng vội, băng nhi ngăn lại. Anh ngồi lại, ngồi lại nói chuyện với tôi, đừng có đi đâu cả. Vết bỏng ở tay tôi cũng không có đến nổi. Thề còn vết thương trong tim. Đường buộc miệng nhưng nói xong chàng lại thấy hối hận. Nói chẳng kịp suy nghĩ là một chứng bệnh hay lây của nhóm băng nhi đã truyền cho chàng. Tuy vậy, mỗi lần nói xong là đường ấy náy. Quả nhiên nụ cười trên môi của băng nhi đã biến mất. Nàng ngồi co ro trên ghế một cách cô đơn phiền muộn. Đường đi lấy thuốc, căn phòng chìm trong yên lặng, vết thương bôi thuốc băng lại. Công việc hoàn tất, chàng mới vỗ nhẹ lên tay băng nhi nhớ là đừng vô nước nha. Băng Nhi đột nhiên nói, À, tôi biết là tôi kỵ nước. Lúc xưa còn bé, thầy bói bảo tôi là không nên đến chỗ có nước nôi. Tốt nhất là chẳng nên học bơi lội, vì tương lai có thể bị chết đuối đấy. Cô thì lúc nào cũng thế, hết chết vì ngộ độc, tự thiêu, rồi bây giờ đến chết đuối cô có vẻ thích thú với cái chết nhiều quá đấy nha. Băng Nhi nhìn thẳng đường. Anh đường này, anh là bác sĩ, xin anh hãy nói thật cho tôi nghe. Tại sao con người phải sống? Đường suy nghĩ một chút. Có lẽ vì con người bất hạnh, lỡ có sự sống nên phải sống thôi. Băng Nhi trừng mắt. giản dị như thế à? Vâng. Suy nghĩ một chút, Bằng nhi lại nói anh đường này anh có biết á là anh hay làm tôi xúc động không hả Bằng nhi đường thở ra cô không nên nói như vậy thật hay giả vờ không cần cô cũng đừng nói thế vì cô biết không chỉ cần quấy động những giọt nước mắt trong hồ á cô nói thế làm cả hỏa sơn nổ tung cô nói một cách vô tâm còn người nghe thì không hẳn như vậy bất chợt đường lùi ra tạo một khoảng cách giữa hai người hớp một hớp cà phê đường hỏi qua việc khác thế nào giữa cô với a à thái ấy, bây giờ ra sao tốt tốt băng nhi ngẩng lên ngồi tựa cằm vào gối không không vâng băng nhi lắc đầu anh biết không suốt ngày hôm nay chúng tôi không nói với nhau được lời nào cả trước kia thì khác không có chuyện gì cũng tán gẫu được tới khuya giờ thì khác hết rồi tất cả cũng tại cái tên chết bầm thế sở đường yên lặng nghe bằng nhì nói tiếp anh đường anh hãy nói thật nhé có phải là tôi tôi hay làm cho mọi người mệt mỏi lắm phải không đường thành thật. Phần nào? Anh có sợ không? Tôi, tôi à? Tôi thì không. Tại sao? Đừng cười. cười. Bởi vì nếu được mệt mỏi như vậy thì cũng là cái phúc. Cô biết không? Tôi hằng mong có người mang đến cho tôi sự hụt hơi mà chưa có được. Vì nếu tôi nói rằng con người bất hạnh vì có sự sống thì cũng phải nói là con người hạnh phúc vì có tình yêu hạnh phúc có đến với ta không bởi con đường vang xin hạnh phúc à vâng được đầy đọa mệt mỏi vì tình yêu cũng là một hạnh phúc đấy băng nhi chớp chớp mắt đột nhiên cô ta đứng lên tới trước đường rồi đột ngột cúi xuống ôm tròn lấy đường một nụ hôn chớp nhoáng lên môi anh đường anh làm tôi xúc động xúc động quá nói xong cô ta quay lưng lại xông ra mở cửa chạy thẳng ra ngoài đường như pho tượng ngồi yên chỉ có quả tim đập nhanh và đôi tai nóng hẳn lên không phải đâu băng nhi cô mới chính là người đã khiến cho tôi xúc động chính tôi mới là kẻ bị xúc động ba hôm sau băng nhi lại đến phòng mạch của đường anh đường quen biết anh lâu rồi ấy nhưng lần nào nói chuyện cũng đều ở trong phòng khám đối diện với một lô thuốc men đôi lúc tôi có cảm nghĩ tôi là bệnh nhân tối nay tôi muốn ghé nhà anh trên lầu được không dĩ nhiên là được nhưng mà ở đấy không phải là nhà mà chỉ là nơi trọ của kẻ độc thân thôi vậy thì theo anh định nghĩa của nhà là gì nhà được định nghĩa là nơi ấm cúng giống như ở bên cô tuy không có đàn ông nhưng rất ấm cúng Vậy thì nó hiện nay không phải là nhà nữa mà chỉ là phòng trọ của các cô nữ sinh thôi. Băng Nhi cười, nụ cười không được tự nhiên lắm và đường đã đưa Băng Nhi lên lầu cả độc thân. Thật ra thì phòng cũng không nhỏ lắm. Một căn phòng khách lớn phía ngoài, bên trong là hai phòng ngủ, bố trí giản dị và trang nhã. Sách của đường rất nhiều, những kệ sách trong phòng khách trong phòng ngủ đều đầy sách. Đường lại có thói quen quay đâu để đấy, nên ngay trên salon, tủ, dưới thảm đệm cũng có. Vì vậy, trong phòng có treo tranh, có màn cửa, có bàn ghế, nhưng khi đặt chân bước vào thì ta không nghĩ đó là nhà mà là thư viện. Băng Nhi tò mò ngắm nghía. "Ồ, hèn gì?" "Hàng gì thế nào?" Hèn gì? Tôi thấy anh không giống những ông bác sĩ khác." anh có vẻ nho nhã thông thái điều gì nói ra phải nghĩ nửa ngày mới hiểu tất cả những tư tưởng học vấn sự uyên bác của anh đều do đây mà ra đường có cảm giác được nâng lên may may mà chàng biết kiềm chế bước tới trước mặt băng nhi nói băng nhi chúng ta thỏa thuận như thế này nhé thế nào cô đừng bốc tôi lên mây Tôi không hiểu. Đừng có giả vờ, tôi biết cô thông minh, chắc chắn là cô phải hiểu. Cô biết là tôi yếu rượu lắm nên rất dễ sai. Mắt Băng Nhi chớp chớp. Tôi không nói xạo. Vậy thì rất lạ. Băng Nhi thành thật, tôi không thích nói khoác khi mình nghĩ thật, không phải là anh tửu lượng yếu mà là vì anh khiêm tốn nếu không có nghĩa là anh cho rằng tôi chưa đủ kiến thức. Bằng nhì bước tới giá sách. Thôi, tôi không nói nữa, để không anh tưởng là tôi tân bốc anh. Nhìn lên những quyển sách trên giá sách. Đột ngột, bằng nhì nói lớn. Ô, anh có nhiều sách dịch hay có vậy? Đảo nước mắt, tên gọi của hoa hồng nè, quan hệ thân mật, bốn ừ, mùa, đồ sứ và chim chích nữa. Anh có thể cho tôi mượn được không? Dĩ nhiên là được. Băng Nhi bắt đầu gom những quyển sách muốn coi. Đừng nói. Đừng tham như vậy. Lấy một ít về xem. Xem xong thì đổi quyển khác. Vâng. Và Băng Nhi chọn lấy một ít cuốn. Cô chọn sách như vậy á. Làm sao mà biết quyển nào mình thích? Tôi thích những quyển viết giản dị, rõ ràng, sợ nhất là những sách lý luận mô tả lộn xộn cuối cùng băng nhi mượn bốn cuốn bốn mùa kết quả của mối tình đồ sứ và chim chích đủ cả nhé trinh thám khủng bố ái tình văn nghệ cô đều chọn chỉ còn thiếu có tiểu thuyết giả tưởng thôi băng nhi đặt đống tiểu thuyết sang bên ngồi xuống ghế hỏi có gì uống không anh có trà băng nhi đứng dậy vậy thì để tôi đi pha vậy đường chân lại. Không được, để tôi, cô là khách mà. Băng Nhi kéo đường lại. Ngồi xuống đi ông, tôi không phải là khách. Trừ trường hợp á, anh không muốn tôi đến đây nữa. Bằng không á, anh phải để tôi tự do. Tôi sẽ tìm ra bình trà, anh cứ yên tâm. Quá thật, Băng Nhi đã tìm ra bình trà và cả tách trà, bình đựng nước nóng. Pha hai ly trà đặt trước mặt đường, Ngồi xuống ghế, băng nhì nhìn quanh nói. Thế này đã là nhà rồi. Ấm cúng yên tĩnh, tiện nghi, lại có nhiều sách như vậy, thì làm sao có cảm giác trống trải được. Ngừng một chút, băng nhi quay qua nhìn đường. Ánh mắt buồn tư lự. Anh đường này, chuyện giữa tôi và thế sở, quay như đã thực sự chấm dứt rồi. Đường hồ nghi. Sao vậy? Nghe nói mỗi lần hai người gây nhau á, dù có long trời lỡ đất thế nào á rồi cũng giảng hòa nhanh chóng lắm mà băng nhi chậm rãi nhưng lần này á không giảng gì như sự cãi nhau đâu đây là một sự kết thúc rất đau lớn đau đến nỗi ta không biết xử lý như thế nào băng nhi hướng mắt về phía cửa sổ một lúc sau mới quay lại hay là để tôi đi gặp thế sở đừng tuyệt đối không nên bằng nhì đáp sáng nay tôi đã gặp anh ấy chúng tôi đã thành thật trình bày anh ấy thừa nhận là đã có cảm giác kích động và mới mẻ mỗi khi gần tôi nhưng giờ thì anh ấy thấy rằng tôi không sống thật giống như người đang sống ở thời đại này nói khác đi anh ta cho rằng anh ta đã trưởng thành còn tôi thì vẫn còn là đứa con nít chuyện yêu đương giữa tôi và anh ấy là một điều ấu trĩ Nói hết như vậy thì còn cứu vãn tình hình sao được? Tóm lại, tất cả đã kết thúc. Nói rõ ràng là tôi đã bị đá. Bằng nhì cúi xuống mừng mề mép váy. Tôi cho rằng lần này thế sở đã thực sự thức tỉnh. Đường yên lặng. Trong cái không khí này, chàng nghĩ có nhiều lời cũng vô ích. Con người khi đã bị vết thương ở trái tim thì chỉ có thời gian mới chữa lành là bác sĩ cũng phải bất lực thôi. Gian phòng chìm trong yên lặng. Đột ngột, bằng nhì vương vai, tươi hẳn ra. Thôi, đừng nhìn tôi một cách sầu rĩ như vậy. Xem này, tôi vẫn còn sống, vẫn vui vẻ, chứ đâu có hai chữ thất tình trên mặt đâu. Vả lại, không nên làm tan vỡ sự yên lành, im ấm của ngôi nhà này. Bằng nhì nhìn quanh rồi tiếp. Anh Đường này, anh có biết là anh có một trái tim cao quý không phải là cao quý mà còn rộng rãi nữa đường có cảm giác như đi trên mây thế à bằng nhì xác nhận vâng ngay từ lần đầu gặp anh tôi đã cảm thấy anh có cái vẻ gì đặc biệt cao quý tao nhã anh giống như là một cánh đồng bằng phẳng sinh động xanh ngát đó là lý do tại sao tôi thích đến đây với anh Mỗi lần từ trên trời sao suýt rớt xuống là tôi đáp nhanh về phía cánh đồng, cố tìm điểm tựa, tìm cảm giác bình an. Anh có hiểu ý tôi không? Hiểu chút đỉnh. Băng Nhi ngồi xích lại gần đường, tròn tay qua vai chàng khẽ gọi. Anh Đường. Băng Nhi, thế này là không công bình. Trái tim của đường như cào lên. Tôi đã khuyên cô đừng có làm cho tôi bay bổng bằng nhì Cô biết cô đang làm gì không? Cô bị choáng bởi thế sở Tim cô hiện đang đầy cảm giác thua cuộc Thật ra cô chưa hiểu tôi nhiều Cô cũng chưa xác định rõ ràng tôi là cánh đồng hay là trái núi cao Cô tiếp cận tôi chẳng qua là vì cô đang đau khổ, đang thất vọng Không, anh đã hiểu sai tôi rồi Bằng nhì nói, anh đừng đánh giá thấp vậy Băng nhì kéo đầu đường về phía mình, mắt sai đắm. Anh Đường, em có đáng ghét lắm không? Không, cô rất đáng yêu. Vậy thì, cô thở nhẹ. Anh hãy hôn em đi. Đường chống trả. Không. Thế sao vậy? Thế này á thì không công bình. Với em à? Không, với tôi. Thế sao? vì cô chỉ muốn chứng minh rằng cô vẫn còn sức lôi cuốn vẫn còn làm đàn ông chúng tôi động lòng có nghĩa là em thất bại bằng nhì chớp mắt hai giọt lệ lăn trên má anh muốn nói là em đã mất sự lôi cuốn không làm anh động lòng được phải không ồ bằng nhì em biết không em đáng yêu biết chừng nào anh đã dùng tất cả để tránh xa em nhưng không được không được thật là không công bình Cả em và cả anh nữa Em như con thú đang bị thương Đang cần sự vuốt về an ủi Đang cần chỗ dựa tình yêu Đó là việc khác Vì khi vết thương của em lã lành Em nhận thấy rằng Em hành động điên rồ Cho cả em và cả người khác Thôi em hiểu rồi Bằng nhi đột ngột nói Nàng buông đường ra Xin lỗi anh Mặt bằng nhi đỏ cất nỗi đau khổ tuyệt vọng tràn ngập. Tôi, tôi, tôi đã tự làm nhục chính mình. Và nàng quay mình định chạy vội ra cửa. Đường giữ lấy băng nhi lại kéo vào lòng mình, cúi xuống môi chạm môi. Băng nhi. Oh, băng nhi. Mặc kệ tất cả, công bình hay không công bình cũng được. Tôi đã sai rồi. Nụ hôn gắn chặt. Đường siết chặt lấy băng nhi. Trái tim chàng đập mạnh mỗi tiếng đập đều như réo hoại băng nhi băng nhi băng nhi Chương 8 Ba ngày kế tiếp, mỗi khi tan sở là băng nhì đến phòng khám của đường ngay. Trước đây ba bữa ăn trong ngày của đường đều rất đơn giản. Sáng một miếng bánh mì kẹp thịt, một ly sữa tự pha, qua như xong. Buổi trưa và bữa ăn tối do chu Châu và cô Tú gọi hộ từ tiệm cơm ngoài phố, thức ăn chế biến sẵn là sản phẩm cực thịnh của xã hội hiện đại, chuyên cung cấp cho giai tầng bận rộn suốt ngày. Dù phòng khám có trang bị bếp núc và phòng ăn, nhưng lúc nào cũng bỏ trống. Tối nào khoảng 6-7 giờ là băng nhi cũng đến, thức ăn chế biến sẵn. Được gọi thêm một phần, băng nhi ngoan ngoãn tham dự, xong là ở trong phòng phụ sắp xếp sách báo vương vãi bởi bệnh nhân. Nếu có bà mẹ nào cùng dẫn con đến, thì nàng phụ giúp chăm sóc trẻ con có điều ít khi băng nhi vào phòng bệnh điều này sau đó đường mới biết băng nhi sợ kim tim và máu sự hiện diện của băng nhi làm cho không khí phòng khám thay đổi chu châu nói thế này thì chắc là sắp rồi nhã bội hỏi sắp gì thì bác sĩ đường của chúng ta sắp vào trong rồi sắp gì mà sắp đã rồi chứ hai cô gái được dịp cười khúc khích Nhà bội hỏi Thế còn cái ao cá của mi đến đâu rồi? Cũng đâu bỏ trống Mấy tuần nay á ông anh Tào đưa mấy ông bạn đồng nghiệp chủ nhật nào cũng xuống câu Tuần trước mới câu được con cá 8 cân Ba người hợp lực mới kéo nổi lên bờ Vui dễ sợ Câu chuyện cái ao cá của chu Châu lãng vãng bên tai Nhưng bây giờ đã thật xa Thật xa với đường Không biết đến bao giờ chàng mới có dịp đến đó Bất giác đường nhìn qua cửa sổ Nhìn đồng hồ Giờ này sao băng nhi chưa đến Cái tâm trạng chờ đợi lúc nào cũng ngập đầy trái tim Ngập đầy suy nghĩ của đường Suốt ba ngày đường như ở trên trời Băng nhi bình thản ngoan ngoãn Ngồi trong phòng chờ đợi Hôm nào cũng ngồi đến khuya Nếu không có việc gì làm Thì cô ta đọc sách Đọc một cách chăm chú đến độ nhiều lúc đường chẳng dám tin đấy là cô gái đã từng quậy từng uống thuốc độc dược từng coi nhẹ cái sống từng hét từng la ba hôm đó băng nhi có vẻ dịu dàng dễ thương như một nữ tu mỗi tối sau khi công việc khám bệnh của đường kết thúc họ thường kéo nhau lên lầu cửa vừa khép lại là băng nhi sa vào lòng chàng kề môi bên tai em nhớ anh nhớ anh quá à cả người đường nóng bừng lên vì sự cuồng nhiệt của băng nhi nhưng anh anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà vẫn bên cạnh mặt trời tinh tú tất cả vẫn ở trong tầm mắt của ta anh là bác sĩ anh biết cái nhìn của con người đến đâu nhưng bên cạnh không có nghĩa là có lẽ anh không hề nghĩ tới em ai nói là anh không hề nghĩ tới em chứ Đường siết chặt băng nhi mỗi sáng khi mở mắt ra là anh đã nghĩ tới em mãi năm sáu giờ chiều là lòng anh bắt đầu bồn chồn nhìn ra cửa mấy lần mỗi lần có người đẩy cửa là anh nghĩ đến em nếu biết tình yêu biến con người thành ngơ ngẩn như vậy á tốt nhất là đừng có nhảy vào bây giờ anh thấy ân hận à không mới lạ chứ và tiếp đó là nụ hôn, nụ hôn nồng cháy, nụ hôn nồng nàn, nụ hôn say đắm. họ chìm trong mơ nhưng rồi lúc nào cũng vậy. băng nhi cũng kịp thoát khỏi vòng tay đường. nàng đi nấu nước, pha trà, xoa bóp khiến những cơ bắp của đường thư giãn. có một lần băng nhi có vẻ lúng túng, ngập ngừng một chút. anh cũng biết em không phải là người có tính bảo thủ. anh lại có vẻ hơi hợt chi ly. Vì vậy, trên phương tiện trách nhiệm tình cảm thì chúng ta phát triển quá nhanh. Anh lại từng nói là sự hiểu biết của em về anh chưa nhiều, nên nhiều khi em thấy không muốn để anh bận tâm về em rồi hối hận. Băng Nhi có vẻ sành tâm lý quá. Hai tiếng đồng hồ còn lại hôm ấy, họ sống rất im đềm, ngọt ngào trong hạnh phúc. Thảo luận về tiểu thuyết, về cuộc đời, về dĩ vãng của từng người về tương lai lý tưởng và trách nhiệm thời gian trôi nhanh để giấc ngủ của đường điều độ lúc nào băng nhi cũng rời phòng trước khi đồng hồ gõ một giờ khuya chưa bao giờ đường thấy hạnh phúc như lúc này không uống rượu mà say ý say như lớn vẫn lãng vãng trong phòng ánh mắt băng nhi như rượu nụ cười như rượu nhất cửa nhất đồng của nàng đều làm cho chàng say đôi lúc một mình đừng giật mình khi phát hiện ra sự cuồng nhiệt của chính mình nhưng nếu có những người đi trong lòng người đạt thì cái chết cũng không đáng hận một tư tưởng thật lãng mạn bệnh lãng mạn là chứng bệnh lây bằng nhì có giọng hát hay âm thể lẫn một chút trẻ con đường không làm sao quên được bài hát và cứ thế em cùng anh đến tận chân trời mà hôm uống rượu say bằng nhì đã hát nhưng từ khi đó đến nay, chưa bao giờ Đường nghe lại được bài đó, dù Băng Nhi vẫn thích hát. Mỗi lúc bên nhau, Đường ngồi trên ghế, Băng Nhi ngồi dưới thảm, tựa đầu trên đầu gối chàng, miệng hát nho nhỏ, Đường không rành lắm những bản nhạc mới, có điều chẳng biết bài hát rất tình cảm. Em hát bài gì đấy? Bài bây giờ em mới hiểu. Bài gì? Bây giờ em mới hiểu bằng nhì lặp lại đôi mắt sáng long lanh quyến rũ nàng hát lớn hơn bây giờ em mới hiểu trời có hoảng sợ đất có già nhưng ân tình tao ngộ mãi mãi bên nhau bây giờ em mới hiểu dị vãng là khói mây mộng xưa có tàn nhưng anh và em mãi mãi bên nhau đến bạc đầu bằng nhì hát xong đặt tay lên đầu gối nói dịu dàng anh đường hãy chấp nhận cho em một giấc mơ cuộc sống mới bên anh, anh nhé. Băng nhi, những đợt sống nhỏ nhấp nhô trong tim đường, hợp lại thành cơn sóng ào ạt tràn ngập. Băng nhi, băng nhi. Ngày thứ tư, A Thái đến tìm đường. Đó là ngày thứ bảy, 11 giờ trưa, phòng khám đã đóng cửa. Cô Lan và cô Mẫn đã về, nhưng đường chưa khép cửa. Chàng nghĩ là băng nhi sẽ đến trong lúc chờ đợi thì a à thái đến vừa bước vào cửa a à thái nói ngay anh đường tôi có thể nói chuyện với anh một chút chứ đường bảo là chàng rất vui khi a à thái đến mấy ngày nay chàng đã khuyên băng nhi nên làm lành với a à thái đừng giận hơn nữa nhưng băng nhi cứ thở ra à nếu giận được á thì cũng đỡ anh biết tính em á không có giận dai nhưng vấn đề ở đây á là bọn em vẫn cùng nói chuyện Cùng đến sở Có điều tình cảm vui vẻ xưa kia đã mất Đường nghĩ Về cơ bản Bạn bè thì giữa hai người con gái vẫn còn đó Chỉ tại thời điểm này Bức tường ngượng nghịu vẫn chưa phá được Bây giờ A Thái đã đến Chỉ cần có sự hiện diện của Băng Nhi Là chàng sẽ mời hai người dùng cơm Biết đâu Tình cảm sẽ nối lại như xưa Đường vui vẻ A Thái ngồi đây uống ly cà phê nhé. đợi tí băng nhi đến, chúng ta sẽ cùng ăn. Tôi biết cô thích ăn đồ biển lắm. Chúng ta cùng đến nhà hàng hoa mai nhé. A Thái ngẩng ra, có vẻ bất an. Ô, băng nhi sắp đến rồi à? Vâng, cô ấy sẽ đến. A Thái lắc đầu. Vậy thì tôi đi đây. Đường chặn lại cười nói, cô vừa bảo là cô có chuyện cần nói với tôi cơ mà thôi để hôm khác vậy đường nhiệt tình đừng đi đừng đi giữa hai người á có việc gì vậy tại sao phải làm khổ nhau như vậy chứ băng nhi khi đến đây á đều nói cô với vẻ bức sức thật ra thì cô ấy đâu có trách gì cô a thái ngẩng lên nhìn thẳng vào đường với đôi mắt lạ anh đường anh với băng nhi yêu nhau à đường bối rối à có lẽ vậy tại sao lại có lẽ có hay không có đường thành thật vâng thì có a à thái kêu lên anh đường anh không cảm thấy là đột ngột lắm sao không thể như vậy được chuyện không có bình thường đường ngồi thẳng dậy bình tĩnh nào cô nghĩ là tôi với bằng nhi không có quyền yêu nhau à a à thái lắp bắp không, không, không phải như vậy anh phải sửa tên lại á, là vô thể đường mới đúng. Anh đã làm một việc rất hoang đường, vô thể thống. Đường nổi nóng. Sao vậy? Thế sở có quyền yêu băng nhi, còn tôi á, thì không à. Tôi kém hơn hắn à. À Thái cũng lớn tiếng. Không phải, chẳng lẽ anh không biết á, là chuyện cãi nhau giữa băng nhi là thế sở. Chỉ có tính cách tạm thời. Họ cắn đắng nhau á, chỉ vài hôm rồi lại giảng hòa. Lúc đó rồi anh ăn làm sao, nói làm sao chứ? Đường bối rối. Không, A à Thái, đến giờ này á cô còn chưa biết thế sở đã nói lời yêu cô rồi à. Không lẽ mấy hôm nay á hai người không hẹn hò bên nhau à. A à Thái đỏ mặt, lệ động ra khóe mắt. Tôi chẳng có hẹn hò gì với thế sở nào cả. Mấy hôm nay á tôi chẳng hề gặp anh ấy. Hôn cãi nhau với bằng nhì, anh ta cố ý đưa tôi vào cuộc. Vâng, anh ta đã cố tình khiến Băng Nhi đau khổ. Lần nào cũng vậy, cãi nhau là họ trượt nhau bằng mọi ngôn từ đủ cách, không chừa một cách đay nghiến nào. Nhưng với họ, đó là chuyện bình thường. Còn riêng anh, anh là đồ khùng, đồ điên. Tại sao anh không đứng bên ngoài cho khách quan? Anh nhảy vô mà làm chi? Quan nào, ý cô muốn nói là tôi thừa cơ hội à? Thái yên lặng không nói Đường thẳng thắng A à, Thái này Tôi hiểu ý cô Tôi biết cô muốn khôi phục lại cục diện cũ Cô cho rằng Chuyện giữa thế sở và bằng nhì Còn có thể hàn gắn Còn tôi á Tôi đã quậy xấu đi tình hình Nhưng mà A à, Thái này Mỗi người đều có tình cảm riêng của mình Thành thật mà nói Với bằng nhì tôi không tự chủ được Vâng có lẽ tình cảm giữa chúng tôi phát triển nhanh quá, đột ngột quá. Nhưng mà tất cả dù sao cũng đã xảy ra rồi. Riêng thế sở với bằng nhì tôi nghĩ rằng đã kết thúc. Cô có nói tôi thừa cơ hội hoặc thừa nước đục thả câu gì cũng mặc. Vì vì tôi đã yêu băng nhi A à, Thái ngẩn ra Anh yêu cô ấy cỡ nào lận Đường thở dài À, tôi thì không thích thổi phòng Xưa tới giờ tôi cũng chưa từng yêu ai một cách cuồng nhiệt, sôi nổi Cũng như không tin là có thứ tình yêu như vậy Thế mà, không ngờ bây giờ lại Tôi biết nói làm sao bây giờ À Thái, cô biết không? Tôi yêu băng nhi hơn chính là bản thân tôi đấy Trời đất! Sao? À Thái, cô không vui khi thấy tôi với băng nhi yêu nhau à? ít chá thì băng nhi đã thoát khỏi sự đau khổ khi còn yêu thế sở. cô không thấy là bây giờ băng nhi vui hơn trước sao? bà Thái cắn nhẹ môi. Thôi được. tôi nghĩ rằng bây giờ có đồng ý hay không thì chuyện cũng đã rồi. có nói thêm gì cũng vô ích. chỉ biết chúc mừng anh. Hà Thái đứng dậy bước đi. thôi tôi về. anh có vẻ tự tin lắm đấy. Suýt tí nữa thì A Thái chạm phải Băng Nhi đang đi vào. Thấy A Thái, Băng Nhi kinh ngạc. Ô, A Thái! A Thái vội vã chào. Tôi phải đi đây, tạm biệt nha. Nhưng Băng Nhi đã chận ngang với nụ cười gượng. Mày đi đâu? Thế sở ở đằng ấy à? A Thái trừng mắt đứng lại. Bằng nãy tao đã nói chuyện với anh Đường. Giữa tao với Thế sở chẳng có cái gì cả. Tao không hề gặp Thế sở từ khi tụi mày đổ vỡ Nếu ta nói dốc á, trời đánh ta đi Bằng nhì vội vã nói Thôi, đừng có thề, đừng thề Làm gì mà xúc động vậy Giả sử có đi nữa, tao cũng không có để tâm À Thái đỏ mặt Nhưng không có, ta đã bảo là không có gì cả Là không có gì cả Khi không, rồi đặt chuyện kỳ cục băng nhi chăm chú nhìn a thái rồi choàng tay qua vai bạn nói nhanh a thái ta cho mi biết á bây giờ tất cả đổi thay rồi quay sang đường băng nhi nói anh đường anh có cho a thái biết chuyện của chúng mình không có có anh đã nói băng nhi quay lại với a thái nụ cười rạng rỡ ta lẫn e thẹn a thái à giữa chúng ta quay như là không có gì hết hiện giờ tao rất sung sướng rất hạnh phúc một cảm giác mà trước kia khi còn ở bên thế sở chưa hề có giữa tao với thế sở như có ngọn lửa nóng vậy nó thiêu rụi dần cuộc sống tạo sự đau khổ khôn nguôi điều này á mi cũng thấy mong là mi hiểu còn với đường thì bằng gì chậm rãi anh ấy khác hẳn thận trọng hiền hòa có chiều sâu ở gần anh ấy á ta à cảm thấy yên tâm, hạnh phúc, an phận. Đó mới là điểm tựa mà người con gái nào cũng cần có. Đường như nín thở, cảm ơn em, cảm ơn lập trường của em. A à Thái vẫn chưa hết nghi ngờ. Thật khởi băng nhi, có thật mi thấy hạnh phúc và không cần tới thế sở không? Băng nhi ngẫm nghĩ, vết thương nó vẫn còn, nhưng từ từ rồi nó sẽ lành nói theo nghề của anh đường thì vết thương nào cũng có thẹo nhưng chắc chắn là nó sẽ lành bằng nhì ưỡn ngực mi không thấy là ta đang sống sung sướng hay sao a à, thái như được lây phải cái vui cô gật đầu chấp nhận à thuyệt thật đấy băng nhi để ăn mừng diễn biến này á để ăn mừng mối tình mới này tại sao chúng ta không làm một bữa tiệc vui đường cười to <cười> tôi đã nói là chúng ta cần phải đi ăn đồ biển uống rượu nữa nha đi bằng nhì nói một tay nắm lấy tay A à Thái một tay nắm lấy tay đường đến hoa mai đi tôi thích nhất món của biển ở đấy không khí vui vẻ như quay trở lại tuy rằng cục diện không giống như ngày trước tình bạn của hai cô gái nối lại khiến cho đường cảm thấy vui tươi chàng không còn đầu óc đâu để nghĩ đến thế sở Chương 9. Đó là một ngày cuối tuần khó quên, ba người với một bữa ăn trưa thịnh soạn. Đường và Băng Nhi ăn nhiều nhất, chỉ có A Thái là tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi bóng đen ám ảnh. Cô nàng như có phần tư lự, lo lắng miễn cưỡng. Trong bữa ăn, thỉnh thoảng cô liếc nhìn Băng Nhi và Đường như muốn tìm thấy một sự trung thực. Để buổi tiệc được vui hơn, đường ngoài bia lon ướp lạnh Chàng đề nghị ca ba phải uống cạn Có hơi men Không khí lập tức thay đổi Băng Nhi nói huyên thuyên Nàng kéo A Thái lại gần nói Thái này đường tốt lắm Anh ấy đã dạy cho ta được nhiều thứ Mà trước kia ta chưa biết Trước mặt anh ấy Lúc nào ta cũng cảm thấy mình bé nhỏ sự uyên bác và chiều sâu của đường khiến ta phải cần một thời gian dài mới có thể hiểu được đường buông đũa chàng vẫn chưa thích ứng được thái độ thổi phồng của băng nhi chàng thấy ngượng ngùng nữa rồi băng nhi em lại bốc anh băng nhi nhiệt tình đúng là như vậy em không hề bốc thơm anh đường lái sang chuyện khác thôi được các bạn thích ăn đầu cá không băng nhi reo lên thích chứ à thái chúng ta cùng chia nhé đường chia đầu cá ra làm hai một nửa cho băng nhi một nửa cho A Thái. A Thái vừa ăn, vừa nhìn hai người. Băng Nhi này, ta thấy mi như vừa sống lại đấy. Không phải đâu A Thái, mấy hôm nay ta đã suy nghĩ, ta cảm thấy có lẽ ta yêu đường từ lâu lắm rồi. Có điều ta không biết, bằng không làm gì chỉ trong ba ngày á ta không thể rời xa anh ấy được chứ. Còn nhớ lần đầu tiên đến phòng mạch, thấy anh đường từ tối, ung dung làm việc ta có cảm giác như đó là một vị thần hộ mệnh. Sau đó, bốn người chúng ta vui chơi thì đường đã đóng nhiều vai trò khác nhau trong đời ta. Một vị thần cứu mình là một người an ủi giúp đỡ, lắng nghe lời kể lễ. À Thái này, mì suy nghĩ thử xem, trong cuộc sống, nếu ta gặp được một người đàn ông có thể đóng đủ vai trò như vậy, thì hỏi Mì không yêu được không? Đường có cảm giác được tưng bốc lên trời xanh a thái lắng nghe rồi đột nhiên nói anh đường đây là băng nhi mà tôi đã nói với anh một băng nhi sống cuồng nhiệt qua lời nói của cô ấy anh hẳn đã biết vì vậy anh hãy cố giữ cho thật chặt hãy bảo vệ cho thật kỹ đừng để cô ấy bị thương lần nữa nhưng đồng thời anh phải cẩn thận qua chừng kẻ bị thương lại chính là anh đấy băng nhi cười à thái mi cứ yên tâm anh đường là bác sĩ anh ấy sẽ không để ta bị thương vả lại giữa anh đường và thế sở cũng khác nhau anh đường hiền lành quay sang đường bằng nhì hỏi rồi anh có làm em đau khổ không đường thành thật cũng có thể nhưng anh sợ chuyện ấy xảy ra lắm không thể có chuyện đó được Em biết á, là nhìn thấy chú Kiến bị thương, anh cũng nhanh chóng băng bó vết thương cho nó nữa là em. Đúng, chỉ vì cá tánh của em nên anh sợ sẽ làm em khổ. Em lúc nào cũng thích tô điểm cho hy vọng, cho những gì á, em thích thành màu hồng. Ngày chính anh á, em cũng lý tưởng hóa. Nhưng băng nhi, à, anh chỉ là một người phàm, mà đã là người phàm á, thì làm sao không tránh khỏi khuyết điểm. Anh sợ rằng một ngày nào đó Khi em phát hiện ra những khuyết điểm của anh Em sẽ khổ đau Văn Nhi lắc đầu Không Ưu điểm và khuyết điểm của mỗi người Đều không có tính chất tuyệt đối Với người khác Đó có thể là khuyết điểm Nhưng biết đâu với em Nó chẳng là ưu điểm Sự lôi cuốn giữa người với người Chẳng phải chỉ bằng ưu điểm Có khi ngược lại đấy Anh yên tâm chắc em sẽ không khổ với những khuyết điểm của anh. Nhưng còn anh, anh có sợ ngược lại không? Đường cười gật đầu. <cười> khuyết điểm thì ai cũng có, nhưng với em thì anh chỉ thấy có một thứ, đó là cái mà lúng đồng tiền thôi. Băng Nhi cười lớn, suýt tí đã lăn vào lòng A Thái. Nàng nắm tay A Thái nói, A Thái thấy không, ông này bình thường ù ù cạc cạc, nhưng đôi lúc cũng biết pha trò như là nghệ sĩ hài ấy. A Thái nhìn băng nhi rồi nhìn đường. Tại sao hai người chưa đăng ký kết hôn? Băng nhi ngẩn ra. Kết hôn à? Sao lại sớm như vậy? A Thái hứng thú nói. Không sớm đâu. Không tới ba hôm mà hai người yêu nhau da diết như vậy, biến khuyết điểm của đối tượng thành ưu điểm cả, thì chuyện kết hôn chấp nhoáng đâu có gì là lạ lấy nhau đi, tôi sẽ là nhân chứng cho tôi và chu châu á, được không? lấy nhau sớm sẽ tránh được cảnh đêm dài thương nhớ. Đường ngẩn ra nhìn a thái, rồi quay sang nhìn băng nhi. Đề nghị cũng hay đấy, em thấy thế nào? Băng nhi do dự. Anh nói thật chứ? Dĩ nhiên. Băng nhi lo lắng, nhưng mà nhưng mà cái chuyện trọng đại như kết hôn á mà anh cũng chẳng cần sự đồng ý của mẹ cha ư? Đường nói lấy vợ á, là chuyện của cá nhân anh cha mẹ anh có đồng ý hay không á anh vẫn làm theo ý của mình nhưng đứng trên phương diện lễ pháp á em cần theo anh về đài trung ra mắt cha mẹ anh á cũng như anh sẽ về cao hùng bằng gì cắt ngang không không em sợ chuyện đó lắm em ngán nhất á, những thủ tục rườm rà trong lễ nghi bình thường nào á, là phải làm quen với họ hàng hai bên phải tiếp xúc với người ngoài đối tượng mình yêu phải cử hành lễ bên cạnh đó còn tương chào cá mắm sinh con đẻ cái ồ bằng nhì khó khăn nói tiếp ừ, anh thấy đó chiếc điểm của em là ở chỗ đó thế sở nói rằng là em chưa có trưởng thành Ồ không, trong giây phút này á không thể để bóng đen thế sở trang vào. Không, không thể để cho bất cứ bóng đen nào trang vào. Đường trồn qua, nắm lấy tay băng nhi. Này băng nhi, anh hiểu tất cả những điều em lo sợ. Chuyện đó không chỉ một mình em, mà nhiều người cũng thế. Trước khi có sự chuẩn bị đầy đủ, anh sẽ không nhắc lại chuyện lấy nhau. Anh tán đồng đề nghị của A Thái chẳng quá, chỉ muốn em biết tình cảm và quyết tâm của anh thôi. Bất cứ lý do gì về phía anh, anh không bao giờ thay đổi. Bằng nhì lắp bắp. Nh nhưng mà, nhưng mà biết anh có đợi được không? Đợi em trưởng thành và chuẩn bị đầy đủ. Được chứ, nhưng đừng bắt anh đợi lâu quá. Lâu là bao lâu? Ừ, ví dụ như là một trăm 200 năm Đường cười tiếp Anh không thể chờ em như vậy được Vì lúc đó ta hắn đã biến thành đất Mà anh không tin là giữa đất với đất lại có tình yêu Bằng Nhi cười. cười Anh Đường bây giờ em mới phát hiện ra là anh khéo ăn nói Phản ứng nhanh và suy nghĩ sâu Anh có thấy là em nông cạn lắm không? Nông cạn à? Tại sao em lại nói như vậy? vì em chưa bao giờ tự tin cả em phải biết là kim cương đâu bao giờ tự biết là nó chói sáng đâu a thái không chịu được kêu lên ôi sự có mặt của tôi á có vẻ thừa thải quá hai người nói chuyện á làm tôi tự ti mặt cảm thôi xin phép rút lui vậy băng nhi vội vàng giữ a thái lại không được không được chưa bao giờ á chúng ta vui như vậy năm sao mi bỏ đi được? A à, Thái lấy cái vui, bây giờ nàng mới thật rõ chuyện của đường và băng nhi thật. Vậy thì mi cũng khéo lựa lời cho ta biết mi là kim cương, còn ta là gì? Thì mi cũng là kim cương. Kim cương nát phải không? Dùng kim cương nát viền quanh để tăng giá trị viên kim cương lớn. Đường chen vào. Tôi chịu thua, tôi đề nghị ta đi xem phim đi. Bây giờ tôi mới biết lời lẽ của hai người đàn bà có thể xá xác một người đàn ông. Đi, ta đi thôi. Hai người con gái cùng cười vang, hôm ấy mọi người đều vui vẻ, họ cùng xem phim, dạo phố. Bằng nhì rất ái mộ điện ảnh, xem phim xong, nàng vẫn còn tiếc rẽ. Tất cả những thiên tài ở đời này đều chết dưới tay kẻ bức tài vô tướng. Trời đã tối, vì bữa ăn trưa quá thịnh soạn, nên bữa ăn tối họ chỉ ăn nhẹ, ba tôi Mỹ là xong. Băng Nhi một tay nắm lấy tay đường, một tay nắm lấy A à Thái, vang nài. Tối nay chúng ta phải về ký túc xá nữ sinh, để biến nó thành căn nhà đúng nghĩa đi. A à Thái không hiểu ý Băng Nhi muốn nói gì, nhưng trước sự nhỏ nhẹ của bạn và nụ cười của đường, nàng đồng ý ngay dĩ nhiên khi đó họ đâu đoán được là trong căn nhà họ đang về cái gì đang chờ đợi họ vừa đến cao ốc đại đế lên lầu tư a thái là người tra chìa khóa vào ổ khóa cửa vừa bật mở cả ba đều bất ngờ trước cảnh trước mắt cả phòng tràn ngập hoa hoa phủ đầy tất cả những chậu hoa trên thảm trên bàn hoa dáng trên tường trên trần nhà rèm cửa sổ hồng hòa lây dơn hoa đồng tiền bá hạp cúc kim lan quân tử đủ loại tất cả đều một màu hồng đào giữa rừng hoa đó là thế sợ anh chàng tay cầm bình xịt sơn tay kia cầm chậu bông đã được nhuộm hồng đào thì ra tất cả màu hồng do đây mà ra cả trên người thế sơn chỉ đọc chiếc áo thun phía dưới in năm chữ tôi là người có lỗi và phía sau lưng lại năm chữ khác hãy tha thứ cho tôi toàn màu hồng nghe tiếng mở cửa thế sở ngẩng lên hét lớn a à, thì ra là cả ba người sao lại về trễ thế hồi chiều điện thoại lại mãi chẳng ai tiếp tôi chỉ còn cách trực tiếp đến đây đợi vừa đợi vừa sửa soạn thiết kế cả một buổi chiều chẳng thấy ai về thế sở vừa nói vừa kéo những chậu hoa sang một bên làm thành con đường đi mời quý vị vào băng nhi với a thái nhìn nhau chẳng nói lặng lẽ đi vào đường bối rối nhìn những chậu hoa rồi thế sở chàng thấy ghen tức pha lẫn mặc cảm thế sở có chìa khóa riêng của phòng nhưng bây giờ đối diện với thực tế trước mắt chàng không thể không bước vào cửa khép lại phòng ngập đầy mùi sơn và hương hoa. Thế sợ buông bình xịt sơn xuống, đi vào phòng tắm một lúc sau, bước ra với một thau đầy nước trên tay. Những đó hoa hồng màu hồng đào nở rộ. Đem đến trước mặt băng nhi, thế sở nói, hãy tha thứ cho anh, bằng không á anh sẽ uống hết thau nước này. Sẵn đây á anh cho em biết, anh không mua được màu hồng đào, nên mua hoa hồng trắng rồi sơn lên nếu em bắt anh uống á chắc có lẽ phải ngủ. băng nhi đứng yên khó xử sự việc diễn biến khá bất ngờ nàng không biết phản ứng ra sao a à thái bước tới giải vây cô đỡ thau nước trên tay thế sở đổ vào cầu vệ sinh xong bước ra thế sở này chúng ta đều lớn cả rồi đừng chơi trò trẻ con nữa anh ngồi xuống đi chúng ta nghiêm chỉnh nói chuyện Thế Sở vẫn cười, mắt không rời Băng Nhi. Vâng, nhưng mà Băng Nhi á, em có tha thứ cho anh không? Băng Nhi trốn tránh, mặt cúi xuống. Những đóa hoa khắp nơi khiến nàng bối rối, nàng lẩm bẩm: Anh, anh là thằng điên. Điên à? Thế Sở tiếp lời: Thế thì em không thể giận thằng điên được phải không? Câu nói của Thế Sở khiến Băng Nhi bối rối đường cảm thấy không đứng ra không được chàng bước tới ôm ngang người băng nhi nói tôi nghĩ là băng nhi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi đôi mày thế sở nhíu lại nhưng giãn ra ngay nụ cười nhẹ trên môi anh ta bước tới vỗ mạnh vai đường hào phóng nói cảm ơn đường chắc chắn là anh đã giúp tôi nói tốt với băng nhi bằng không cô ấy dễ gì tha thứ bạn bè giúp nhau là ở chỗ này thế sở lại đưa tay nắm lấy tay băng nhi băng nhi này em có biết mấy ngày qua dài như hàng thế kỷ với anh không anh đã có lỗi với em còn lỗi với a thái nữa quay sang a thái thế sở cúi đầu thật sát tóm lại tôi là một thần điên xin quý vị rộng lượng cho anh đường để hôm nào tôi đến phòng mặt của anh nhờ anh cho thuốc trị bệnh điên. Bằng không tôi cứ phạm tội mãi. Băng Nhi lùi ra xa mấy bước. Thế sở trồn tới định ôm cô gái vào lòng. Băng Nhi, em đừng đứng cách xa anh như vậy. Đừng trao mày ủ dột, hãy lại đây. Băng Nhi lách qua một bên. Chân nàng chạm phải chậu hoa, loạn choạng suýt ngã. Đường đưa tay đỡ gọn Băng Nhi vào lòng. A à Thái hấp tấp Thế sở, anh hãy ngồi xuống đây, chúng tôi á có chuyện cần nói với anh. Đường siết chặt băng nhi tiếp lời. Thế sở, anh đừng xúc động như vậy, tôi cũng có chuyện cần nói với anh. Thế sở đứng chừng lại, có cái gì khác lạ, chàng nhìn thẳng băng nhi. Băng nhi à, hôm nay em lạ vậy, em không nói gì cả, em lại nhờ nhiều người nói hộ em à. Băng nhi vùi đầu vào lòng đường anh đường anh hãy nói cho anh ấy biết mặt thế sở tái hẳn băng nhi em có điều gì muốn nói thì cứ nói khỏi phải nhờ ai hết giữa chúng ta không cần người thứ ba anh đã chẳng nói giữa chúng ta mọi cái đều kết thúc à anh cũng chẳng đã nói là tôi chỉ là một đứa con nít hay sao thế sở nhún vai ồ những điều đó Những lời đó chẳng qua Là của một thằng điên Anh cũng vừa giải thích cho em nghe rồi mà Mà lời nói của một thằng điên Đâu phải là một lời nói đúng Trước kia Nhiều lần em cũng đòi đoạn tuyệt với anh Nhưng rồi Chúng ta có đoạn tuyệt nhau đâu Những lời đào tò búa lớn Trong cuộc cãi vã nhau Đâu phải là những lời nói thật băng Nhi trầm hẳn giọng Rất tiếc á là anh đã đến chậm quá rồi mặt thế sở trắng bịch em nói thế nghĩa là thế nào băng nhi quay lại úp mặt vào vai đường nói khẽ anh đường hay là anh nói cho anh ấy biết đi đường bất giác siết chặt băng nhi nhìn thẳng vào thế sở nói rõ từng tiếng một cậu thế sở hiện nay tôi và băng nhi đã yêu nhau gian phòng đột ngột rơi vào im lặng băng nhi run rẩy trong lòng đường, trong khi ánh mắt của thế sở nhìn trừng trừng vào đường hét lớn, nói dốc, nói dốc. đường lắc đầu, đó là sự thật. lồng ngực thế sơn đập dồn dập, hơi thở nặng nề, đôi mắt vẫn không rời đường và băng nhi. anh chàng kêu lên, à thái, dạ, à thái phản xạ nhanh. thế sở hỏi, thế này là thế nào? cô nói đi. A Thái nói một cách khó khăn. Um, tôi nghĩ đó là sự thật. Um, thật sự họ đã yêu nhau. Thế sở hư mạnh trong mũi. Yêu nhau à? Chỉ có ba hôm mà đã yêu nhau. Tình yêu dễ dàng như vậy sao? Băng Nhi quay sang thế sở. Đúng ra là anh phải hiểu rõ hơn tôi. Tại sao tình yêu lại dễ dàng như vậy? Thế sở đột ngột bước về phía trước hai tay bấu chặt lấy băng nhi thấy thái độ hung dữ của thế sở đường vội chận lại anh không có quyền đụng vào cô ấy trước kia cô ấy là người yêu của anh anh muốn làm gì thì làm còn bây giờ cô ấy là người yêu của tôi anh phải biết kính trọng và có khoảng cách nói như vậy tôi biết anh cho là hoang đường đối với anh nó như là một cú sét nhưng mỗi người chúng ta đều phải đối diện với sự thật thế sở tôi rất ân hận nhưng tôi thành thật yêu băng nhi tôi yêu băng nhi hơn tất cả trên đời thế sở hét to khiến cả trần nhà dường như muốn rung lên vĩ đại thật thời đại này ấy, là thời đại gì mà chỉ mới có ba ngày tình yêu đã phản bội ta bạn bè đã lường gạt ta thế sở dùng hết sức mạnh đá vào chậu hoa trước mặt chậu hoa lăn tròn anh ta nhảy tứ tung trong phòng như một con thú bị thương làm vỡ cả mấy chậu hoa sau cùng anh ta dừng lại bên cạnh tường nắm chặt đấm tay đấm mạnh vào tường những đóa hoa hồng màu hồng đào dán trên tường rơi lả tả chỉ một lát sau bàn tay thế sợ đã rướm máu nhìn thấy máu băng nhi kêu thét lên thế sở đừng điên nữa tay anh đã chảy máu thế sở đột ngột quay lại mặt đỏ cất mắt hằn tia máu sao cô đau lắm à cô thấy tôi bị đổ máu cô còn biết đau sao vậy mà cô dám bảo là cô đã thay đổi cô không còn yêu tôi băng nhi sợ hãi lùi vào lòng đường a thái chạy đến cố hết sức giữ lấy thế sở thế sở này anh sợ, làm đàn ông con trai á nếu ta giữ được á thì giữ bằng không á thì hãy buông đi thế sở đứng lặng chăm chú nhìn a à thái rất lâu mới nói a à thái ngay cả cô cũng nói được điều đó sao nếu vậy thì coi như tôi đã mất bằng nhi rồi nói xong thế sở cúi đầu bước những bước chân nặng nề ra cửa gian phòng còn lại ba người với một khoảng không gian đầy hoa cả ba cùng im lặng Chương 10 Tối hôm ấy, đường ngủ lại trên ghế salon của căn nhà ảo tưởng. Chuyện xảy ra thế này, sau khi thế sở bỏ đi, đường vẫn ở lại phụ băng nhi và A Thái dọn dẹp đống hoa tàn. Chậu hoa được khiêng lên sân thượng, còn những cánh hoa được xếp thành chữ lơ trên bàn cũng đều được cho vào sọt rác. Chuyện phá hoại bao giờ cũng nhanh hơn xây dựng. Việc dọn dẹp không chậm, không khó, nhưng không hiểu sao, cả ba không nói gì cả. Hình như tất cả không dám hở môi, sợ lỡ lời. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cả ba giật mình. À Thái liếc nhanh về phía băng nhi. Băng nhi đang lúi cuối ở salon, có lẽ đang tìm xem có đinh kim nào sót lại không. Băng nhi đã nghe thấy tiếng chuông, nhưng vẫn đứng yên. Cuối cùng chỉ có A à Thái tiếp máy Hello Ồ, oh, thế sở oh, Thôi xin lỗi, đừng quấy rầy nữa Chúng tôi sắp ngủ rồi Không biết đầu dây bên kia nói gì Mà A Thái chẳng đặng đừng Quay lại Băng Nhi Băng Nhi, điện thoại của mi nè mi nghe đi Băng Nhi do dự không muốn tiếp Đường chuột Băng Nhi, dù sao á Em cũng không thể tránh mặt anh ta mãi Vậy thì em hãy đối mặt vậy Băng Nhi bước tới cầm ống nghe lên, chỉ ồ một tiếng rồi lặng đi. Mặt đổi sắc, mắt buồn hẳn, đôi môi run rẩy nàng đặt vội ống nghe xuống. Sao em? Anh ta làm nhục em à? Đường bước tới lo lắng, nâng cầm Băng Nhi. Bây giờ chàng mới thấy hai hàng nước mắt trên má Băng Nhi. Lau nước mắt cho nàng, đường nói. Hẳn mắng em à? hắn đã dùng những ngôn từ khó nghe nói với em phải không? Băng Nhi lắc đầu, chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Cầm ống nghe lên, vừa nghe là Băng Nhi đặt nhanh xuống. Những giọt nước mắt là chảy dài. Băng Nhi lấy một sấp giấy đặt trước miệng như để ngăn khóc thành tiếng. Nước mắt tiếp tục chảy. Tình hình trước mắt làm đường đầu nhói, chàng nắm chặt hai vai Băng Nhi lay. Băng Nhi, Sao em không nói với hắn? Đơn giản á, cho hắn biết là Em không muốn nghe hắn nói nữa Băng Nhi chỉ lắc đầu Chuông điện thoại lại reo Lần này đường giật lấy ống nghe Chàng định hét vào máy Thì ngay bên kia không có tiếng người Chỉ có tiếng nhạc, tiếng hát Tiếng hát ngọt ngào, quen thuộc Đầy tình cảm của Băng Nhi Và cứ thế Em cùng anh đi khắp chân trời Dẫm nát vàng núi cao Cùng anh xây nhà và cứ thế em cùng anh đi khắp chân trời Dẫm nát ngày với tháng Để tóc xanh biến thành đầu bạc Đường quay lại nhìn băng nhi Băng nhi òa khóc phân bua Mấy thu băng trước kia Khi chúng em còn lành Em đã thu băng bài hát Bây giờ hắn cứ để bên máy điện thoại à Thái bước tới rút dây cắm máy ra Thế này thì không còn bị quấy rầy nữa Thôi chúng ta đi nghỉ nha. thế là máy không còn kêu được nữa đường nhìn băng nhi trực nhiên rối rắn lòng triểu nặng băng nhi ngồi khóc nhưng nước mắt kia đâu phải vi chàng không khí nặng nề bất giác đường ngẩng lên nhìn ra khung cửa sổ nơi chiếc bình hoa bị bể mấy bông hoa đồng tiền rủ xuống a à thái vỗ nhẹ vai đường thông cảm anh đường ạ à, anh cần phải để băng nhi có thời gian Chuyện tình cảm không giống như cái bóng đèn tắt cháy. Muốn tắt là tắt, muốn cháy là cháy. Đó là chưa kể sự giao lưu giữa Băng Nhi và Thế Sở lâu rồi. Kỷ niệm phải nhiều lắm, do đó có tan vỡ, vết thương phải to, phải đau đớn. Anh là bác sĩ, anh phải hiểu chuyện đó chứ. Tạ là bác sĩ giỏm, đừng nghĩ, dù có biết đi nữa, làm sao có thể tránh được chuyện gan tức. A à, Thái bước sang băng Nhi. Thôi đừng khóc nữa băng Nhi. Chuyện thế sở phát điên lên á, mi cũng biết không phải là lần đầu. Đúng ra phải có sự chuẩn bị trước để đón nhận. Hắn điên mặt hắn, mi tỉnh đi. Ta bảo đảm là không sớm thì muộn hắn sẽ lui quân. Thôi được rồi băng Nhi, mi đừng có khóc nữa. Phải kiên quyết, phải giữ vững lập trường của chính mình nha. Nhưng băng Nhi vẫn khóc và đường vẫn yên lặng gian phòng chìm trong sự nặng nề một lúc đường mới đứng lên nói thôi quý vị đi ngủ đi tôi về a thái giật mình ngẩng lên băng nhi bị đừng khóc nữa Mày khóc làm đường giận rồi đó thấy không đời nào có ai kỳ cục vậy trước mặt mặn trai mới khóc cho người tình cũ đường xử trí thế nào đường liếc nhanh về phía a thái Sao tế nhị thế Biết hết ruột gan của chàng Bằng nhi như chợt tỉnh Nàng sợ hãi quay sang đường Rồi đứng dậy chạy ngay về phía chàng Ôm choàng lấy chàng khóc thúc thiết <laughs> Anh đường Xin xin anh anh Xin anh đừng có giận em Em đã khóc á, vì em không nín được Em cũng không biết á, Là mình đã làm gì Nếu cả anh cũng giận á, Thì em không biết sống ra làm sao nữa đường vứt tóc băng nhi em cứ khóc đi khóc nữa đi anh biết á bản tính em đa tình yếu đuối nếu em không khóc cho cuộc tình đã mất á thì chẳng hóa ra là vô tình lắm à anh không giận đâu băng nhi em cứ khóc đi dù cái khóc của em á có khiến anh thao lòng phải anh đương nhiên là phải đau lòng vì vì anh yêu em băng nhi siết chặt lưng đường càng nói càng làm em muốn khóc anh đường ạ à, em dễ khóc như vậy đó em là đứa không thực tế không lớn nổi không xứng đáng với lòng tốt của anh nếu một ngày nào đó em có làm cho anh buồn đường ưỡn ngực cắt ngang tại sao em lại nói vậy tối nay em quá mệt quá xúc động nên nhưng băng nhi vẫn cố chấp em đủ thật xấu đủ thoái hư phải không anh em cũng thật đáng sợ đã làm cho thế sở khổ anh khổ rồi chính em cũng khổ đường dịu dàng bằng nhi em đi tắm rồi đi ngủ đi ngày mai dậy một ngày mới sẽ tốt đẹp em ạ à. bằng nhi ngước nhìn lên đôi mắt sưng đỏ anh thật không giận em chứ không vậy thì em nghe lời anh em sẽ tắm rồi đi ngủ mai sáng anh phải đến sớm nhé em sợ là em sợ tên điên đó lại đến đường đẩy băng nhi ra xa Thôi được tắm rửa rồi đi ngủ đi tối nay anh sẽ ngủ lại salon này a à, thái cười. cười anh đường anh cũng không thể ngủ luôn ở trên ghế salon này nếu tình cảm của băng nhi á chỉ phụ thuộc vào sự hiện diện của anh á thì mệt quá anh về đi về ngủ đi như vậy á tất cả chúng ta đều ngủ ngon cả băng nhi ngẫm nghĩ a à, thái đúng á anh đường anh về đi anh không thể ở đây giữ mãi em nếu có chuyện á em sẽ đối diện với sự thật thôi anh về đi anh cứ yên tâm thế sở không bắt cóc được em đâu nhưng rồi đường cũng không đi chàng vẫn nghĩ đến cái khùng khùng điên điên của thế sở đến khuôn mặt ràn rụa nước mắt của băng nhi đến vẻ dịu dàng yếu đuối của a à thái chàng thở dài ai thôi quý vị để tôi ngủ tại đây đêm này nhé ngủ ở đây dù sao tôi cũng yên tâm hơn bằng không chẳng bao giờ tôi ngủ được thế là không còn lý do hai cô gái mang chăn nệm gối ra phòng khách hai chiếc sa lông dài được kéo sát vào nhau tạo nên một cái giường a à, thái về phòng riêng còn băng nhi đến bên đường hôn lên trán chàng. Em yêu anh. Tim đường đập mạnh, chàng tròn tay ôm băng nhi vào lòng, hôn dồn dập. Băng nhi, em hãy càng đảm lên nhé. Em phải quyết định, phải suy nghĩ, rồi cân nhắc tình cảm của mình đấy. Băng nhi nói khẽ. Khỏi cần phải cân nhắc, em hoàn toàn nghĩ đến anh. Có điều em thấy mình thay đổi nhanh chóng quá sự thay đổi này á làm chính em hoảng sợ đó là tại anh đó tại anh nè à? vâng vì anh thiết tha tốt lành anh đúng đắn có chiều sâu nhưng lại dịu dàng đa cảm do đó anh giống như là một thanh nam châm lớn lúc nào cũng cuộn hút lấy em nói đúng ra không vì em thay đổi nhanh chóng mà tại vì gặp anh đó băng nhi em khiến ta say đắm anh không được một góc nhỏ của điều em nói băng nhi đừng bao giờ ảo giác về anh như thế nguy hiểm lắm đã biết bao người khi yêu đã nhầm lẫn cái hào quang ảo tưởng yêu như mê như mệt để rồi cuối cùng thất vọng băng nhi nói rất khẽ đó là thế sở đừng không hiểu em nói gì em đã hiểu rồi băng nhi nói như phát giác ra điều gì những năm qua có lẽ là chưa phải em yêu thế sở mà thực sự chỉ yêu cái ảo giác anh ấy là hiện thân của những ảo giác đó là sự lãng mạn trẻ con tính quần nhiệt và những điều không thực tế bây giờ nghĩ lại em đã yêu những điều anh ấy đã làm chứ không phải chính bản thân anh ấy băng nhi ngẩng đầu lên mắt chớp nhanh anh thấy không, đối với bản thân anh ấy, em không hề biết gì cả. Đường nắm tay băng nhi, có thật như vậy không? Thật chứ, em không hiểu việc làm của anh ấy. Em cũng không hiểu những điều anh ấy nghĩ, bạn bè, gia đình, ngay cả ca tính. Điều đáng sợ nhất là từ trước tới nay em chỉ đi theo và bị cuốn hút. Bây giờ thì em hiểu rồi. Có thật là hiểu chưa? tuy là không hiểu hoàn toàn nhưng đã có phần nào băng nhi nhoẻn miệng cười anh cần phải nhẫn nại từ từ dạy dỗ em nhé băng nhi đứng dậy tiếp thôi anh ngủ đi trời sắp sáng rồi chuyện để ngày mai nói tiếp nhé băng nhi đi rồi đường nằm trên salon vẫn không ngủ được mắt trừng trừng mở to nhìn ra khung cửa sổ hình ảnh băng nhi thế sở a à thái với những giọng nói của họ quay mãi trong đầu chàng. Lời của Băng Nhi Anh ấy lặng lẽ ngồi ở đây giống như một vị thần hộ mệnh. Anh ấy đã đóng nhiều vai trò khác nhau, kẻ cứu tôi, người lắng nghe tôi kể lễ, người an ủi, người bạn đồng hành. Nếu ta có một người bạn trai có thể đóng nhiều vai như vậy thì làm sao ta không yêu? Lời của Thế Sở Đời này là đời gì mà chỉ trong ba ngày á người yêu phản bội bạn bè lường gạt ta đây là đời gì chứ lời của a thái đường này anh hãy cố mà giữ lấy băng nhi bảo vệ cô ấy thật kỹ nha đừng để cho cô ấy bị thương và đồng thời á anh cũng phải cẩn thận qua chân chính mình mới là kẻ bị thương đấy rồi lại giọng nói của băng nhi anh nó là cánh đồng xanh rộng rãi bát ngát đầy sức sống khi phiêu bạc trên trời cao Sắp bị rơi xuống á, Là em lại tìm đến cánh đồng của anh Tiếng nói của thế sở tiếp theo Cái quý bạn bè là ở chỗ này Có lẽ anh đã nói tốt về tôi rất nhiều Trước mặt Băng Nhi Bằng không á, Không dễ gì cô ấy tha thứ cho tôi Tiếng nói của A Thái Không lẽ anh không biết Chuyện giữa Băng Nhi và thế sở Chỉ là chuyện giỏi hơn à Rồi ba ngày sau á họ lại giảng hòa. Lúc bấy giờ anh sẽ ăn làm sao nói làm sao chứ? Đầu óc đường quay cuồng, mồ hôi ướt đẫm sống lưng, những câu nói khi trước như vang vang mãi bên tai, một cảm giác rối loạn, hôn mê, quay cuồng, mãi đến gần sáng chàng mới chợp được mắt, giấc mơ lại đến, thế sở với chiếc áo lông chim màu hồng đào, đôi cánh to, hắn bay đến trước mặt chàng cười nói. <laughs> anh thấy đấy, bằng nhi thích màu hồng đào, nên tôi nhuộm hết những đám mây trên trời thành màu của ấy thích đấy. đường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy những cánh hoa màu hồng đào, rồi bằng nhi xuất hiện mái tóc ngắn của nàng, rồi màu da, màu quần áo đều màu hồng. nàng phi trên người một con tuấn mã cùng màu hồng, với nụ cười thật giòn nói với đường ban nãy em đã phi trên cánh đồng xanh bát ngát bây giờ em lại muốn bay lên mây đầy sắc hồng đào của em đây này băng nhi vừa dứt lời thì một cánh chim lớn thế sở đã bay đến với những vuốt nhọn chụp lấy băng nhi bay vuốt lên bầu trời màu hồng đường kinh hải đuổi theo hét lớn băng nhi băng nhi xuống đi em đừng đi đừng bỏ anh rồi đường giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét của mình đồng thời chàng cảm thấy một bàn tay nhỏ đang nắm lấy chàng lắc mạnh anh đường anh đường anh mơ thấy ác mộng à đường hoàn toàn tỉnh lại trời đã sáng tỏ chàng mở to mắt băng nhi đang đứng trước mặt với chiếc áo ngủ màu trắng yên tĩnh với nụ cười bàn tay nàng vẫn còn vuốt ve nhẹ trên mặt chàng ồ băng nhi anh đã mơ thấy đường ngại ngùng không muốn đem giấc mơ ra kể Chàng giả lã À không có chuyện gì cả Đường vương vai Nằm trên sa lông chẳng thoải mái tí nào Cuộc sinh sống mỏi và nhức Có cái gì cộn ở dưới lưng Đường cố sức đưa tay kéo ra Băng Nhi và A Thái đến gần nhìn Cuối cùng đường kéo ra được một vật Đấy là một chú hưu cao cổ Loại đồ chơi màu hồng đào Trên cổ chú hưu có treo một tấm thẻ bài với mấy chữ Tôi là kẻ có tội, mặt sau lại có chữ, hãy tha thứ cho tôi Đường như bị rết cắn, ném vội món đồ chơi vào đống hoa màu hồng đào nơi góc phòng Đống rác mà đêm qua cả ba cười chưa dọn sạch nơi góc phòng Đường buộc miệng Như là thứ hồn mà ám ảnh ấy Anh ta sẽ không chịu thất bại dễ dàng đâu Hà Thái nhìn qua khung cửa sổ rồi quay lại nói: Anh ta đang đứng bên ngoài cửa sổ đấy. Băng Nhi và Đường vội xông tới. Quả nhiên trước mặt họ, Thế Sở Ung Dung đứng tựa cột đèn, trên tay là một gói giấy không biết đựng gì. Anh ta đang đứng đợi, nhưng điều làm cho mọi người chú ý hơn là chiếc Nissan bên cạnh hắn. Trước kia chiếc xe du lịch này màu trắng, hiện ra được sơn thành màu hồng đào đường bất giác ngẩng lên nhìn trời băng nhi hỏi anh nhìn gì đấy những đám mây mây gì đường cười nhìn xuống không đáp chàng nắm tay băng nhi Bằng tay lạnh và đang run rẩy nghe anh nói này băng nhi đường mở miệng thế sở dù có bản lĩnh đấy nhưng hắn không làm sao nhuộm được mây trắng thành mây hồng đào băng nhi không hiểu anh nói gì với bầu trời trong suốt như vậy á anh không còn sợ em sẽ bị cắp đưa vào trong mây đừng lấm bẩm rồi cúi xuống nhìn băng nhi băng nhi này anh nghĩ chúng ta đã có một ngày dài quá a thái làm việc tất bật cô đang bưng ra một nồi cháo lớn đặt lên bàn ăn theo tôi thì chúng ta nên ăn cái đã để đối phó với ngày dài hôm nay nào lại ăn sáng đi a à thái sắp ra bốn đôi đũa đường kinh ngạc cô làm gì vậy a à thái trả lời bình thường anh hãy xuống lầu mời gã khùng kia lên ăn luôn đây là cuộc tranh đấu công bình tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một người nào chiến đấu với cái bụng đói vả lại anh chàng đứng ở dưới lầu kia dù có thế nào thì vẫn là bạn người trước đây hơn nửa năm đã cùng chúng tôi chơi cùng giỡn cùng cười. Không thể để một người bạn như vậy nhịn đói đứng mãi bên dưới. Đó là chưa nói, dù có không mời đi nữa thì rồi anh ta cũng tự ý bò lên cho mà xem. Và A Thái đi xuống lầu. thế sở bước vào phòng chiếc áo sơ mi trắng quần đen chẳng có chữ có tội hay tha thứ gì trên áo dáng thanh thoát có lẽ anh ta mới tắm gội mái tóc bồng mắt sáng chẳng có chút gì là thất tình hay mất ngủ anh chàng bước vào với một tinh thần thoải mái bình thường chào quý vị thế sở lớn tiếng với nụ cười như thể chưa hề có việc gì xảy ra tôi mang đến cho quý vị mấy cái dầu chó quẩy cả món xôi nếp mặn á, mà băng nhi khoái ăn đây này thì ra cái quái giấy trên tay thế sở là thức ăn nếu biết là thức ăn thì có nghĩa là anh chàng không đói a à, thái mời hắn lên đây làm gì nhưng khi quái giấy mở ra thế số lượng thức ăn đường mới biết là có mời hay không thì thế sở cũng lên lầu ăn sáng thế sở tự nhiên ngồi xuống duỗi chân xa nói Anh Đường Tôi đặc biệt xin lỗi anh nha Thế sở vừa cười vừa nói Thái độ phóng khoáng rộng rãi Hoàn toàn khác hẳn Thái độ hung dữ ngày hôm qua Hôm qua tôi không được bình thường Tôi đã không kiểm soát được lời nói Xin đừng chấp nhất Thật ra thì với tôi Tôi rất quý trọng tình bạn Chỉ cần một ngày làm bạn nhau Là mãi mãi Vĩnh viễn là bạn Đường tiếp lời Tôi rất sung sướng được nghe câu nói ấy Miệng nói vậy như đường thấy có cái gì kỳ kỳ trong đó Chàng chăm chăm nhìn thế sợ Còn muốn gì đây Con người đâu thể thay đổi nhanh chóng như vậy được chứ Nhưng hắn đã tỏ thái độ đầy phong độ như vậy á Thì ta không thể chịu thua Thật ra thì người cần tha thứ phải là tôi vì người quân tử không thể đoạt tình yêu của người khác. Đúng ra tôi phải có khoảng cách. Thế sợ cắt ngang. Đừng có giải thích gì cả, cũng đừng nói chuyện quân tử. Trong cuộc chiến đấu và tình yêu thì đừng nói chuyện quân tử. Tay nào bày trò như thế chắc chắn sẽ bị thất bại một cách đau lớn. Vì vậy đường ơi, chúng ta nên dẹp mấy cái giáo điều của giai cấp sĩ phu ngụy quân tử qua một bên đi muốn săn đổi tình yêu á cần phải dựa vào bản lĩnh cá nhân của mình do đó đường ơi tôi xin cúi đầu chào thua anh đó đường bối rối không biết gã con trai cáo giá này thật hay chỉ là ngụ ý một thủ đoạn cậu thấy sợ ý cậu muốn nói là chúng ta vẫn là bạn của nhau chứ không phải vì sự thay đổi tình yêu của băng nhi mà đổ vỡ chứ a thái chen vào Đổ vỡ thì dĩ nhiên là có rồi Nhưng nếu hai vị đứng ở vị trí so gươm Thì chắc chắn cuộc sống của tôi và băng nhi sẽ khó thở đó Thế sợ liếc nhanh về phía băng nhi Quý vị yên tâm Nhìn băng nhi cấm cúi ăn Đột nhiên thế sợ nói Băng nhi Em ăn vừa phải thôi Chúng mình đã thỏa thuận nhau rồi Mỗi lần em chỉ được ăn nửa cái thôi Em quên rồi sao rủi bệnh dạ dày tái phát rồi sao Ồ Mà này, Thế sở lấy trong túi ra một lò thuốc Anh lúc nào cũng mang sẵn thuốc cho em đây này Đường nhìn cảnh trước mắt Bất giác mỉm cười Chàng bắt đầu cảm thấy Hiểu được con người của thế sở Đưa tay ra đón lọ thuốc trên tay thế sở Đường nhìn lọ thuốc Rồi nhìn băng nhi Không sao đâu băng nhi ạ à? Em cứ ăn hết cái bánh Ăn xong đứng dậy đi dạo một chút là khỏe ngay còn lọ thuốc này á nó chỉ có tác dụng trung hòa lượng axit trong dạ dày của em mà lượng axit trong dày của em á thì anh biết là không có cao lắm vì vậy tốt nhất là không nên uống thế sợ bưng cháo lên hút bỏ xuống cười lớn <cười> đường nãy giờ mình quên bẵng cậu là bác sĩ lời cậu dĩ nhiên là đúng được rồi đường tôi xin bàn giao bằng nhì lại cho cậu đấy Đường nói Cậu khỏi bàn giao Bằng nhì là chủ của chính cô ấy Cô ấy có toàn quyền quyết định mà Thế sở nhìn thẳng đường Nụ cười chợt tắt Đường Đúng là cậu không đơn giản Thôi được Tôi xin chịu thua Không thua cũng không được Không sao Dù thế nào thì chúng ta vẫn là bạn Nhiều lúc tôi thấy ngạc nhiên vô cùng nhiều cặp vợ chồng khi tan vỡ nhìn nhau như kẻ tử thù sao kỳ vậy ít ra lúc trước họ cũng đã có mối liên hệ thân thiết chứ rồi thế sở thở dài nhìn băng nhi băng nhi này hôm nay em có kế hoạch gì không tuần trước anh đã cùng em về cao hùng thăm mẹ của em còn bữa nay đi đâu xe anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi rửa sạch đổ đầy xăng máy móc hoàn hảo mới nữa hai cô cùng đi chứ Nếu đường cũng rảnh Thì chúng ta cùng đi vậy Thế sở bước chân vào phòng Đến giờ Bằng nhì có vẻ bức sức Không yên Không cười không nói Cắm cúi ăn hết dĩa sôi mặn Hết dĩa sôi Nàng lại bẻ bánh ngọc ra Nhiều mảnh rải rác trên bàn Nghe câu hỏi của thế sở Bằng nhì giật mình Lúng túng Không biết trả lời ra sao Thì nghe đường nói Hôm nay á, bằng Nhi không về Cao Hùng Chúng tôi có kế hoạch riêng Ăn sáng xong mới là khởi hành Đến lượt thế sở bất ngờ Kế hoạch của quý vị là đi đâu? Đường nói thẳng Đó là việc của tôi và Băng Nhi Có nghĩa là không thể tiết lộ được Thế sở tựa lưng vào ghế Chằm chằm nhìn đường Đường, cậu chơi vậy là không đạt Sao vậy? tôi đã nói rồi chúng ta vẫn là bạn bè thì cậu gạt tôi sang một bên có ý nghĩa gì chứ à, thái Trang vào tôi không có phần trong đó xin quý vị đừng kéo tôi vào cuộc nha thế sở nói chúng ta đã nói là cuộc chiến đã chấm dứt đình chiến rồi cơ mà vâng đường đáp tôi mong rằng thật sự chúng ta đã đình chiến thế sở nhìn băng nhi rồi là nhìn đường à vậy thì sao không cho tôi tham dự vào cuộc chơi của các bạn chứ đường nhìn thẳng thế sở không phải là không cho thế sở cũng muốn tôi trình bày tất cả à vâng đó là để đề cao cách giác cậu là một địch thủ mạnh của tôi từ vóc dáng tác phong cách ăn nói đến phản ứng nhạy bén cậu đều hơn hẳn tôi trong cuộc chiến vừa qua, tôi đã chiến thắng chỉ dựa vào cái may mắn Do sơ hở của cậu. Chứ nếu trực diện chiến đấu, nếu cậu triển khai hết cục diện thì tôi nghĩ là tôi sẽ chiến bại đấy. Vì vậy, thế sở à, tôi chỉ còn cách đó là mang băng nhi ra xa cậu, tách trà thật là xa. Thế sở gật cù, cậu nói hay lắm. Bây giờ tôi hiểu cậu là một địch thủ đáng ngại của tôi. <laughs> thế sợ buông tiếng cười lớn, hắn ngẩng lên nhìn trần nhà. a à, Thái nói đúng, nam tử đại trượng phu có giữ được thì giữ, không giữ được thì phải buông thôi. Được rồi, các người muốn làm gì thì làm, tôi không quấy rầy nữa đâu. Quay sang A à Thái, thế sợ hạ à thấp giọng. A à Thái à, tôi vang cô, cô hãy giúp tôi khuây khỏa ngày dài hôm nay còn lại đi. A Thái lắc đầu nhanh. Không, không được. Hôm nay á tôi có hẹn riêng. Thế sở ngẩn ra. Cô cũng có bạn trai à? Vâng, bạn trai mới sơ giao thôi. Nghĩa là cô cũng có kế hoạch riêng à? Vâng. Thế sở thở dài. Thôi được, ai cũng có kế hoạch riêng cả. Vậy thì cứ đi đi, Tôi xin ở lại đây rửa chén. À Thái bối rối. Thế sở này, nếu anh lại quậy phá, sơn vết bậy bạ nhà cửa, xả rác đầy nhà, thì chúng tôi sẽ giận đấy. Nụ cười trên môi thế sở biến mất, anh chàng quay sang băng nhi, chầm rãi từng tiếng một. Băng nhi này, tất cả những trò chơi trước kia chúng ta đã từng thích thú, sao bây giờ lại bị coi như là những đống rác. Nếu vậy á, Bây giờ tôi cũng trở thành người thừa Vậy thì tôi phải đi đây Thế sở đứng dậy Đi ra cửa rồi quay lại Xin chúc cho kế hoạch riêng của mỗi người Đều thành công mỹ mãn Rồi anh chàng bỏ đi Đến giờ phút này Băng Nhi mới thở phào nhà nhõm Hôm ấy Đường chở Băng Nhi đi suốt một ngày Qua đồng dơi Rồi về thạch môn Kim sơn, giả liễu, đến mỗi nơi họ đều dừng lại nghĩ gió biển xì rào những bức tranh trên cát ánh nắng mặt trời rồi sóng biển biển tràn ngập người với người nhất là ở bãi tắm đường và băng nhi không có mang theo áo nên chỉ đi trên bãi hít lấy cái không khí mặn của biển tự do thoải mái nhưng không hiểu sao hôm ấy băng nhi tỏ ra rất ít nói có lẽ vì ảnh hưởng của thế sở băng nhi thấp thỏm mất hồn mỗi lần dừng xa là nàng lại nhìn quanh như tìm kiếm ai đường hỏi hình như là em đang lo lắng điều gì phải không 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 có băng nhi vội vã đáp nắm lấy tay đường kéo đi nhanh trên cát đường siết chặt tay băng nhi thành khẩn băng nhi em đừng có buồn em có vẻ buồn cho thế sở phải không nếu vậy sẽ khiến anh khó chịu đấy nhìn ra biển đường lái câu chuyện em có thích biển không bằng nhì nhướng mắt ra biển theo em á thì ai cũng đều yêu biển cả cuộc sống của con người á hôm nay thường bị gò bó trong khung cảnh chật hẹp nhà nhỏ phòng nhỏ tất cả những sự hỉ nộ ái ố của con người á đều xảy ra trong nhà mấy hôm trước có đọc báo anh thấy báo chí đã kích điện ảnh bây giờ viết về cuộc sống chật chội của con người là không thực tế anh thì nghĩ ngược lại đấy đề cập đến điện ảnh băng nhi có vẻ hứng thú phê bình thường có tiên kiến bỏ chuyện đó qua một bên đi biển đang ở trước mặt ta nè vâng biển rất rộng con người bị đời sống nén đến độ không thở nổi thường tìm đến biển có nhiều khi anh thấy biển cũng có nhân tính đấy anh nói gì em không hiểu Em hãy nhìn xem kìa Đường kéo băng nhi lại sát mình Biển có lúc lặng yên Có lúc thét cào Có lúc lại dịu dàng Nhưng đôi khi thịnh nộ Khi biển yên Nước trong xanh thăm thẳm Nhưng nếu em để ý Em sẽ thấy lúc nào nó cũng chuyển động Cũng thay đổi Những đợt sóng nhỏ từng đợt Từng đợt lên xuống Thay đổi giống như con người nhưng mà cũng có nhiều người á, cuộc đời họ gần như bất biến. Có một bà lão ở trước nhà em, chuyên giặt thuê cho mọi người bằng tay. Mặc dù bây giờ á, xã hội đã tràn ngập mấy giặt, bà ta vẫn tiếp tục lao động bằng tay đấy. Em lầm rồi, cái đó là sự bất biến của cách thức sinh hoạt, chứ không phải vì cuộc đời. Đường Diều Băng Nhi về phía hàng ăn thực tế thì ngay cả sinh hoạt cũng thay đổi mà em không biết đó thôi riêng với lòng người thì bao giờ cũng giống như biển biển hóa khó lường ăn nhi dừng chân liếc nhanh đường anh đường em không hiểu tại sao bác sĩ như anh lại đi nghiên cứu về biển về lòng người <cười> đường cười đó chẳng qua chỉ là một sự liên tưởng lúc còn đi học anh thường cùng với mấy người bạn đến bãi biển cắm trại vừa ngắm biển vừa nghĩ đến con người tấm lòng nhân ái của bạn bè đấy thế những người bạn đó giờ ở đâu rồi thay đổi cả thay đổi à vâng giống sóng biển tất cả đều đổi thay có người đi ra nước ngoài có người đổi nghề người thì lấy vợ người lấy chồng người mở phòng mạch tóm lại tất cả đều thay đổi đều bận rộn thỉnh thoảng nhớ tới nhau, điện thoại hỏi hàng là xong. Chuyện cắm trại ở bãi biển chỉ là một chấm nhỏ trong ký ức, và điện thoại là rút ngắn khoảng cách giữa người với người, nhưng cũng là vật đã ngăn cản sự đối diện của họ với nhau. Băng Nhi lộ vẻ đồng ý. Đúng, vì có điện thoại mà chúng ta muốn lúc nào nói chuyện cũng được, nhưng điện thoại cũng khiến chúng ta không gặp nhau. Họ vừa nói vừa đi đến giải hàng ăn. Ở đây ngập đầy du khách mặc áo tắm, ôm phao bơi, tròn khăn lông, tất cả lối cuối ăn uống. Đường hỏi băng nhì. Em muốn ăn cái gì? Khác chưa? Uống nước ngọt hay là coca? Cô ấy thích ăn kem. Chợt giọng nói bên cạnh vang lên rồi một bóng to lớn xuất hiện với cây kem trên tay. Ồ, thế sợ? Ân Nhi lùi ra xa kinh ngạc. Anh theo chúng thôi nãy giờ à? Thế sở chỉ nói. Ăn đi, không ăn á, nó chảy hết đấy. Quay sang đường, thế sở nói. Chúng ta uống nước ngọt nha. Đường không dám tin là mình nhìn thấy thế sở. Hắn như một bóng ma, ám ảnh, cứ đeo đuổi, đeo đuổi mãi. Đường thấy khó chịu, pha lẫn một chút kiên nể, bực bội, mệt mỏi vỗ vai băng nhi đường nói ăn đi băng nhi người ta đã có hảo tâm mua cho thì phải ăn chứ thế sợ cười tỉnh nào chúng ta lại đằng kia ngồi đi quý vị phơi nắng nãy giờ lâu rồi tôi có mượn một cái dù ở đằng kia lại đấy nghỉ đi không á bằng nhi ngất xỉu bây giờ đường gượng cười băng nhi cầm cây kem trên tay bắt đầu ăn mắt cúi xuống nhìn những hạt cát dưới chân họ đi đến chiếc dù của thế sở hai lon nước ngọt được khui ra thế sở đưa một lon cho đường miệng lại cười với băng nhi băng nhi em muốn tắm không có áo tắm của em ở trong xe anh đó băng nhi lắc đầu khổ sở đường nghĩ tới cử chỉ bất an của băng nhi trên đường đi thì ra cô ấy đã linh cảm chuyện thế sở theo đuổi hai người đường uống hết ly nước ngọt ném bỏ vào đống rác, ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt thế sở. Thôi, cảm ơn lòng nước và kẻ cam của cậu, chúng tôi đi đây. Thế sở, tôi mong rằng cậu giữ đúng lời giao ước nha, đừng quấy rầy chúng tôi nữa. Cậu cứ theo dõi cuộc chơi làm chúng tôi mất vui. Thế sở xa sầm quay qua băng nhi. Băng nhi, em có thấy bị tôi quấy rầy không? Băng nhi tiếp tục ăn kem, không trả lời đường nói Thế sở, làm ơn đừng làm băng nhi khó xử Thế sở nhìn thẳng đường Được rồi, quý vị cứ đi đường quý vị Còn tôi đi đường tôi Tôi không theo dõi gì cả Tại thấy người yêu của mình Thế sở đưa tay tự tác vào má mình À xin lỗi, phải nói là người yêu trước kia của mình nó bị phơi nắng, không đành lòng nên mua cho nàng một cây cam. Con người á có nhiều lúc hành động chỉ bởi tình cảm chứ không phải bởi lý trí. Nếu anh thấy là hành động của tôi đã quấy rầy quý vị thì xin lỗi. Đó là ngoài ý muốn của tôi. Đường vội vã kéo Băng Nhi. Thôi, chúng ta đi. Băng Nhi bị động, theo chân đường ra bãi dưới xe. Cả hai yên lặng, không nói với nhau điều gì. Không khí vui vẻ lúc đầu đã bị thế sở cuốn mất. Chiếc xe Nissan màu hồng đào đậu chỉ cách xa họ vài thước. Băng Nhi nhìn thấy xa, mắt rơm rớm lệ. Đường cho nổ mấy xa. Trên đường, chàng cứ theo dõi kính chiếu hậu, xem chiếc xe màu hồng có đuổi theo không. Chàng không dám ngừng ở hai trạm kế tiếp, mãi đến khi xe đến bãi tắm giả liễu. Khi đã chắc chắn, chiếc xe màu hồng đào không theo sau, đường mới dừng lại. Nào, chúng ta thả bộ một lát đi băng nhi ngoan ngoãn theo đường xuống xa đường vòng tay ôm lấy người yêu khích lệ vui lên nào băng nhi hắn cố tình muốn phá chúng ta đừng để hắn làm ảnh hưởng cuộc vui em nhé băng nhi nhìn đường cười gượng vâng ở đây cũng biển mà khung cảnh hoàn toàn khác đúng vậy bằng nãy là biển mà khung cảnh hoàn toàn khác là núi đá hai cảm giác trái ngược phải khác lúc nào cũng mang cho ta một tình cảm bình yên, hiền hòa, còn núi đá lớn chở, tạo cho ta cảm giác hồi hộp. Sóng biển khi vỗ vào núi đá sẽ tạo thành hàng nghìn hoa sóng, trắng xóa giống như là tuyết. Anh có vẻ uyên bác nhỉ? Không có gì là uyên bác. Cha anh xưa kia thường nói anh là người thích đọc sách. Em thấy anh thông minh. Thôi bằng nhi, đừng bốc anh nữa cả hai cùng cười băng nhi bỏ chạy trước có một đứa bé đang bán những chuỗi vỏ sò băng nhi nắm lấy tay đường hỏi mua vỏ sò đi anh em rất thích sưu tầm vỏ sò nhưng chỉ thích những vỏ nhỏ thôi đang chạy nhanh băng nhi đột ngột chừng lại mắt mở to thế sở lại lù lù hiện ra ở phía sau một hòn đá trên tay hắn là những chuỗi vỏ sò có điều mặt hắn không còn vẻ rạng rỡ hồn nhiên mà thay vào đấy là mái tóc rối đôi mắt buồn và gương mặt tái vỏ sò này cầm lấy đi giọng của thế sở nhỏ nhẹ anh đã chọn cho em đẹp lắm nè em thích không băng nhi lùi dần ra sau ngã vào người đường chàng nghe nàng thở nhỏ trời ơi hết rồi tôi chết mất Chương 12 Sau ngày hôm đó, khi hồi tưởng lại, Đường mới phát hiện ra điều Băng Nhi nói. Hết rồi, tôi chết mất. Câu nói đó đúng ra phải là của Đường. Làm gì mà vấn đề trở nên rối rắm như vậy? Đường cũng không biết. Chàng chỉ biết rằng sau cái màn cho võ sò thì hoạt động vui chơi của ba người gần như gắn liền nhau. Chủ yếu là do Băng Nhi, cô ấy không quyết định được lại còn nói với Đường, anh có thấy là thế sở cũng tội lắm không? Hãy giúp anh ấy qua giai đoạn buồn phiền, dù gì á thì chúng ta vẫn là bạn của anh ấy mà. Thế là nhiều cuộc vui chơi của hai người đều có sự hiện diện của thế sở. Thái độ của thế sở cũng khác đi như cái thắng. Con người trở nên vui vẻ hoặc bát tế nhị. Đường không có lý do gì để ngăn thế sở tham gia, nếu có chàng cũng bị băng nhi khước từ anh đường anh là con người có trái tim rộng rãi hào phóng như vậy thì không lẽ anh chẳng dung nạp được một người thất tình như thế sở à băng nhi anh không có trái tim rộng rãi hào phóng tên thế sở kia rất là chướng mắt hắn là mối đe dọa lớn nhất của mối tình đôi ta nhưng anh biết làm sao nói ra đây trước ánh mắt ngưỡng mộ của băng nhi những câu nói ích kỷ kia của anh đã không lợi rồi cuộc sống càng ngày càng bận rộn nghiệp phụ cơ sở phòng mạch của đường ngày càng phát triển năm nay người ta bệnh nhiều quá bệnh gần như trở thành một thứ thời trang một hôm băng nhi tan sở đến phòng mạch buộc miệng đến bây giờ em mới thấy sao mấy rạp hát ế quá thì ra tất cả khách đều dồn về phòng mạch của anh bắt đầu 9 giờ sáng, phòng mạch mở cửa, cho mãi từng 11 giờ khuya. Đường đã dành hết thời gian tốt nhất trong ngày để phục vụ bệnh nhân, bận rộn đến độ, ngoài điện thoại cũng không rảnh. Ngày dài cứ nối tiếp trôi qua, đường chợt thấy sự hiện diện của băng nhi tới phòng khác kháng xưa, thỉnh thoảng mới đến, đôi lúc chỉ là cứu điện thoại. Em biết anh rất bận nên không qua quấy anh, bao giờ đóng cửa phòng mạch á sang ngay với em nhé dĩ nhiên muốn băng nhi đêm đêm đến phòng khám ngồi giữa đám bệnh mệt mỏi u sầu cũng là một điều khó thở nhưng mấy hôm nay ngày nào cũng vậy khi đóng cửa phòng khám sang ngồi nhà băng nhi thì đường đã thấy sự hiện diện của thế sở họ đang nói cười vui vẻ nhìn cảnh đó đường không khỏi cảm thấy bực chọc và trường chẳng đặng đừng đã xảy ra vào một đêm cuối tháng 9. Khi đóng cửa phòng mạch, sang nhà Băng Nhi thì đã 11 giờ rưỡi khuya. A Thái có hẹn với bạn trai đi vắng, chỉ có Thế Sở và Băng Nhi ngồi cạnh nhau trên salon. Cách này mấy tháng, A Thái quen với một nhân viên thương mại của một hãng tư. Nàng gọi anh chàng là Cao Khải. Cao Khải chỉ là một biệt hiệu. Theo A Thái thì Cao có nghĩa là anh chàng rất cao. Còn Khải là gì? thì chỉ nghe A Thái cười hì hì, nói suy nghĩ khác biết. Mối tình có vẻ kháng khít. Băng Nhi đề nghị, đưa hắn đến đây để mọi người xem mặt nào. A Thái nhìn Băng Nhi cười lắc đầu. Không, tôi không muốn anh ấy đến đây học đòi chuyện ba người. Chuyện ba người, câu nói của A Thái đã đánh thức đường. Chàng cảm thấy bực bội, bức sức. Chuyện ba người, chàng, Băng Nhi thế sở, cục diện rơi vào thế hồ đồ này từ bao giờ. Vì vậy, tối hôm ấy, nhìn cảnh thế sở với băng nhi ngồi cạnh nhau trong phòng vắng là máu dồn cả lên đầu đường. Suốt ngày bận rộn, mệt nhọc, chỉ để mơ ước có được một buổi tối êm ả, ấm cúng, vui vẻ bên băng nhi. Thế mà, bây giờ trông thấy thế sở, chẳng biết tất cả. Hết, hết rồi, không còn gì nữa đường bực dọc. Thế sở, cậu đến từ bao giờ thế? Thế sở lộ vẻ thoải mái. Tôi đến đón băng nhi từ sở làm. Chúng tôi cùng đi ăn lẩu cá, rồi cùng mua thêm mấy món này nữa. Đây, cậu xem này. Đường nhìn, một chiếc diều, một trái banh màu hồng đào. Thế sở tiếp vui vẻ. Cuối tuần này chúng ta đi thả diều. Cậu biết đấy, bây giờ là mùa thu, mùa thả diều cậu biết không? Bây giờ đã là mùa thu rồi à? Vâng, và mùa thu ở Đài Loan đến khá trễ so với nơi khác. Có điều những cây phong ở suối Sam Lâm thì đã nhuộm đỏ rồi. Suối Sam Lâm mà Nó nằm ở đâu? Ôi trời! Băng Nhi nãy giờ nằm yên trên lông, mặc áo ngắn tay, quần sọt, đôi chân trần thon dài, thả trên ghế trong khi cánh tay của thế sở cầm diều lại đụng mãi lên đấy Vậy mà băng nhi vẫn tự nhiên còn nói anh đường anh giống như một người nhà quê lạc chợ vậy ngay cả suối sam lâm mà cũng không biết à suối ở huyện nam đầu những ngày này á mà đến đấy thưởng thức cảnh thu thả diều thì tuyệt lắm đường nhìn thẳng băng nhi em có vẻ sành nơi đó quá nhỉ băng nhi vẫn hồn nhiên vâng mùa này năm ngoái thế sở với em ở đấy ba ngày thế sở đã lái xe đưa em không những chỉ nơi đó thôi mà còn đến thung lũng phượng hoàng nữa vui lắm vì vậy chúng tôi định cuối tuần này đến đấy lần nữa thế sở tiếp lời cũng may là tôi vừa hoàn tất một chương trình nên được nghỉ phép một tuần còn băng nhi cộng với thứ bảy chủ nhật cũng được nghỉ năm bữa Thế còn đường thế nào? Đường nhìn băng nhi rồi nhìn thế sở. Kế hoạch mà mấy người đã dự tính có bao gồm cả tôi nữa à? Băng nhi nói nhanh, dĩ nhiên nó là phải có, vì anh là khách mời chuyến đi này. Chúng tôi đã biết nơi đó rồi. Đường đứng trước salon nhìn băng nhi. Băng nhi, em tưởng là tất cả những bệnh nhân của anh đều có thể kết hợp lại, tập thể ngưng hẳn bệnh để chờ bác sĩ đi chơi về à mặt bằng nhì tái hẳn nàng cúi xuống lắp bắp nằm bạn với bác sĩ khổ thật hết không biết đến cảnh đẹp không biết đến ngày nghỉ ngày phép là gì cả dòng của đường pha mùi thuốc súng bằng nhì em đã biết anh là bác sĩ ngay từ đầu rồi cơ mà vâng bác sĩ vĩ đại thật bác sĩ lo cứu người nếu em thấy không thích nghề nghiệp của tôi á Vừa nói đường vừa đưa tay Kéo băng nhi ngồi dậy Vì đôi chân trần của băng nhi Vẫn nằm trong tầm hoạt động của thế sở Thì cho tôi xin lỗi Tôi không thể vì em mà đổi nghề Nhưng anh đã làm gì được cho em Em chưa hề thấy đấy gian phòng ngập đầy không khí căng thẳng Thế à Nếu em thật sự không thấy Thì đúng là em mù em không nghe có nghĩa là em điếc mà nếu em không thấy điều tôi đã làm cho em á thì đúng là em điên băng nhi lộ vẻ cố chấp anh nói nghe hay lắm tôi nghĩ có lẽ là tôi mù điếc điên nhưng anh đã làm gì được cho tôi nào anh bảo là anh yêu tôi hơn tất cả thế mà thế mà tôi chỉ muốn anh nghĩ có mấy hôm cùng tôi đến suối sam lâm chơi nghĩa là anh sẽ không đi được với chúng tôi à? Thôi được rồi băng nhi, thế sợ đứng dậy. Nếu đường không có thời gian sẵn, chúng ta rủ a à thái với cao khải vậy. Tôi cũng định làm quen với cao khải lâu rồi và chúng ta sẽ lên núi thả diêu, xuống suối câu cá. Anh đã nói với em nếu đường không đi, chúng ta vẫn vui được cơ mà. Băng nhi nhìn thẳng đường, tựa sát người chàng giọng đột ngột dịu hẳn. Anh Đường, anh đi với em đi, anh bỏ em một mình sao? Chào bạn nghỉ ba hôm, bệnh nhân có thể sang phòng mạch khác. Ở thành phố này á, đâu phải chỉ có một mình anh là bác sĩ đâu. Đường bắt đầu cảm thấy mềm lòng. Nhưng em phải biết á, là đặt chuyện vui chơi trước công việc là một điều sai trái, thiếu lý trí đấy. Lý trí à, không lẽ suốt cuộc đời anh lúc nào cũng phải lý trí cả sao em chính là sự thiếu lý trí nhất của anh vì khi gặp em á cuộc sống của anh gần như là bị đảo lộn hoàn toàn đó là sự bất hạnh của anh à vâng đường thở dài một sự bất hạnh đấy anh có ân hận không không đường lắc đầu không bao giờ ăn nhi cười sáng mắt lên vậy thì chúng ta cùng đi suối sam lâm nhé đường hỏi ngược lại có nghĩa là em không thể không đi được à vâng em đã vui sướng kế hoạch tính toán cả đêm qua thế sợ chan vào cậu đường đừng giận đi dù sao băng nhi cũng đã chuẩn bị tươm tất rồi đường như bốc lửa như vậy á có nghĩa là tôi đi hay không đi á thì mấy người vẫn tiếp tục chơi gì phải không thế sợ im lặng Bằng Nhi chẳng đáp Đường lớn tiếng Phải không? Nói đi Bằng Nhi mấy người vẫn đi chứ Bằng Nhi ngẩng đầu lên Anh làm gì mà dữ vậy Anh nghĩ là nếu anh không đi á Thì em cũng phải không đi chứ gì Phải gian phòng chìm trong yên lặng Bằng Nhi buông thõng cánh tay Nàng quay lại ghế salon ngồi xuống Thế sở vỗ nhẹ lên đầu nàng Bằng Nhi đừng có giận đường hắn nói chỉ để nói mà thôi thế sở như một quả bom nổ to đường hét lớn bao nhiêu sự bực dọc tích lũy bấy lâu trong người như hỏa sơn bùng nổ đường chỉ thẳng vào mặt thế sở thế sở mày cút ngay ra khỏi đây chuyện giữa tôi với băng nhi không cần anh chúng tôi giải quyết lấy không cần anh phải nói vô anh đi khỏi đây đi quả bom như làm cả gian phòng muốn đổ sập mặt thế sở đỏ gất còn băng nhi xanh như một xác chết mắt thế sở đỏ ngầu hắn cũng lên tiếng đường cậu đuổi tôi phải không đúng thế sở quay sang băng nhi nào còn băng nhi em có đuổi tôi không băng nhi trợn mắt bước nhanh tới chặn ngang mặt thế sở hướng mắt về đường nói anh đường anh lấy tư cách gì á mà đuổi thế sở đi đây là nhà của tôi thế sở là bạn của tôi anh đâu có quyền anh tưởng yêu tôi là có quyền cắt đứt bạn bè niềm vui và cả lẽ sống của tôi à anh quá lắm quá lắm rồi cơn giận dồn dập trong tim những lời nói của băng nhi như một gáo nước lạnh tạt vào mặt đường lòng chàng tan nát chàng giận dữ nói băng nhi anh không đủ tư cách để đuổi bạn em anh cũng không đủ tư cách để nói bất cứ điều gì khiến em mất vui, khiến em buồn. Nhưng em phải biết rằng, biết thật rõ rằng cuộc đời em chỉ nên có một người đàn ông thôi. Đừng có bắt cá hai tay. Bây giờ em hãy lựa chọn hắn hay là anh. Nếu em chọn hắn, anh sẽ đi và ngược lại. Thoáng một chút bối rối nhưng bằng nhì vẫn hét lên. Anh muốn tôi chọn à? Anh là một tên bạo chúa một thứ độc tài, anh ích kỷ không hiểu tôi, cũng không hiểu nghề thuật sống. Anh là một thứ gàn dở, chỉ biết có công việc của anh. Tôi với anh ở hai thế giới khác nhau. Đường thở hỗn hển cắt ngang. À, tốt lắm, vậy là em đã chọn. Thế sở, tôi xin chúc mừng anh. Còn băng nhi, lần sau có tự tử, xin đừng gõ cửa phòng tôi. Chào tất cả đường xông ra khỏi phòng và đóng mạnh cánh cửa chàng có cảm giác như trái tim chàng cũng vỡ tan theo tiếng cửa đóng sầm Chương 13 Suốt một đêm đường không ngủ Và thời gian không phải là vì sự mất ngủ của ta Hay vì trái tim ta tan vỡ mà ngừng lại Công việc cũng thế, bệnh nhân cũng thế Vì vậy sáng sớm là công việc lại tiếp tục Xong bệnh nhân này tới bệnh nhân khác Bệnh nhân bệnh cũng soàn thôi Người già thì huyết áp cao Trẻ con thì nóng sốt tới những chứng bệnh khó mặt suốt cả năm như sốt xuất huyết. Sự bận rộn khiến đường không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ. Nhưng đôi lúc, chàng cũng cảm thấy nhói đau nơi tim. Nỗi đau lóe lên rồi chợt tắt. Đến bất chợt, rồi đi bất chợt. Suốt ngày hôm ấy, nó đến với chàng hàng chục lần. Là bác sĩ, nhưng đường bất lực trước cơn đau này. Buổi trưa chàng ăn không ngon, chiều nuốt cũng không trôi cuộc sống biến thành một khoảng trống lớn. Dù bên cạnh, bao giờ cũng có bệnh nhân, cũng có cô Lan, cô Mẫn ríu rít liếu lo. Nhưng cuộc sống như mất mát cái gì. Đang khám bệnh, nhiều lúc đường ngồi thư ra, như ngóng đợi, sự ngóng đợi từ tiềm thức. Tiếng bước chân, có phải của nàng chăng? Bóng ai thấp thoáng bên ngoài, nàng chăng? Tiếng cười ở phòng khám, cửa mở. Không, không phải nàng nàng không có ở đây nàng đang chơi vơi trên đám mây màu hồng đào trong cánh vuốt đại bàng bay lượn mấy cô y tá đã thay ca chu châu với nhã bội những nụ cười giòn tan ở phòng đời bác sĩ đường ơi chu châu mời bác sĩ ăn bánh cưới nè hả đừng quay lại quả thật chu châu đang khệ nệ ôm hai bánh lớn bước vào Bác sĩ, chủ nhật quá, chúng em đã làm lễ đính hôn, nhưng vì công việc phần khám bề bộn quá nên em không dám nghỉ phép nữa. Và lại, thấy bác sĩ bận quá nên cũng không dám mời. Chú Châu cười rạng rỡ pha trọ. Mỗi tuần mới có một ngày chủ nhật, sợ quấy rầy cuộc gặp gỡ của bác sĩ với băng nhi. Nhưng cũng không sao, bác sĩ biết không? Theo phong tục quê em thì lễ đính hôn chỉ có tính hình thức thông báo bạn bè bà, bao giờ lễ cưới chúng em sẽ mời bác sĩ uống rượu đường nhìn chu châu cái miệng nho nhỏ hay nói đôi mắt đen to và khuôn mặt rám nắng một chu châu bình thường nàng sẽ mang đến cho người yêu một cuộc sống bình lặng không sóng gió không dung bão an phận một chu châu hiền lành kẻ nào gặp nàng kẻ ấy có phúc vị hôn phù của cô tên gì Đường hỏi với chu châu nhã bội các y tá được cư xử như người nhà thế mà chu châu đính hôn người đàn ông tên gì chàng cũng không biết cuộc sống của ta cả năm nay đã thay đổi quá nhiều dạ anh ấy họ lý cùng họ anh chu châu cười nói <cười> anh ấy là kỹ sư công tác tại nhà máy làm sao mà quen nhau vậy nhã bội chen vào ô thì nhờ chiếc áo cá đấy cũng hữu dụng chứ Nghĩa là sao? Chú Châu cười ngọt, đừng có nghe lời nó. Sự thật thế này này anh Lý Mậu Sinh là bạn của anh em, cùng công tác ở nhà máy Nam Nhã. Tháng 3 vừa qua, anh em dẫn một đám bạn trai về nhà, cầu cá, ca hát, ăn thịt nướng, quậy một bữa thật vui. Từ đó, chủ nhật nào họ cũng đến. Rồi giữa em với anh Mậu, khoảng cách thu hẹp lại một hôm chúng em cùng câu được một con cá lớn nhà bội trang vào nói đi nói lại á thì cũng tại cái ao cá của cô Trường môn làm mai vậy thì chú châu nè kỳ sau về nhà cậu rủ tôi với nhá đâu phải mi chưa đến đâu nhưng lần trước đi chỉ toàn là bạn gái mi sợ nhìn thấy lý mộ sinh của mi sao mi tưởng ta không biết hả cấm nói nhá cấm nói Hai cô níu kéo nhau với những nụ cười giòn. Đường nhìn nhã bội. Sao, nhã bội, cô có bạn trai chưa? Bao giờ mời tôi ăn bánh cưới đây. Nhã bội đỏ mặt. Ăn bánh cưới à? Còn sớm lắm. Chắc là phải Tết mới có. Chú Châu hét lên. À, thì ra mi cũng sắp rồi. Nếu bác sĩ không hỏi tới, mi còn giấu nhàn. Nhã bội bỏ đi về phía quầy dược. Không ai dấu nhẹn, chỉ tại mi không hỏi. Không lẽ ta phải làm loa, đi từ trên phố xuống dưới phố, loan báo cho mọi người biết à? Chùa Châu chua miệng, nói với Đường. Hắn đừng chửi em đấy, hắn nói em là chiếc loa, vì mới vừa quen bạn trai á, là mọi người đều biết. Như vậy à, Đường bức sức. Ai cũng đều biết, chỉ mình ta là cái gì cũng không hay. Ngày tháng qua, từ điển của ta chỉ hai chữ băng nhi cái tên vừa xuất hiện là lòng đường đau nhói bất giác đau nhói bất giác đường thở dài chu châu có phải quan tâm bác sĩ làm sao thế hình như bác sĩ không được khỏe phải không đường chăm chú nhìn chu châu không có gì cả thế cô định bao giờ mới đám cưới dạ chắc là qua tết lúc đó sẽ làm đơn thôi việc luôn. Đường ngẩn ra. Thôi việc à, anh ấy không đồng ý cho cô đi làm à. Cô là một y tá giỏi, lấy chồng rồi thôi việc uổng quá. Dạ, anh Lý Mộ Sinh không hề cấm. Nhà máy của anh ấy ở Tam Trọng, nên chúng em vẫn có thể ở lại thành phố này. Vấn đề ở đây là em nhận thấy khi đã chọn anh ấy làm chồng thì để anh ấy đảm nhận vai trò kiếm tiền em ở nhà lo nội trợ công việc đối với em không quan trọng lắm nói khác đi khi em đã lấy chồng thì vai trò làm vợ là công việc chính của em em không để việc làm của mình làm mất đi hạnh phúc gia đình đường kinh ngạc nhìn chu châu cô gái này đang sống ở thời đại tiên tiến à đã có quan điểm ra khỏi nhà bếp bây giờ đàn bà lại thích trở về nhà bếp dù thế nào thì người đàn ông sắp cưới chu châu cũng là người đàn ông có phước đường định nói mấy câu thì nghe tiếng gõ cửa chu châu bước ra không quên quay đầu lại nói em mang thêm hai hộp bánh nữa để bác sĩ mời băng nhi và a thái nhé ngưng lại một chút chu châu lại tiếp bác sĩ này Em mong rằng trước khi nghỉ việc em sẽ được ăn bánh mời của bác sĩ đấy. Nói xong, cô gái bỏ ra ngoài. Đường ngồi im, nghe đau nhói trong tim. Trời đã khuya, công việc xong xuôi, đường trở về căn phòng độc thân của chàng. Bật đèn lên, ngồi dưới ánh đèn, đầu óc quay cuồng với chu châu, với ao cá, với vị hôn phu của nàng, với việc làm đường mơ hồ nhận thấy hãy nghĩ đến chu châu vì vậy ta sẽ không phải nghĩ đến băng nhi băng nhi cái tên ấy lại xuất hiện làm lòng đau xót hai tay đường ôm lấy đầu muốn cắt ngang ý nghĩ nhưng sự suy nghĩ giống như những con ngựa hoang thoát khỏi dây cương tung vó băng nhi băng nhi vó ngựa lột cột trong đầu có tiếng chuông cửa reo băng nhi ư đường nhảy dựng lên làm ngã cả đèn đàn bàn, chàng xông ra phía cửa cửa mở bên ngoài không có băng nhi mà là a thái một chút thất vọng pha lẫn chút an ủi a thái là người rất gần băng nhi đã giúp xua tan được phần nào nỗi cô đơn đường ngoại a thái a thái đi vào khép cửa lại nét mặt nghiêm chỉnh anh đường nghe nói anh và băng nhi đã đổ vỡ à Cô uống nước trà hay là cà phê? A Thái lấy ly trên tay đường đẩy chàng ngồi xuống ghế. Anh ngồi đó đi, để tôi một mình đi pha trà. Nhìn thấy hai hộp bánh trên bàn, A Thái hỏi, ai đến hôn đấy? Chu Châu. À, Chu Châu à, không biết từ lúc nào A Thái và Chu Châu đã quen nhau từ bao giờ. Cô ấy đến hôn với Lý Mộ Sinh phải không? tốt họ rất xứng đôi lý mậu sinh trung thực còn chu châu thì dịu hiền có nghĩa là cô cũng biết chuyện của chu châu nữa à vâng tôi chu châu Nhã bội đều rất thân nhau a à, thái ngồi xuống ghế đối diện với đường nàng có vẻ nghiêm chỉnh nhưng hôm nay tôi đến đây không phải nói chuyện của chu châu mà để nói chuyện giữa anh với băng nhi băng nhi trái tim đường nhói đầu Chàng hỏi nhỏ. Cô ấy nói cho cô biết à? Vâng. A à Thái ngồi thẳng lưng, hai tay cầm ly trà, ngẩng lên nhìn đường. Anh quyết định chia tay với Băng Nhi chứ? Đường hơi bàng hoàng, chia tay, hai chữ thật đơn giản, giống như hai nhát dao rướm máu, chàng thở ra. Tôi nghĩ đó không phải là quyết định của tôi, mà là của Băng Nhi. Tôi không có cách nào khác hơn không thể tiếp tục duy trì tình trạng ba người cô ấy phải lựa chọn và cuối cùng đã chọn thế sở anh có ngạc nhiên không đường nghĩ ngợi một chút nói tôi à không kịp ngạc nhiên chỉ thấy đau trước mặt a thái đường thành thật chàng không muốn tự ái và che giấu nỗi đau của mình a thái thở dài tôi đã định cứu anh nhớ không anh đường khi chuyện tình cảm giữa anh và băng nhi phát sinh tôi đã vội vã chạy đến định ngăn chặn định cứu vãn nhưng không kịp anh đã rơi và rơi quá sâu không rút lui được đường ngạc nhiên à thái không lẽ ngay từ đầu cô đã tiên đoán được sự đổ vỡ của ngày hôm nay à Ta à thái buồn rầu nhìn đường ánh mắt cảm thông tôi đã từng nói với anh á rồi họ sẽ làm lành với nhau và tôi đã từng hỏi anh đến lúc đó anh sẽ xử lý ra sao tôi đã ám chỉ đã đề cao cảnh giác đường nghe mơ hồ chàng thấy hơi choáng có nghĩa là cô đã dự đoán được à cô biết là cái thế của tôi yếu hơn phải không không phải thế có lúc đó, tôi thấy cái thế của anh rất mạnh đường buồn rầu nghĩa là cô đã đoán sai tôi vẫn đấu không lại thế sở tôi không giữ được băng nhi, nhưng mà băng nhi á cũng đã thề sống chết với tôi, tình yêu không lẽ dễ vỡ như vậy sao? Hay là tôi sai? Tôi không đủ kiên nhẫn giữ chuyện tay ba kéo dài để băng nhi từ từ chọn một trong hai người. Đường ngước mắt nhìn trần nhà. À, Thái à, tôi không thể chịu nổi được nữa, không thể chịu được. Có lẽ vì tôi quá ích kỷ. Băng nhi nói đúng, tôi ích kỷ tôi không thể chịu đựng được hạt cát trong mắt. Đường nhắm mắt lại tiếp. Tôi không biết phải làm cách nào hơn, vì tình yêu này á đã dày vò tôi nhiều quá. A Thái trồn qua, nhiệt tình nhìn bạn. Anh Đường, đừng tự trách mình như vậy. Tối nay đến đây á là tôi muốn nói hết tất cả. Anh hãy nghĩ kỹ, nếu có đau, á đau một lần cho dữ dội, còn hơn kéo dài ngày này qua ngày khác đường kinh ngạc cô muốn nói gì dòng a thái trong và rõ tôi nghĩ là băng nhi trước nay chưa hề yêu anh tại sao anh đường ạ à, thật sự anh không hiểu được băng nhi đâu cuộc sống của băng nhi ngoài thế sở ra chẳng còn bóng dáng người đàn ông thứ hai chen vào tình cảm của băng nhi rất là lãng mạn nồng cháy cô ấy ưa bi kịch hóa và rất đa tình trẻ con khi gặp thế sở người đàn ông có bản tính giống băng nhi thế là họ hợp nhau yêu nhau đến độ long trời lỡ đất chết thì sống lại có một điều khiến băng nhi đau khổ là thế sở là hạng người đàn ông đa tình gặp ai cũng yêu bản tính rất là lăng nhăng cũng vì chuyện này mà họ đã từng cãi nhau đổ vỡ chia tay kể cả chuyện tự tử đấy. Điều đó tôi biết. Vâng, nhưng có điều anh chưa biết á, là lần thứ nhất, khi đổ vỡ, hình như là đầu năm ngoái, chưa đầy ba hôm sau á, Băng Nhi đã gặp với một biên tập, đài truyền hình, và tuyên bố là dứt khoát thế sở. Thế sở phải tốn bao công sức, mới kéo Băng Nhi trở về được. Mối tình này á, chỉ kéo dài được hai tuần lễ. Lần thứ hai á, là mùa hè năm rồi Khi Thế Sở quen với một cô gái khác á, Thì trong vòng 3 ngày sau Bằng nhì đã kiếm được một chàng trai khác Đối tượng á, là một sinh viên đại học Trẻ hơn cô ấy 2 tuổi Dĩ nhiên á, là Thế Sở lại cuốn lên Lịch sử lại tái diễn Thế Sở phải chiến đấu Và gã sinh viên lại lặng lẽ bỏ đi Mối tình kéo dài hơn một tháng Chỉ có anh á, là kéo dài lâu nhất thôi Hà Thái cười nhạt mặt đường tái xanh, anh ngồi thẳng lưng dậy. Cô muốn ám chỉ là... Tôi không ám chỉ, mà tôi chỉ muốn nói rõ với anh á, là anh có óc phân tích sâu sắc, biết suy nghĩ, biết chiêu sâu. Đừng nên để cho tình cảm, nó che mờ tất cả. Bằng nhi á, cũng không phải là xấu, cô ấy không có thủ đoạn. Có điều á, là vì quá yêu thế sở, biết thế sở sợ sự thay đổi tình cảm của mình nên đã lợi dụng những điều đó mỗi lần thấy băng nhi thay đổi là thế sở cởi giáp ngụy trang ngay vì vậy lịch sử cứ tái diễn tôi đứng một bên như kẻ xem kịch và bây giờ là mạng thứ ba rồi đấy đường ngã người xuống ghế mắt nhắm lại bây giờ không phải là chuyện đau tim đầu chàng bị choáng váng mồ hôi toát cả lưng đường có cảm giác như mình rơi xuống vực thẳm hai tay chàng bám lấy ghế viện trời ơi băng nhi băng nhi sao em tàn nhẫn quá tàn nhẫn quá a à thái đặt tay lên tay đường anh đường anh đường ạ à. đừng có đụng tôi đừng đụng tôi đường rút nhanh tay lại như đụng phải điện giật chàng ngẩng lên mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn a à thái giọng đau khổ Tại sao cô đem chuyện này ra nói với tôi? Tại sao cô không để tôi giữ lấy một chút ảo tưởng, một chút tự ái chứ? Sao cô không giữ bí mật của băng nhi? Cô bán rau, cô kể cho tôi nghe mà làm gì? À, Thái! À, Thái đứng dậy, đặt mạnh ly trà lên bàn, mắt nhìn thẳng đường. Bởi vì tôi không nhẫn tâm nhìn thấy anh tiếp tục nằm mơ. Bởi vì với tôi anh hơn hẳn như người đàn ông trước. Tôi không muốn thấy anh đau khổ Thề, sao cô không nói sớm Không cho tôi biết ngay từ lúc đầu À Thái khó khăn Tôi đã thử nhưng vẫn trễ Tôi đâu có ngờ một người thận trọng Uyên bác Có chiều sâu như anh á, Lại có thể dễ dàng rơi vào vòng của băng nhi Trong vòng có ba ngày Anh có nhớ là tôi đã từng bảo anh là hoang đường là điên Nhưng lúc đó anh đã nói gì với tôi anh nhớ không anh đã bảo là anh đã yêu băng nhi hơn cả chính bản thân mình lúc đó tôi đã cứng họng sự việc xảy ra đến nước này thì không còn làm gì khác hơn được tôi chỉ còn miễn cưỡng tin rằng tất cả lần này là thật nghĩa là băng nhi đã dứt khoát với thế sở để yêu anh bởi vì bởi vì tôi thấy anh là hơn hẳn thế sở nhiều phương diện và tôi đã âm thầm cầu chúc cho hai người ai ngờ đâu ai ngờ đâu lại có một thằng khùng lại cứ tưởng rằng mình là cánh đồng cỏ xanh mượt rộng lớn xanh ngút đầy sức sống ai ngờ có một gã khùng chỉ cần bị người ta cho nếm một tí rượu từng bốc một chút là bay bổng lên trời xanh là say sưa quyền cả đất trời ai ngờ một người con gái thanh tú tươi mát như vậy lại có thể tay sắp tay ngửa. Tay sắp, mây, tay ngửa, mưa, đường ngơ ngác đầu như đeo đá. Lời của Băng Nhi còn văng vắng bên tai. Xin anh hãy chấp nhận cho em làm lại cuộc đời. Tay đường đặt lên ngực. Không, không thể như vậy được Băng Nhi. Em tàn nhẫn lắm. Em có biết á, là em đã vùi hết tất cả sự cao ngạo và sự tự tin của một người đàn ông vào vũng sình cả không. A à, Thái nuốt nước bọt tiếp. Có thể anh rất hận khi nghe tôi nói sự thật, nhưng cũng có thể anh tình nguyện ôm lấy ảo ảnh là Băng Nhi sẽ quay trở lại lòng mình. Cũng có thể là anh sẽ không tin tôi, cũng có thể là tôi đã sai vì thật sự Băng Nhi yêu anh. Băng Nhi không đóng kịch, nhưng dù sao thì anh đường nè, anh nên biết là tối nay ai đã đến đây nói hết cho anh nghe đó chỉ là vì một động cơ một động cơ duy nhất đó là tôi muốn anh là người nhiều nghị lực có lý trí có chiều sâu mong là anh cố gắng giữ cho mình không bị lún sâu và cũng không bị đau khổ nhiều hơn nữa đường thở mạnh mắt hướng ra ngoài cửa sổ à thái cảm ơn cô tôi yếu đuối lắm không có chiều sâu, chẳng có lý trí. Tôi đã rơi quá sâu, đúng quá sâu. Nhưng à thái này, xin hãy yên tâm, rồi tôi sẽ sống, sẽ làm việc tốt. Hãy tin tôi, từ từ rồi sẽ hồi phục, rồi sẽ tin lại được chính mình. Dù sao thì quả đất này vẫn còn xoay, mặt trời và những hành tinh khác chưa đụng nhau, thì ngày tận thế cũng chưa đến. Vâng đúng là ngày tận thế chưa đến trên bầu trời sao vẫn lấp lánh trăng vẫn sáng những ánh đèn của thành phố vẫn còn đó thì không thể là ngày tận thế được đường thẳng lưng nhìn chân trời xa và đêm hôm ấy đường đứng đó nhìn xa vời a thái bỏ đi từ bao giờ đường cũng không hay 14. một tuần sau đường viết cho băng nhi một bức thư băng nhi em anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích trung quốc có rất nhiều tiểu thuyết bút ký và rất nhiều truyện cổ truyền kỳ chuyện anh sắp kể cho em nghe đây rất ngắn rút ra từ một quyển sách có tên là liên Hoàng ký trường kể rằng thuở xưa có một thư sinh tên là thẩm tu văn một hôm, Tu Văn đang ngồi một mình trong thư phòng đọc sách. Bây giờ bên ngoài trời đang mưa. Những hạt mưa phùn nhỏ, tựa thiếu nữ, tay cầm thoai. Chiếc thoai dệt vải, vừa đi vừa hứng lấy những giọt mưa dệt thành tấm lụa. Dệt không ngừng, mảnh lụa tơ mưa phất phơ theo gió. Bất chợt, cô đi vào thư phòng, đưa mảnh lụa mới dệt. Trao cho thẩm tu văn và nói khúc lụa này có tên là băng tơ, xin được tặng chàng may áo. Nói xong biến mất, sau đó tu văn đã mang băng tơ may thành áo mặc, còn dư kết thành quạt. Suốt ngày đem theo mình, coi như vật quý. Băng nhi, câu chuyện chỉ có bấy nhiêu là kết thúc. Anh nghĩ không biết, suốt cuộc đời thẩm tu văn có thoát khỏi băng tơ không? Có quên được người con gái đã dệt mưa thành lụa không? nhưng hình ảnh ngoài trời mưa lất phất bay mưa bụi như tơ có xóa được trong đầu chàng không? Còn người con gái có thật sự biến mất? Đó là một trong những truyền cổ Trung Quốc, một thứ chuyện không đáng tin. Chuyện dân gian của Trung Quốc thì từ nó có cái lãng mạn, một sự lãng mạn tuyệt vời, đẹp và gần với chuyện ngày nay. Câu chuyện cũng tương tự như vậy, một buổi tối cơn mưa kéo dài không dứt có một anh chàng bác sĩ khùng tên là lý mộ đường anh ta đang ngồi có một cô gái xuất hiện trên tay cũng ôm lấy những hạt mưa mảnh như tơ áo dạ hội màu trắng với nụ cười trên môi đẩy cửa bước vào trao mảnh lụa băng tơ cho anh chàng lý mộ đường và câu chuyện bắt đầu thằng nhi trước hết anh mặn phép được kể về mình một chút Trước đêm mưa gió Với sự xuất hiện của em Anh là người bình thường Chỉ biết nỗ lực, phấn đấu Tìm một cuộc sống thực tế đơn giản Anh không lãng mạn Không biết nằm mơ Cũng không ảo tưởng Với công việc hàng ngày Tiếp xúc với vi trùng, bệnh nhân Anh chưa hề gặp chuyện Có tính chất lãng mạn Chứ đừng nói đến chuyện thay đổi Trong cuộc sống của anh Những chuyện tình ái thần thoại trong tiểu thuyết Với anh chỉ là những chuyện giải sầu, không đáng tin, không thể tin, không thể theo được. Thế rồi, sự xuất hiện của em, nét trong sáng của băng trinh, sự nhiệt tình của lửa, vẻ đẹp trong tranh, nét trữ tình của thơ nhạc. Em đã làm anh rung động, em đã cuốn hút anh, đã đẩy anh vào thế giới lãng mạn. Và thế giới này với sự rực rỡ của nó, với vẻ mờ ảo của nó, nó đã giẫm nát anh và chính trong cái đêm em xuất hiện đưa mảnh lụa băng tơ tròn lên vai anh bằng nhì anh không phải sắt đá mà anh bằng da bằng thịt mảnh lụa băng tơ đến từ tiên cảnh vừa tròn vào người đã siết chặt lấy anh bằng nhi bây giờ nghĩ lại chiếc áo vô hình mà em mang đến hôm ấy đã đẩy anh vào thế giới thần tiên của em mất rồi viết thư anh mong sẽ viết có đầu có đuôi Nhưng khi cầm bút lên Lòng anh rối như tơ vò Khi đọc em phải dùng thoi đan lại Đoạn trước viết dài dòng như vậy Chẳng qua anh muốn nói với em một điều Anh chỉ là một bác sĩ bình thường Không một ảo tưởng mơ mộng về tình yêu Vậy mà không hiểu sao là bị em nuốt lấy Em nên hiểu rằng Đó không phải vì anh tin rằng Anh là cánh đồng cỏ rợp bóng cũng không phải anh bị choáng ngợp trong sự tân bốc của em mà anh bị mê hoặc. Chẳng qua là vì chiếc áo vô tình hôm ấy. Chiếc áo tơ mưa vừa choàng vào người là không còn thuốc chữa nữa. Đã có một khoảng thời gian anh tự đánh lừa mình. Anh đã theo em, A Thái và Thế Sở cùng vui chơi. Anh tưởng như mình là kẻ bằng quan đứng bên lề nhìn cuộc tình của em và Thế Sở. Đấy, Thấy không bằng gì Ngay từ đầu anh đã đánh lừa chính mình Anh đã theo em A Thái và Thế Sở Anh đã nói ngay từ đầu Là có một anh bác sĩ khùng Ngu như vậy Làm sao xứng đáng được Chọn tấm áo băng tơ của em chứ Nhưng rồi chuyện gì Phải đến đã đến Em có nhớ cái hôm ấy không Lần đầu tiên em vào phòng riêng của anh Khi em nói với anh hãy chấp nhận cho em làm lại cuộc đời. Thì tim anh vỡ ra, hồn anh bay bổng, đầu óc và tâm hồn anh say ngất với những lời thỏ thẻ của em. Ôi, băng nhi, đó là lần thứ hai em đã choàng thêm cho anh một chiếc áo. Những ngày kế tiếp, em dịp thêm nắng, sa mù, mưa và ánh trăng. Trời sinh em làm chất nữ mỗi lần dệt xong chiếc áo nào là em khoác lên cho anh thêm chiếc đó và cứ thế băng nhi em đã trang điểm lên người anh đủ thứ đến độ có lúc anh tưởng rằng mình đã phát ra được cả hào quang những hào quang đó lôi cuốn em si mê em nhưng thật ra không phải vậy hào quang chỉ phát ra từ những chiếc áo của em tạo ra chứ không phải của anh nếu một ngày nào đó em thu hồi lại hết thì em sẽ thấy anh chỉ là một trần tục thô kịch một thể xác bình thường bằng nhì anh không hiểu là anh đã trình bày được một cách khúc chiết tình cảm của mình không và tuần qua chúng mình đã chia tay trước kia chưa bao giờ anh thấy đau khổ như vậy từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ anh thừa nhận những chữ trái tim tan nát bao giờ vì nói thế là không khoa học từ điển y khoa cũng không đề cập đến chứng bệnh trái tim tan nát mấy ông trí thức không hiểu dựa vào đâu mà mô tả thế nhưng băng nhi ơi rồi anh phải thừa nhận trái tim anh đã tan nát một ví dụ cụ thể cụ thể vô cùng sau khi chúng ta chia tay, A Thái có tìm anh. Một A Thái tốt bụng, cũng là có tơ dệt. Nhưng vải cô ấy dệt là những loại vải thô, thứ vải dùng để băng bó vết thương. Cô ấy đã giúp anh. Khi phát hiện ra vết thương tan vỡ trong tim anh, A Thái đã đến thăm, dùng kim xó chỉ khâu lại. Sự khâu của cô ấy làm anh đau hơn, nhưng cô ấy nói, nếu đau thì chỉ đau thêm một lần này thôi nhờ vậy mà anh biết được mọi chuyện từ chuyện anh đào diễn đài truyền hình đến anh sinh viên đại học và bây giờ ngồi đây viết thư cho em xin em hãy yên tâm anh thấy lòng hết sức thanh thản a à, thái nói anh có hận em không làm sao anh có thể làm việc đó được phải không vì nếu em không khoác cho anh những chiếc áo băng cơ kia thì làm sao anh biết được trên đời này còn có cả một thế giới khác? Không, Băng Nhi, anh phải cảm ơn em. Món quà của em mang đến cho anh là món quà trên mây. Ở thế giới thần tiên, đâu phải người nào cũng có được đâu. Vì vậy, hàng vạn hàng triệu người ở trên cõi đời này chưa được khoác chiếc áo băng tơ đó đã ra sức công kích mãnh liệt những vấn đề lãng mạn ái tình, mơ mộng. Nguyên Thủy, anh cũng là một trong những con người đó. Vì vậy, nói thật bằng nhỉ, anh không hận em. Nói thật đấy, dù em ở bên cạnh ai, anh vẫn cảm ơn, cảm ơn thật nhiều. Bây giờ, chúng ta thử nói về thế sở xem. Thế sở là một thanh niên ưu tú, đẹp trai, thông minh, biết pha trò. Với mẫu hình như vậy, Thế sợ là đích của biết bao cô gái. Dĩ nhiên em cũng yêu hắn. Nhưng bây giờ anh thấy cần phải cảnh giác em thế này. Em không phải là một cô gái bình thường như những cô gái khác. Em từ thế giới thần tiên đi ra. Em biết dệt băng tơ và tròn lên người những anh con trai mà em yêu thích. Thế sợ quen em đã lâu. Hắn đã bị em tròn trò không biết bao nhiêu chiếc áo như vậy vì vậy trước mắt bây giờ chỉ có một thế sở lấp lánh hào quang em quên là hào quang kia chỉ phát ra từ những chiếc áo đó thế sở thế nào thì hắn cũng chỉ là một người trần khi bị những chiếc áo kia vây kín lên ngột thở thì hắn sẽ phản ứng chống trả xa nát chiếc áo hào quang sẽ mất và thế là em đau đớn thương tâm thật ra thì Thế sợ cũng chỉ là kẻ bất hạnh Nói chuyện tình yêu với người trên mây Là một sự đau khổ Thế sợ là người trần Không thể nhập cảnh tiên Vì vậy không thể trách được hắn Khi nói chuyện tình yêu với tiên Mệt mỏi quá Thì phải quay sang Tìm mấy cô gái phàm tục xả hơi Và mỗi lần hắn như thế Thì em lại lồng lộn lên Em cũng bắt chước Chạy đi kiếm mấy ông người trần chúng tôi Để trả đũa trường có hai người cứ thế mà lặp đi lặp lại mà anh tin rằng sao anh vẫn chưa chấm dứt chính điều đó làm anh lo lắng cho em bằng nhì bức thư này viết đã khá dài nhưng anh không hiểu là em rồi sẽ rõ ý anh chăng mấy ngày hôm nay thật sự anh thấy lo cho em bằng nhì em dịch mưa thành tơ bấy nhiêu năm rồi có bao giờ em nghĩ đến việc đột nhiên mình đánh mất khả năng đó không? Và lúc đó em sẽ sống ra sao? Bằng nhì à, đây là cõi đời của những người phàm, nên trước ngày gặp em, anh đã nghĩ là rồi mình sẽ cưới một cô gái hiền thục, bình thường và yên phận, đời sống giản dị nhưng sẽ hạnh phúc. Đến khi gặp em với chiếc áo khoác em mang cho, khiến quan điểm sống của anh đã đảo lộn. Khi có cảm giác mình ở tận núi cao, khi thì tận cùng vực thẳm, khi trong lửa, khi dưới nước. Cái tình yêu nông nổi đó, dù sao cũng đã trải qua. Bây giờ trở về, cởi chiếc áo băng tơ ra, đứng trước kính, ngắm lại mình. Anh thấy mình vẫn là người trần. Anh không dám mơ ước một tình yêu sôi nổi nữa, dù biết rằng nó vẫn hiện hữu anh chỉ mơ một mối tình bình thường. Vì vậy, băng nhi, anh viết bức thư này cho em. Em vẫn cho mình là tiên à? Sao cũng được, nhưng mà băng nhi, em cần phải nhìn lại mình và cả những người xung quanh. Em có quyền tiếp tục trò chơi dệt mưa thành tơ, nhưng phải tìm được một người hiểu em. Vì như vậy, hắn mới hiểu được em, yêu em và không bị chiếc áo của em bức tử. Thế sợ có lẽ chưa hiểu được em Chưa bao giờ hiểu được em Vậy thì trên đời này Còn ai là người hiểu em Có một bác sĩ điên Sau những đòn dầu sôi lửa bóng Có lẽ hiểu được em Nhưng mà gã khùng đó Chỉ là một người trần Hắn chẳng phải cốt tiên Nên chắc cũng chẳng xứng với em Bằng nhì Quả thật anh rất lo lắng cho em nếu em cứ tiếp tục làm tiên nữ Ở trên cao lạnh lắm Anh cũng không biết năm tháng Có ảnh hưởng gì đến tiên không Chứ lũ người phàm chúng tôi á, Một khi đã lớn tuổi Thì không còn có thể làm mưa làm gió Như thời trẻ tuổi Nếu tiên cũng phải già Thì chắc cũng không thể dệt mưa thành tơ Lúc đó hẳn phải cô độc Bằng nhì ơi Cô độc với con người phàm chúng tôi Là một sự buồn tuổi còn với tiên Hắn phải bi đát hơn chúng tôi nhiều Băng Nhi Hãy nghĩ đến tương lai Sau cùng Xin cảm ơn em Băng Nhi Cảm ơn những ngày vui em cho anh Cảm ơn chiếc áo tròn băng tơ Rồi anh sẽ xếp chiếc áo đó lại Cho vào hòm gỗ Cất kỹ Hoài như vật quý Nhưng sẽ chẳng bao giờ anh mặc nó nữa Anh đã cởi được nó Thì anh cam phận Làm người trần Băng Nhi, hãy cẩn thận, hãy giữ gìn. Người yêu em mãi mãi. Mộ đường, viết dưới ánh đèn, ngày 11 tháng 10. Tái bút, một ngày nào đó, nếu em chán cảnh tiên, cứ ghé qua anh tán dốc. Dù chỉ là một người phàm, nhưng anh cũng biết ít nhiều cảnh tiên. Tái bút thêm, nếu có ngày nào em thấy cảnh sống ở trần gian này vui vẻ, thì hãy đến với anh anh sẽ mời em uống miếng rượu nhà nói chuyện phàm trần ở buổi mai sau 15 cũng là chương kết. Thư được trực tiếp bỏ vào hòm thư băng nhi. Mười ngày lặng lẽ trôi qua, tiết trời đổi mát, hoàng hôn, mưa bụi lất phất. Gió đưa những hạt mưa như tơ lang thang, khung cảnh mùa thu lúc nào cũng buồn. Như thường lệ, thật khuya, cửa phòng mạch mới đóng. Đường tắt đèn, đóng cửa xong mới lên lầu tư. Căn phòng độc thân của chàng vừa mới tới cửa phòng riêng đường chừng lại ngạc nhiên băng nhi đang từ cửa đứng đấy từ bao giờ nàng giản dị trong chiếc rốt trắng mặt không son phấn thanh tú mái tóc dài hơn phủ vai băng nhi đứng yên lặng ngoan ngoãn với nụ cười ồ băng nhi đường kêu lên sao em không đến phòng mạch em đã canh giờ nên không phải đợi anh lâu và em nghĩ bây giờ là lúc phải có một người con gái bình thường đứng đợi anh trước cửa nhà tim đường đập nhanh đừng 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 khiến tôi bay bổng say ngủ nữa lịch sử thường lặp lại đường mở cửa cả hai bước vào họ lặng lặng nhìn nhau rồi đường lên tiếng bằng nhì em đến đây để làm gì em đã bỏ ra ba ngày liền đọc thư anh bằng nhì nói đọc thật kỹ đọc gần như là thuộc lòng ba ngày tiếp theo suy nghĩ cho đến lúc nghĩ là mình đã hiểu được ý rồi phân tích chính mình xem mình nó là tiên hay vẫn là người trần tục chuyện dệt mưa thành tơ không mệt mỏi à phân tích cho đến lúc nhìn rõ con người thật của mình mà sáng nay em đến với thế sở bây giờ sang gặp anh thế à tim đường đập mạnh chàng nhìn thẳng băng nhi đôi mắt đen mở to kiên định dịu dàng đường thấy một chút choáng chàng có cảm giác mơ hồ bàng hoàng mong đợi nhưng không biết nói gì hơn em đã nói chuyện với thế sở chưa bao giờ chúng em lại nói chuyện một cách đứng đắn và bình tĩnh như vậy dĩ nhiên là mở đầu cũng hơi gặp khó khăn ông ấy không phải là người thích ngồi yên nhưng rồi sau cùng băng nhi thở ra như trút được gánh nặng em cũng cho anh ấy biết là từ nay em và anh ấy là bạn bạn tốt chứ không thể tiến xa hơn nữa nói khác đi là cuối cùng rồi em và anh ấy trong thái độ thật bình tĩnh đã đi đến được sự kết thúc một mối tình kéo dài như là diễn kịch. Đường nhìn băng nhi không chớp mắt. Lại một lần nữa kết thúc à? Kết thúc được bao lâu? Có thật á, là kết thúc luôn chứ? Trước kia thì khác, bây giờ xin hãy tin em. Đường yên lặng quan sát, không khí yên lặng bao trùm. Bốn mắt nhìn nhau, đường lên tiếng trước. Em nhìn gì thế? em đang ngắm một người phàm nhận dược được tiên nữ Bằng nhi cười. trên <laughs> thế gian này á đâu có tiên được phải không anh vì vậy chuyện dệt mưa thành tơ á chẳng qua chỉ là giấc mộng nam kha của thẩm thu văn thôi anh biết đấy của nhân ưa nằm mộng mà ngay cả thời nay á nhiều ông bác sĩ cũng thích nằm mơ em định nói gì em chỉ là một con người bình thường Băng Nhi ngẩng lên. Anh đã nói rồi đó. Nếu em thấy thích thú với cuộc sống trần gian á, thì anh sẵn sàng nói chuyện phàm trần ở buổi mai sau. Tim đường đập mạnh thở gấp. Nhưng em biết rằng á, cuộc sống của con người phàm á, rất phẳng lặng. Thí dụ như nấu cơm, nè bếp nút, bưng trà cho khách. Không hẳn là như vậy. Mỗi gia đình á, có một nếp sống khác nhau nhưng cũng gần giống nhau. thí dụ như bằng nhi tiếp lời chủ nhật này á em phải theo anh về đài trung ra mắt cha mẹ và em của anh rồi chủ nhật sau á anh sẽ theo em về cao hùng ra mắt cha mẹ và các em của em đường tròn mắt không dám tin những gì mình vừa nghe thấy bằng nhi sau đó chúng ta cần hai người chứng một tờ đăng ký kết hôn người chứng thì có thể nhờ a thái và thế sở thế sở nhờ em chuyển lời tới anh anh ấy nói anh ấy thua là vì không hiểu liên hoàn ký là gì anh ấy chịu thua vì anh ấy không muốn làm việc bình thường như là đăng ký kết hôn đến đám cưới vì vậy anh ấy chúc mừng cho chúng ta làm một việc bình thường như thế này cũng cần phải có can đảm đấy em không biết rằng anh có muốn anh, anh có muốn làm việc bình thường đó với em không? Đường suy nghĩ hai phút. Bằng nhi, làm sao em dám quyết định như vậy? Bởi vì em muốn bước từ trên mây xuống đất. Em đã suy nghĩ suốt chín đêm. Ta là gì chứ? Thật sự ta yêu ai? Anh, sau khi biết chắc chắn rằng em chỉ là một người bình thường, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Khi có một người bình thường khác hiểu em, lo lắng và yêu em cố gắng thức tỉnh em hạnh phúc biết là chừng nào suốt cuộc đời em em đã làm những chuyện khùng điên nhưng chắc chắn không thể đánh mất hạnh phúc cái cảm giác hạnh phúc đó thế sợ chưa hề mang đến cho em cái cảm giác hạnh phúc đó đồng thời đến với hồi tưởng em phát hiện là mình chỉ là một cô gái tầm thường và cần phải làm một điều bình thường với người mình yêu Um, đó là ví dụ như là Sinh đẻ con cái nè Bằng nhìn đường lo lắng Hay là em đã hiểu sai Hay là um, Anh không muốn cưới em Hả anh Không Khuôn mặt đường thật nghiêm túc Anh đang nghĩ đến một chuyện Chuyện gì thế Anh không muốn căn phòng của chúng ta Sơn màu hồng đào Anh ghét nhất là màu đó Ồ Băng Nhi nhoảng miệng cười, bá lấy cổ đường hét lên. Chúng ta sẽ sơn toàn màu xanh, xanh lá, vì anh là cánh đồng cỏ, một cánh đồng cỏ xanh mượt, bao la, ngút ngàn, một cánh đồng cỏ tràn ngập sự sống. Ồ, oh, Băng Nhi, đường nghĩ, sự tưởng tượng trên mây của em chưa hết hẳn. Chàng vuốt từ vai nàng xuống nói, ta cởi bỏ chiếc áo vô hình thần tiên, ảo tưởng ngày xưa đi em nhé mình đến báo cho nhã bội chu châu a thái và thế sở đi cha mẹ anh được nghe chuyện chúng ta chắc là mừng lắm băng nhị đỏ mặt e thẹn vùi đầu vào vai chàng anh đường ạ à, cuộc sống hôn nhân phức tạp hơn thời yêu nhau nhiều lắm phải không anh thay cho câu trả lời đường siết chặt vòng tay và từ từ cúi xuống thời gian như ngừng lại băng nhì cảm thấy môi mình ấm lại truyện dài Mùa xuân của em của tác giả Quỳnh Giao. Chuyện ngữ Điêu Quốc Nhĩ đến đây đã kết thúc.